sau cùng, còn là La Quân đầu óc chuyển nhanh. La Quân nói với Mạnh Mãi ra, đại ca, bên kia người xem thường chúng ta à. Ngươi nhìn lão đại bọn họ đều không tới, thì phái mấy tên thủ hạ tới. Ta cảm thấy ngươi cũng không thể trực tiếp giao thiệp với bọn họ, ngươi có thể thì phái mấy tên thủ hạ quá khứ, cũng lộ ra chúng ta uy phong mà. Mạnh Mãi ra nhìn La Quân liếc một chút, hời hợt nói ra, nếu không ngươi đi lộ ra hiển uy phong. La Quân tâm đạo, ta dựa vào, người óc này mẹ nó không có chút nào ngốc a. Bất quá hắn đương nhiên là muốn đi, hắn có thể không cảm thấy bằng mấy cái bán thú nhân đến liền có thể bãi bình tràng tử. Ngay sau đó, hắn liền nói, đại ca, ta đương nhiên là muốn qua. Thế nhưng là bọn họ là ba người a, ngươi đến cho ta phái hai cái huynh đệ chống đỡ tràng tử a. Mạnh Mãi ra không biết rõ chống đỡ tràng tử là có ý gì, bất quá hắn cũng biết đại khái chính là như vậy cái ý tứ. Hắn cũng không nhiều lời, chỉ là đối sau lưng lão hổ cùng Ma Cu Khắc nói ra, hai người các ngươi cùng hắn cùng đi chứ. Lão hổ cũng là cái kia tùy tiện người, hắn nói ra, được rồi, ta lão hổ ngược lại muốn xem đám này cái gì điều nhân có bản lãnh gì, cướp đường lại dám cướp đến ta lão hổ trên thân. Thế là, La Quân liền đi theo hai cái rưỡi thú nhân đi lên. Lão hầu cùng Ma Cu Khắc hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. La Quân mặc dù nói là muốn dẫn bọn hắn qua hiển uy phong, nhưng hai cái này kiêu ngạo bán thú nhân làm sao lại đi theo La Quân đâu. Cái kia chỉ có La Quân theo sau lưng bọn họ phần A. La Quân tự nhiên là mừng rỡ đứng ở phía sau, hắn mấy ngày nay tùy ý rear map sinh trưởng tốt, hiện tại đã là mặt mũi tràn đầy râu quai nón. Nhìn thì có loại tang thương, tăng thêm lại đổi một bộ quần áo. Cho nên hình tượng theo trước đó là có khác nhau rất lớn. Tại thần giáo người bang chủ này dậy trong lòng, cái kia liên quan tới La Quân mấy người này hình tượng đều là dừng lại, cho nên, bọn họ muốn liếc một chút nhận ra La Quân đến, đó là rất lợi hại khó khăn. Mấu chốt nhất, bọn họ cũng chưa gặp qua người thật La Quân a. Ngược lại là Đa Luân Tư, vô luận Đa Luân Tư làm sao cải biến, cái kia đều rất khó ẩn tàng bộ dạng. Thần giáo người đối Đa Luân Tư quá quen thuộc. La Quân tóc cũng dài hơn nhiều, hiện tại hắn kiểu tóc là rối bời. Giờ phút này, Đa Luân Tư còn theo Mạnh Mãi ra bọn này bán thú nhân đứng chung một chỗ. Đa Luân Tư cũng không khỏi bội phục La Quân thật sự là cơ trí a. Nhanh như vậy liền muốn ra ứng đối chi pháp, Đa Luân Tư vẫn là không yên lòng, hắn hơi hơi khẩn trương nhìn lấy La Quân bên kia. La Quân một hàng ba người rất nhanh liền cùng Quentin ba người bọn họ chạm mặt. Quentin vị này áo đen giáo chủ một xem ra là ngu xuẩn bán thú nhân, hắn liền nói chuyện tâm tư đều không có. Hắn nhìn lấy vênh váo tự đắc lão hồ cùng Ma Cu Khắc, hắn đã cảm thấy thật sự là buồn cười. Nghe nói các ngươi muốn cướp đường, lão hồ xông Quentin cười tâu tuét quát. Quentin không thèm để ý lão hồ, hắn từ trong hàm răng tung ra một chữ cút. Sau đó, hắn xoay người rời đi. Lão hồ không khỏi sửng sốt, đó là cái tình huống gì? Bất quá lập tức, La Quân thì đứng ra. Hắn tách mọi người đi ra, chỉ Quentin nói, da trắng hầu tử, người cho ra ra đứng lại. Quentin ba người nhíu mày, bọn họ đứng lại, nhưng cũng không quay đầu. Dù sao cũng là rất khinh thường. Mà mẹ nó đại gia ngươi, các ngươi cho ra ra ta quay người trở lại, lại dám dùng đưa lưng về phía ra ra ta. Chán sống lệch ra sao? La Quân vô cùng phách lối kêu gào nói. Gia hỏa này là diễn cái gì như cái gì tên dở hơi. Lão hầu cùng Ma Cu Khắc đều sửng sốt, tình huống như thế nào? Gia hỏa này không phải sợ người khác cướp đường sao? Làm sao hiện tại phách lối như vậy a? Bất quá lão hầu cùng Ma Cu Khắc vẫn là duy trì La Quân, dù sao cái này Quentin một đám người quá không tôn trọng bọn họ. Quentin vốn là không muốn phức tạp, nhưng La Quân thực sự quá làm cho người ta chán ghét. Hắn cùng hai tên hồng y chủ giáo quay người trở lại, lạnh lùng nhìn lấy La Quân. Bọn họ trong mắt lộ ra thâm thúy sát ý. La Quân tựa như là cái mười phần làm càn làm bậy, hắn lập tức lại chỉ Quentin cái mũi nói, người có biết hay không đây là ai? Hắn lại chỉ lão hồ, nói, đây là chúng ta hồ đại gia tra hỏi ngươi lại dám để cho chúng ta hồ đại gia lăn. Ta nói cho ngươi, việc này tuyệt đối không xong, ngươi nhất định phải quỳ xuống hướng chúng ta hồ đại gia xin lỗi. Hắn đón đến, còn nói thêm, còn có, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ngươi không phục đúng không? Không phục tốt, có bản lĩnh cùng chúng ta hồ đại gia luyện một chút. Quentin ba người này thật là không nhận ra La Quân đến, bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, muốn chạy trốn lấy mạng La Quân sẽ chủ động lên mắng chửi người a. Tại bọn họ lý giải bên trong,
La Quân hiện tại hẳn là chuột chạy qua đường, gặp bọn họ trốn cũng không kịp a. Lão Hồ sững sờ, sau đó lập tức liền ưỡn ngực, nói ra, có loại luyện một chút. Không thể không nói, đại bộ phận bán thú nhân vẫn là đầu óc đơn giản a. Bị La Quân như thế thì cho bán, còn không tự giác. Quentin ba người cũng cảm thấy có ý tứ, Quentin tha có thầm ý nhìn về phía La Quân. La Quân lập tức mắng, ngươi nhìn bà nội ngươi a, nhìn ra ra ngươi ta làm gì. Lại nhìn ta, đem ngươi tròng mắt cho đào. Quentin ngốc ngẩn ngơ, sau đó, trong mắt của hắn tuôn ra tức giận. Hắn nhưng là áo đen đại chủ giáo a, thế mà bị như thế cái tiểu ma cà bông cho mắng, còn mắng khó nghe như vậy. Quentin tiến lên trước một bước, lão hồ lập tức chào đón. Ma cù khác cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giết, Quentin ra lệnh một tiếng. Sau đó, đầu người cùng bay, máu tươi vẩy ra. Lão hầu cùng ma cù khác cứ như vậy chết. Mà mẹ nó, giết người rồi. La Quân lập tức dọa đến kinh hãi thất sắc, kêu thảm thiết. Gia hỏa này xoay người bỏ chạy, trốn được nhanh chóng. Hắn chạy nhanh, một chút ngã trên mặt đất, thế là lại lăn ra ngoài. Quentin chịu tới là muốn giết La Quân. Nhưng bây giờ nhìn lấy La Quân trò hề liên tục, trong lòng của hắn hỏa khí liền tiêu tan rất nhiều, tiểu sử một cái. Quentin có kết luận. Một tên hồng y chủ giáo nói, đại nhân, ta giúp ngươi qua đem hắn giết. Quentin gật gật đầu. Hồng y chủ giáo lập tức hướng La Quân đuổi theo. La Quân như giết heo kêu to, hướng phía Mạnh Mãi Gia bên này chạy tới. Mạnh Mãi Gia một đám người nhìn thấy biến cố, lập tức cũng liền chạy tới. Cái này hồng y chủ giáo liền cùng Mạnh Mãi Gia bọn người không thể buông tha. Đáng giận, dám giết ta người. Mạnh Mãi Gia giận tím mặt, hắn lập tức hạ lệnh, nói, dóc thịt hắn. Một đám bán thú nhân vây quanh. Hồng y chủ giáo nơi đó đem bọn này tiểu sử nhìn ở trong mắt, hắn trường kiếm bay múa, liền muốn tay nâng kiếm rơi. Nhưng vào lúc này, La Quân một tiếng quát nhẹ, nói, động thủ. Đa Luân Tư lập tức xuất kiếm. Nhất kiếm quang hàn chấn cửu châu. Đa Luân Tư kiếm thuật gì cao minh, bỗng nhiên xuất thủ, trực tiếp một kiếm động mặc hồng y chủ giáo vị trí hiểm yếu. Hắn một kiếm đâm ra, cực nhanh thu tay lại. Nhìn, tựa như hắn hoàn toàn không có xuất thủ. Mà hoàn toàn lúc này, Mạnh Mãi Gia một búa liền đem hồng y chủ giáo đầu lâu chặt đi xuống. Máu tươi vẩy ra. Mạnh Mãi Gia ôm đồm hồng y chủ giáo đầu, hắn lạnh hừ một tiếng, nói, không chịu nổi một kích mà. Quentin cùng một tên khác hồng y chủ giáo thấy thế, không khỏi hãi nhiên thất sắc. Mà đúng lúc này, cái kia Phí Crow chạy tới bên cạnh bọn họ. Phí Crow tại nhìn thấy Quentin bọn họ giết người thời điểm, liền đã tại đi tới. Hắn cảm thấy Quentin bọn họ quá lỗ mãng, sao có thể tùy tiện giết người đâu. Lúc này, Phí Crow lại gặp được một tên hồng y chủ giáo bị giết. Phí Crow không khỏi hãi nhiên, hắn sắc mặt tái xanh. Lập tức liền mang theo Quentin hai người hướng bán thú nhân bên này đi tới. Mạnh Mãi Gia bắt cái kia đẫm máu đầu lâu, cũng mang theo bán thú nhân nhóm khí thế hung hung đi tới. Song phương rất nhanh gặp nhau. Mạnh Mãi Gia cả giận nói, XXX mẹ ngươi, các ngươi đám này da trắng hầu tử, lại dám giết ta người, ta xem các ngươi là sống không kiên nhẫn. Các huynh đệ, lên. Gia hỏa này ngược lại là gọn gàng. Lên, mọi người giống to. Liền cũng tại lúc này, Đa Luân Tư đi theo bán thú nhân cùng một chỗ hành động, hắn trong lúc hỗn loạn, đầu tiên lại một kiếm giết một tên hồng y chủ giáo. Cái kia Phí Crow đứng xa xôi, hắn đã ý thức được có chút không đúng. Đa Luân Tư giết cái kia tên hồng y chủ giáo về sau, cấp tốc công sát hướng Phí Crow. Phí Crow lập tức sợ hãi nói, Đa Luân Tư, lại là. Hắn đã nói không ra lời. Đa Luân Tư thiểm điện công sát, Phí Crow cấp tốc thi triển một chiêu thần diễm thuật. Một chỉ điểm ra. Đây cũng là thuấn phát, chẳng qua nếu như cẩn thận một điểm, liền có thể trông thấy hắn cũng không phải là hoàn toàn thuấn phát. Chỉ bất quá hắn niệm chú cùng thủ thế đều nhanh như thiểm điện. Thần diễm thuật vừa ra, liền có ba đạo thần diễm kiếm tập sát hướng Đa Luân Tư. Cũng không phải là nói Phí Crow sẽ chỉ cái này một tiểu chiêu ma pháp, mà chính là một chiêu này thuấn phát đứng lên nhanh nhất. Hắn nhất định phải tranh thủ đến thời gian, thi triển càng cường đại ma pháp. Đa Luân Tư nơi đó sẽ cho Phí Crow cơ hội này, hắn một kiếm liền đem ba đạo thần diễm kiếm đánh bay, tiếp theo, Đa Luân Tư đã đi tới Phí Crow trước mặt. Đa Luân Tư nhất quyền liền đem Phí Crow kích choáng. Mà lúc này, La Quân cũng đối Quentin triển khai công kích. Quentin trong nháy mắt liền đem mấy tên bán thú nhân toàn giết.
La Quân thực là có thể cứu những người orc này, nhưng hắn một mực ẩn nhẫn. Bởi vì hắn biết, nếu như những người orc này không chết, như vậy chính mình kế hoạch liền sẽ bị những người orc này biết. Như vậy về sau, hắn làm quan trọng giữ bí mật, vậy liền không thể không thân thủ giết chết những người orc này. Nếu là như thế lời nói, còn không bằng mượn nhờ Quentin tay đây. Quentin giết chết một tên sau cùng bán thú nhân thời điểm, La Quân liền một mình đối mặt Quentin. La Quân không có cho Quentin bất kỳ phản ứng nào cơ hội, hắn tiến lên trước một bước, đầu tiên cũng là một chỉ điểm ra. Đây là liệt hỏa thần kiếm. Trong nháy mắt, ba đạo liệt hỏa thần kiếm đánh giết tới. Quentin chính là tuyệt đỉnh cao thủ, đương nhiên sẽ không bị ba đạo liệt hỏa thần kiếm giết chết. Hắn kiếm quang xuất liên tục, trực tiếp đem liệt hỏa thần kiếm đập bay. Bất quá lập tức, La Quân càn khôn băng đống thuật lại thi triển đi ra. Sau đó, La Quân liệt thần hắc ám thuật cũng thi triển đi ra. Quentin trong nháy mắt liền bị vô cùng vô tận ma pháp chiêu thức vây khốn ở. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy mẹ nó có người thi triển ma pháp mất dấu rau cải trắng thức, một chiêu lại một chiêu theo không cần tiền một dạng. Quentin nếu ứng nghiệm giao càn khôn băng đống thuật, lại phải chống lại liệt thần hắc ám thuật. Nhưng ngay lúc đó, hắn liền không có phiền não. Bởi vì La Quân thiểm điện ở giữa, nhất quyền bạo tại hắn trên cổ họng. Quentin vị này tuyệt đỉnh cao thủ cũng là đơn giản như vậy bị La Quân xử lý. Giờ này khắc này, đất tuyết đã bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ. Nhưng sở hữu kế hoạch đều đã hoàn mỹ hoàn thành. Quentin bọn họ tại La Quân trước mặt đều không nhận ra La Quân đến, cái này cũng thì khó trách giáo thần Lena Hoya vô pháp dùng chiếu rõ hư không chi thuật tìm đến ra La Quân bọn họ. Đa Luân Tư thở phào một hơi, hắn đang muốn nói chuyện, La Quân vội vàng nói, đừng nói trước. Ta muốn xem bọn hắn trên thân đến là cái gì phù chú, ngàn vạn chớ để xảy ra vấn đề. Sau đó, La Quân nhắm mắt, cấp tốc lấy quang não đến chiếu rõ hư không. Lập tức, La Quân thì dò xét đến Quentin bọn họ đám người này trên thân phù chú. Cái kia phù chú là thiếp thân cất giấu, chính là một loại ký hiệu nguyên tố, cùng giáo thần nắm trong tay nguyên tố tổng tín hiệu cùng một nhịp thở. Một khi người chết, thân thể rét lạnh về sau. Như vậy phù chú nguyên tố tín hiệu liền sẽ hướng giáo thần đưa ra cảnh cáo. La Quân không khỏi gấp, vội vàng nói với Đa Luân Tư, nhanh lên đem bọn họ thiếp thân tin tức phù chú kéo xuống đến, nhóm thân thể một khi rét lạnh, giáo thần thì sẽ biết có người chết. Đa Luân Tư lập tức liền trước phóng tới trước hết nhất chết tên kia hồng y chủ giáo mà đi. La Quân cũng cấp tốc đem áo đen giáo chủ cùng còn lại tên kia hồng y chủ giáo phù chú xé rách xuống tới. Gia hỏa này nhất thời sốt ruột. Trực tiếp ở trên người thiếp hai tấm. Mà Đa Luân Tư bên kia cũng đã đem phù chú thiếp ở trên người. Như thế về sau, La Quân cùng Đa Luân Tư mới hơi hơi thở phào. Sau đó, La Quân lại đem cái này mấy tên giáo chủ y phục lột bỏ đến, cũng đeo bên trên bọn họ chữ vật giới chỉ. Còn những người này thi thể thế thì cũng dễ xử lý, La Quân trực tiếp dùng cái thổ nguyên tố xé vải thuật đem mặt đất vỡ ra. Sau đó, liền đem đám người này toàn bộ thi thể đều ném vào. Về sau, La Quân lại đem vùi lấp ở. Như thế hết thảy làm tốt sau, La Quân cùng Duẫn Nhi tụ hợp, cũng chống đỡ tốt lều vải. Tiếp lấy chính là mặc vào đám giáo chủ y phục, La Quân mặc là áo đen giáo chủ y phục, trong tay hắn cũng cầm áo đen giáo chủ Quentin Hoàng Kim Tam Giác Kiếm. Duẫn Nhi cùng Đa Luân Tư đều bạn thành hồng y chủ giáo. Cũng may là, đám giáo chủ đều là mặc áo choàng, chụp mũ. Cho nên diện mạo thật đúng là khó mà thấy rõ. Cái này áo choàng, căn bản thì nhìn không ra dáng người béo gầy tới. Nếu là không chú ý đến xem, nơi đó sẽ biết là giả trang. Trong lều vải, hết thảy làm tốt về sau, Đa Luân Tư lấy sắc bén kiếm nhận đặt ở bạch y chủ giáo Phê Kê Lua trên cổ. La Quân một chỉ điểm ra. Lập tức, một cái thủy nguyên tố tụ tập hình cầu xuất hiện tại Phê Kê Lua bộ mặt trên không. Cái kia thủy cầu đột nhiên tản ra, rét lạnh nước thì dội khắp nơi Phê Kê Lua trên mặt. Phê Y Kê Lua lập tức bị giật mình tỉnh lại, người khác vừa tỉnh, vừa mới muốn động, trên cổ liền truyền đến nhói nhói cảm giác. Phê Y Kê Lua hãi nhiên thất sắc, hắn sau đó cũng liền thấy rõ ràng Đa Luân Tư, lại là ngươi. Đa Luân Tư cười lạnh, nói ra, Phê Y Kê Lua đại chủ giáo, ngươi không phải một mực đang tìm ta sao? Hiện tại ta thì đưa đến trước mặt ngươi. Phê Y Kê Lua sắc mặt phức tạp tới cực điểm, hắn trầm mặc sau một lúc lâu nói, ngươi muốn thế nào? La Quân lúc này đứng ra, hắn nói ra, Phê Y Kê Lua đại chủ giáo, người bây giờ nhất định phải minh bạch một việc. Cái kia chính là không quản sự hình dáng như thế nào phát triển,
người trước kia vinh diệu đã cách ngươi một đi không trở lại. Chúng ta như bị giáo thần phát hiện, ta có thể cam đoan với ngươi, chương một người chết lại là ngươi. Mà nếu như chúng ta không bị giáo thần phát hiện, thuận lợi chạy đến thiên lăng, như vậy, ngươi cũng nhất định phải theo chúng ta. Bởi vì giáo thần sẽ không dung hạ ngươi, cho nên ngươi bây giờ sáng suốt nhất lựa chọn cũng là ném dựa vào chúng ta. Phê Y Kê Lua cắn răng nói ra, ngươi mơ tưởng, ta vĩnh viễn chung với giáo thần, có bản lĩnh các ngươi liền đem ta cho giết. La Quân nói ra, đại khái trong lòng ngươi còn có ảo tưởng, ngươi cho rằng còn lại mấy tên giáo chủ đã chết, trên người bọn họ phù chú hội truyền lại tin tức cho giáo thần. Dạy thần lập tức liền muốn đến đây, cho nên ngươi không dám phản bội giáo thần. Hắn đón đến, nói ra, bất quá không khéo, cái kia phù chú đã dán tại trên người chúng ta. Phê Y Kê Lua không khỏi sắc mặt biến hóa, sắc mặt hắn phức tạp nhìn về phía La Quân, nói ra, ngươi thế mà biết phù này chú ảo diệu. La Quân nói ra, ta đâu chỉ biết phù chú ảo diệu, chỉ cần chịu cho ta thời gian nhất định, tương lai các ngươi giáo thần đây tính toán là cái gì? Các ngươi giáo thần bất quá là ngũ hệ ma pháp sư, lão tử là toàn hệ. Hắn sau khi nói xong, lập tức lại bắt đầu khoe khoang đứng lên. Cái này cũng không phải La Quân rất lợi hại sốc nổi, mà chính là hắn muốn thu phục Phê Y Kê Lua. Đoạn đường này quá khứ, nếu như Phê Y Kê Lua âm thầm dở trò quỷ, đó là rất nguy hiểm. La Quân nhất định phải tại trưởng khống Phê Y Kê Lua tuyệt đối với sinh tử đồng thời, cũng Phê Y Kê Lua nhìn thấy một tia hy vọng. Nhìn thấy đi theo chính mình cái này lão đại đi, cái kia cũng khá thích. Chờ đến La Quân đem lục hệ ma pháp hoàn toàn thi triển hoàn tất về sau, Phê Y Kê Lua miệng há thành hình. Sau đó, La Quân nói ra, Phê Y Kê Lua đại chủ giáo, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, là lúc sau đi theo ta, ngươi nhìn Đa Luân Tư cũng đi theo ta, tương lai nếu như ta trở thành chí tôn, các ngươi hai cái chính là ta khai quốc công thần. Đa Luân Tư sắc mặt thoảng qua cổ quái, tâm đạo, lão tử chơi thời điểm biến thành đi theo ngươi. Bất quá hắn oán thầm về oán thầm, nhưng hắn vẫn là không có vạch trần La Quân. La Quân tiếp lấy còn nói thêm, thứ hai, đó chính là ngươi y nguyên hiệu chung với giáo thần, sau đó ta giết ngươi. Phê Y Kê Lua đang muốn nói chuyện. La Quân nói ra, Phê Y Kê Lua, ta hy vọng ngươi không muốn nhanh như vậy trả lời ta, mà chính là hảo hảo nghĩ rõ ràng một người cả đời đến có bao nhiêu tuổi tác. Ta là đã nói là làm người, nếu như ngươi lựa chọn đầu thứ hai, như vậy ta sẽ lập tức thành toàn ngươi, sau đó giết ngươi. Nói xong lời cuối cùng, hắn trong giọng nói đã có rét lạnh sát ý. Phê Y Kê Lua lần nữa lâm vào trầm mặc, sau một hồi khá lâu, hắn nói ra, ta lựa chọn đầu thứ hai. Tốt. Ta thành toàn ngươi, La Quân nói với Đa Luân Tư, tại tay hắn mạch bên trên cắt một đầu lỗ hổng, để cho chúng ta đại chủ giáo thỏa thích thể nghiệm loại này cảm giác tử vong. Đa Luân Tư nói ra, tốt. Sau đó, hắn lập tức ở Phê Y Kê Lua đại chủ giáo trên cổ tay cắt một đầu lỗ hổng. Nhất thời, máu tươi cuồn cuộn chảy ra. La Quân còn nói thêm, cái kia trương tín hơi thở phù chú cũng kéo xuống đến, thiếp ở trên thân thể ngươi. Đa Luân Tư nói ra, tốt. Hắn hiện tại khẳng định là muốn toàn lực phối hợp La Quân. La Quân sau đó lại nói với Phê Y Kê Lua, tin tức này phù chú ta nghiên cứu một chút, xác thực rất kỳ diệu. Chỉ muốn các ngươi đem một giọt máu tươi nhỏ tại phù chú bên trên, lập tức liền có thể truyền lại tin tức cho giáo thần. Trừ cái đó ra, cái kia chính là tin tức phù chú mất đi các ngươi nhiệt độ cơ thể, chỉ có hai cái này truyền lại phương thức, cho nên ta cũng không lo lắng ngươi âm thầm có thể đem tin tức truyền đưa tới. Phê Y Kê Lua không nói một lời, hắn nhìn lấy tay hắn mạch bên trên, máu tươi chảy cuồn cuộn. Thanh kiếm thu đi, Đa Luân Tư, La Quân tử tốn nói. Đa Luân Tư nói ra, tốt, hắn thu kiếm. La Quân nhìn về phía Phê Y Kê Lua, hắn mỉm cười, nói ra, ta tu luyện ma pháp cho tới hôm nay mới thôi, hết thảy 6 ngày. Nhưng là, người tin hay không, người ở trước mặt ta, ma pháp của người đối phó không ta. Ta cùng Đa Luân Tư còn có Duẫn Nhi cũng sẽ không dùng vũ lực. Ta thì dùng ma pháp ứng đối ngươi. Phê Y Kê Lua trong mắt lập tức hiện lên vẻ phẫn nộ, hắn cười lạnh một tiếng, nói, lời nói đều là từ ngươi nói ngươi mới tu luyện 6 ngày ma pháp, ai mà tin. Đa Luân Tư nói ra, cái này ta có thể làm chứng, La Quân chỉ tu luyện 6 ngày ma pháp. Phê Y Kê Lua kinh ngạc, sau đó, hắn liền không ở cái đề tài này bên trên tiếp tục giật xuống qua. Bởi vì hắn biết, Đa Luân Tư là xưa nay không nói láo. Phê Y Kê Lua nhìn về phía La Quân, nói ra, ta từ nhỏ bắt đầu tu luyện ma pháp, đến nay đã có 36 năm.
ngươi tu luyện 6 ngày thì dám nói tại ma pháp bên trên thắng qua ta. Vậy thì tốt, nếu ngươi có thể thắng ta, ta liền đối với ngươi tâm phục khẩu phục. Về sau cũng theo ngươi. Nếu ta không thể thắng, lập tức thả ngươi. La Quân nói ra. Phê Y Kê Lua nói ra, được. Hắn đón đến, hỏi, ta có thể cầm máu về sau lại đấu với ngươi sao? La Quân nói ra, có thể. Phê Y Kê Lua ngay sau đó xé mở ống tay áo đến băng bó vết thương. La Quân nói ra, tính toán, ta giúp ngươi đi. Hắn sau khi nói xong, một chỉ điểm ra. Sau đó, thủy nguyên tố trở thành từng tia dòng nhỏ bao trùm Phê Y Kê Lua vết thương. Nhất thời, máu tươi không hề hướng ra ngoài chảy. Một màn này để Phê Y Kê Lua có chút trợn mắt hốc mồm, ngươi tu luyện 6 ngày, liền có thể đem thủy hệ trị liệu ma pháp vận dụng đến như thế tỉ mỉ cấp độ. La Quân từ tốn nói, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu đi. Phê Y Kê Lua nói ra, có thể. La Quân nói ra, vẫn là đi ra bên ngoài đi, nơi này dương không ra tay chân. Phê Y Kê Lua gật đầu. Ngay sau đó, La Quân đoàn người này thì đi ra bên ngoài. La Quân cùng Phê Y Kê Lua đứng đối mặt nhau. Giữa hai người cách 10 mét khoảng cách. Ngay vào lúc này, Phê Y Kê Lua xuất thủ. Hắn cấp tốc thi triển ra ba đạo thần diễm kiếm đột kích giết La Quân. Ba đạo thần diễm kiếm bất quá là đến tranh thủ thời gian, hắn muốn thi triển lợi hại hơn ma pháp. Bất quá, La Quân làm theo càng trực tiếp. Hắn vung tay lên, đầu tiên là một chiêu càn khôn băng đống liền vây khốn Phê Y Kê Lua. Mà cái kia thần diễm kiếm, La Quân bất quá là lấy lò luyện thuật đem dung nhập vào chính mình hỏa nguyên tố bên trong. Phê Y Kê Lua mặc dù là cửu cấp ma pháp sư, nhưng là hắn thần diễm thuật bất quá là cái tiểu ma phương pháp, cho nên lực lượng cũng không cường đại. La Quân tự nhiên năng đem thu. Cái này thực là một trận không có bất ngờ chiến đấu. Phê Y Kê Lua nếu như nghiêm túc thi triển mạnh đại ma pháp, lực lượng khẳng định phải mạnh hơn La Quân. Nhưng thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Phê Y Kê Lua còn muốn đọc chú ngữ, kết pháp ấn chờ chút. La Quân toàn bộ là dựa vào quang não khống chế nguyên tố chi lực, tùy tâm sở dục, căn bản thì không tồn tại muốn lãng phí thời gian. Phê Y Kê Lua trực tiếp bị đóng băng ở. La Quân sau đó triệt hồi càn khôn băng đống thuật, hắn nhàn nhạt nhìn về phía Phê Y Kê Lua. Phê Y Kê Lua không khỏi chấn kinh, hắn đi lên phía trước, hỏi, vì cái gì ngươi thi pháp có thể nhanh như vậy? La Quân từ tốn nói, đọc chú ngữ, kết pháp ấn bất quá là hạ thừa. Ta trực tiếp câu thông nguyên tố chi lực, sở hữu nguyên tố đều làm việc cho ta, điều khiển như cánh tay, cho nên ta tự nhiên có thể nhanh hơn ngươi. Phê Y Kê Lua nói ra, nhưng ngươi là làm sao làm được? La Quân mỉm cười, nói ra, cái này, ta làm được, ngươi thật đúng là làm không được. Bởi vì, ta là thiên tài. Lời này nói đến có chút trang, nhưng thật đúng là chính là như vậy chuyện này. Ma pháp chiêu thức vốn chính là quen tay hay việc sự tình. La Quân có thể trực tiếp rất nhuần nhuyễn vận dụng nguyên tố chi lực. Đồng thời trong lòng mà thay đổi, lập tức thi triển. Mà Phê Y Kê Lua bọn họ lại chỉ có thể cứng nhắc dựa vào chú ngữ đến cùng nguyên tố câu thông. Cái đồ chơi này thật đúng là coi trọng thiên phú. Tỷ như giáo thần Lena Hoya, nàng thế nhưng là xưa nay không đọc chú ngữ. Phê Y Kê Lua, hy vọng ngươi có thể tuân thủ ngươi lời hứa. Đa Luân Tư nói ra. Phê Y Kê Lua hít sâu một hơi. Hắn gật gật đầu, nói ra, ta về sau liền hiệu chung với La Tiên Sinh ngài. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, ta rất lợi hại hoan nghênh Phê Y Kê Lua ngươi, ta tin tưởng hôm nay giờ khắc này tại về sau đại lục lịch sử bên trên, sẽ trở thành một cái truyền kỳ tính tồn tại. Hắn đón đến, nói ra, bất quá tại Phê Y Kê Lua tiên sinh trước ngươi, chúng ta vẫn là muốn trước tiểu nhân, sau quân tử. Dù sao, Roma không phải một ngày xây xong, tín nhiệm cũng không phải một ngày thì thành lập. Đa Luân Tư cùng Phê Y Kê Lua trong lòng đồng thời hiện ra một câu, cái kia chính là, Roma là cái quỷ gì? Bất quá hai người cũng không có hỏi, bởi vì cũng biết La Quân nói đại khái là cái có ý tứ gì. La Quân tiếp tục nói, ta cần tại Phê Y Kê Lua tiên sinh ngươi trong não vực để vào ta bản mệnh tinh thần nguyên tố ấn ký. Ta cái này mai đặc thù ấn ký tại ngươi trong não vực sẽ không đối ngươi có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất quá khi ngươi phản bội tại ta thời điểm, chỉ cần tâm niệm nhất động. Cái này mai ấn ký liền sẽ nổ rớt đầu ngươi. Phê Y Kê Lua nao nao, sau đó, hắn liền thản nhiên nói ra, tốt. La Quân ngay sau đó cũng không nhiều lời, lập tức đem một đạo bản mệnh tinh thần nguyên tố ấn ký đánh vào đến cho Crow trong não vực. Đây là tiến vào não vực chỗ sâu. Phê Y Kê Lua là tuyệt đối không có cách nào đem luyện hóa.
Thậm chí là, Phệ Kê Lua một điểm có cái ý nghĩ này muốn luyện hóa động tĩnh, La Quân liền có thể phát giác được. La Quân không có đem đánh vào đến Phệ Kê Lua não vực thần linh bên trong. Bởi vì thần linh chính là tinh thần lực, cái này vạn nhất Phệ Kê Lua cắn răng một cái, tự phế tu vi, cái kia La Quân cũng là có chút không thể làm gì. Mà lại, La Quân bản mệnh tinh thần nguyên tố cũng bất quá là một đạo ấn ký, cái kia cũng không phải Phệ Kê Lua cả một cái thần linh đối thủ. Nhưng tại Phệ Kê Lua não vực hắn địa phương, loại tình huống này thì lại khác biệt. Như thế về sau, La Quân đối Phệ Kê Lua mỉm cười, nói ra, Phệ Kê Lua tiên sinh, hoan nghênh người đội ngũ chúng ta. Phệ Kê Lua mỉm cười, lại là hơi xúc động vạn phần. Đối với Phệ Kê Lua, Đa Luân Tư có ý nghĩ của mình. Hắn trong âm thầm nói với La Quân, trước đó người muốn Phệ Kê Lua lựa chọn đầu thứ hai tử lộ, hắn không chút do dự thì lựa chọn. Ta chỉ sợ hắn người này đối giáo thần tín ngưỡng quá sâu, hoàn toàn không quan tâm chính mình chết sống. Cứ như vậy, chúng ta tình cảnh vẫn là rất nguy hiểm a. La Quân nói ra, người nói ta đều biết, ta đang nói phải dùng bản mệnh nguyên tố ấn ký khống chế hắn thời điểm, hắn cơ hồ không có làm sao do dự. Một người, nếu quả thật sợ chết, đó là rất lợi hại sợ hãi người khác dùng loại phương thức này đến khống chế chính mình. Nhưng hắn một chút cũng không có. Từ một điểm này nhìn lại, Phệ Kê Lua cũng không phải thật tâm đầu nhập vào chúng ta. Đa Luân Tư gặp La Quân cũng nhìn thấy điểm này, hắn không khỏi bị kinh ngạc, cùng như thế, còn không bằng trực tiếp giết Phệ Kê Lua muốn an toàn một số. La Quân nói ra, Đa Luân Tư, lại cho ta một chút thời gian. Nếu như đêm nay một đêm trôi qua, ta vẫn là không cách nào để Phệ Kê Lua thực tình tâm phục khẩu phục, vậy ta sẽ đích thân giết hắn. Đa Luân Tư biết La Quân là cái rất lợi hại có biện pháp người. Hắn nghe vậy về sau, nói ra, đã ngươi có ý tưởng, vậy ta cứ yên tâm. La Quân nói ra, Phệ Kê Lua người này rất trọng yếu, chúng ta trong đội ngũ nếu như không có hắn, rất dễ dàng liền sẽ bị vạch trần. Đa Luân Tư nói, ta cũng biết hắn tầm quan trọng. Chỉ tiếc, hắn không có tiếp tục nói hết, loại đả kích này sĩ khí lời nói lão nói cũng không có ý nghĩa gì. Đêm nay, La Quân bọn người ở tại nơi hẻo lánh hạ trại xuống tới. Trong lều vải, La Quân chính mình liền có thể thi triển hỏa cầu thuật. Chỗ trong vòng vẫn là rất ấm áp. Về phần ăn, uống, vậy cũng không ít. Một bát nóng hầm hập dê canh vào trong bụng, đó thật là một cái sảng khoái. Dê canh thực là có mùi tanh, cũng không có mỹ vị như vậy. Nhưng là dê canh tại cái này đại hàn thiên lý, lại là thượng phẩm A. La Quân cùng Phệ Kê Lua cùng Đa Luân Tư ngồi đối diện nhau, mọi người còn uống chút rượu. Xuân Nhi nhu thuận đợi tại La Quân bên cạnh. Đa Luân Tư tâm lý biết, La Quân lúc này là muốn thuyết phục Phệ Kê Lua. Hắn rất ngạc nhiên, La Quân đến muốn dùng cái biện pháp gì đến hàng phục Phệ Kê Lua dạng này người. Trong lò lửa hỏa diễm tại chập chờn, ấm áp như vậy để mệt nhọc một ngày Duẫn Nhi có chút hỗn loạn muốn buồn ngủ. La Quân bỗng nhiên nói ra, Phệ Kê Lua, chúng ta có thể gặp nhau, có thể ngồi cùng một chỗ, cũng coi là một loại duyên phận. Ta muốn cùng ngươi trò chuyện một ít ngày, rất lợi hại chân thành nói chuyện phiếm. Phệ Kê Lua nao nao, hắn nói ra, ngài muốn trò chuyện cái gì? La Quân nói ra, người, còn sống là vì cái gì? Hắn trước nhìn về phía Đa Luân Tư, nói, Đa Luân Tư, ta hỏi ngươi, ngươi còn sống vì cái gì? Đa Luân Tư không khỏi ngẩn ngơ, theo rồi nói ra, đã còn sống, cũng không thể tìm chết. Ta không có cẩn thận nghĩ tới, ta sống là vì cái gì? Cái kia Phệ Kê Lua tiên sinh ngài đâu? La Quân ngược lại hỏi Phệ Kê Lua. Phệ Kê Lua cũng là ngốc ngẩn ngơ, hắn nói ra ta. La Quân nói ra, nếu không ta thay ngài nói, ngài trước kia còn sống chính là vì phụng dưỡng giáo thần, đem sinh mệnh đều dâng hiến cho giáo thần, hết thảy đều lấy thần giáo làm trung tâm, lấy thần giáo lợi ích vì chính mình lợi ích. Đúng hay không? Phệ Kê Lua vô pháp phản bác, hắn cảm thấy La Quân có một đôi vô cùng sắc bén con mắt. Hắn gật gật đầu, nói ra, không sai. La Quân nói ra, cho nên hiện tại, Phệ Kê Lua tiên sinh ngươi rất lợi hại không vui. Ngươi cũng không phải là quá muốn chết, nhưng là ngươi lại cảm thấy cùng ta, ngươi trước kia tín ngưỡng tính là gì? Ngươi không dám phản bội giáo thần, cũng vô pháp phản bội thần giáo, đúng hay không? Phệ Kê Lua hơi hơi thất sắc, hắn nhìn một chút La Quân, sau đó khổ sở nói, nguyên lai cái gì đều không gạt được ngươi. La Quân không để ý tới cái này một gốc dạ, hắn nói ra, ta là không có tín ngưỡng người. Nhưng ta rất lợi hại chân quý còn sống, ta cũng rất sợ chết. Bởi vì ta biết,
chết là một kiện rất lợi hại tịch mịch sự tình. Sau khi chết hội là cái dạng gì, các người có nghĩ tới không? Đa Luân Tư cùng Phê Y Kê Lua còn có Duẫn Nhi đều có chút mộng. Phê Y Kê Lua tiên sinh, ngươi cho rằng người sau khi chết hội là cái dạng gì? La Quân lại hỏi. Phê Y Kê Lua nói ra. Ngươi không cần che che lấp lấp. La Quân nói ra, đều đến nước này, vì cái gì không thẳng thắn trò chuyện một chút đâu. Bởi vì có lẽ ngươi là cách tử vong gần nhất người. Chúng ta người cả đời này, có rất nhiều chuyện có thể lựa chọn, cũng có thể hối hận. Nhưng sinh mệnh chỉ có một lần, chết thì lại không thể quay lại. Cho nên, đó là cái rất đáng được nghiên cứu thảo luận vấn đề. Cũng bởi vì, chúng ta không có người chết qua nha. Phê Y Kê Lua liền cũng đã biết, chính mình sở hữu mưu mẹo nham hiểm đều lừa gạt bất quá trước mắt người trẻ tuổi. Hắn ngay sau đó cũng cảm thấy mình không bằng dứt khoát lưu manh một điểm. Hắn liền nói ra, chúng ta thần giáo tín đồ, tự nhiên đều biết, chết cũng không sợ. Bởi vì chúng ta sau khi chết sẽ tới Đạt thiên quốc bên trong, một mảnh tường hòa, cái kia là nhân gian nhạc thổ. Chết không đáng sợ, chúng ta càng hướng tới qua hướng thiên quốc. La Quân mỉm cười, nói ra, thiên quốc, hắn đón đến, nói, như vậy tại trong lòng ngài, thiên quốc hẳn là cái dạng gì? Ngài có thể đem ngài tưởng tượng hình ảnh nói cho ta biết không? Phê Y Kê Lua nói ra, thiên quốc bên trong, hết thảy đều là trắng noãn. Mỗi người tâm linh đều là tinh khiết, mọi người hòa bình hữu ái, không có bất kỳ cái gì tranh đấu. Màn này xác thực rất tốt đẹp, La Quân nói ra, nhưng ta không thể nói ngài tưởng tượng không đúng, bởi vì ta nhìn trời nước không hiểu. Vậy ngài cảm thấy, thiên quốc hẳn là tồn tại ở chỗ này. Phê Y Kê Lua nhưng từ không nghĩ tới thiên quốc hẳn là ở nơi đó, không có đi nghĩ lại vấn đề này. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, nói ra, nếu là thiên quốc, cái kia liền hẳn là trên 9 tầng trời đi. La Quân ở trong lòng hơi hơi thở dài, quả nhiên, Phê Y Kê Lua cái này ngây thơ ý nghĩ cùng đại đa số ngu dân là một dạng. Chỉ biết là bị dao động, nhưng không có bất luận cái gì sổ tự khái niệm cùng tư duy logic. Trên 9 tầng trời, La Quân nói ra, trên 9 tầng trời, người biết chúng ta chỗ đứng tại trên phiến đại lục này là cái gì không? Trên phiến đại lục này gọi là địa cầu là một cái viên cầu thể. Mà địa cầu là phiêu phù ở trong vũ trụ, cho nên, ta có thể rất lợi hại khẳng định nói cho ngươi, không có trên 9 tầng trời. Trên 9 tầng trời vũ trụ hư không, không phải nhân loại có khả năng chinh phục. La Quân nói đến đây, đón đến, nói, Phê Y Kê Lua, ngươi không cần sốt ruột phản bác ta. Ngươi nghe ta nói hết lời, ta dù cho muốn nói dối, cũng không có như vậy uyên bác trí thức đem cái này hảo hãn vũ trụ đủ loại cho lập đi ra. Ngươi càng phải biết, chúng ta ngồi ở cái này trong lều vải, chúng ta khắp cả mê thất đại lục tới nói, đều là một hạt nhỏ bé hạt bụi. Chúng ta đối với hảo hãn vũ trụ, cũng chính là ngươi cho rằng 9 ngày, chúng ta cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Ta có thể giải thích với ngươi, vì cái gì ta dám nói vũ trụ luận, những này kết luận là làm sao tới. Sau đó, La Quân liền đem hắn lai lịch nói cho Phê Y Kê Lua nghe. Tiếp lấy lại giảng chủ thế giới lịch sử phát triển, cùng Newton vạn vật hấp dẫn chi lực, còn có giống loài thuyết tiến hóa, còn có thuyết tương đối. La Quân nói chủ thế giới lịch sử phát triển nói rất lợi hại giản lược, hắn chủ yếu giảng là toàn bộ địa cầu cấu tạo, cùng vạn vật hấp dẫn chi lực, cùng địa cầu tại trong vũ trụ địa vị, còn có thuyết tiến hóa, thuyết tương đối, lại có không gian 3D, tứ duy không gian. La Quân biết, chỉ có để Phê Y Kê Lua biết cái này địa cầu, cùng vũ trụ bộ dáng về sau, hắn mới có thể hiểu, trên 9 tầng trời là không có thiên quốc. Phê Y Kê Lua sau khi nghe được đến cũng là tràn ngập chấn kinh, hắn biết chủ thế giới tồn tại. Nhưng hắn đồng thời cũng biết, La Quân không có khả năng toàn bộ đang nói láo. Nhiều như vậy luận điểm, thâm ảo như vậy đồ, vật, người nào mẹ nó có thể nói ra dạng này láo đến. Đây đều là thôi động thế giới phát triển luận điểm, là phát minh vĩ đại. Mỗi một hạng luận điểm đều thành thì một cái vĩ đại học giả. Cho nên, đây không phải La Quân có thể nói láo tung ra tới. Không chỉ là Phê Y Kê Lua, liền xem như Đa Luân Tư cũng bị La Quân lời nói làm chấn kinh. La Quân lớn nhất rồi nói ra, ta là không có tín ngưỡng người, nhưng ta có mộng tưởng. Ta mộng tưởng thì là trở thành bất hủ chi thân, ta nguyên thần có thể ngao du hư không, thăm viếng thần vũ trụ kỳ. Ta cũng rất muốn biết, tại khác tinh cầu bên trong đến có hay không sinh linh tồn tại. Phê Y Kê Lua nhìn không được ngẩng đầu nhìn về phía lều vải đỉnh. Hắn tựa hồ là muốn nhìn phá cái này đồ trang trí trên nóc, nhìn thấy hư không bên trên qua. Nhìn xem nơi đó đến có hay không thiên quốc.
La Quân nói ra, Phê Y Kê Lua, người năm nay đã 40 tuổi, người là người trưởng thành. Người trưởng thành thì phải biết, bất cứ chuyện gì phát sinh đều sẽ có một cái tiền căn hậu quả. Tỷ như, ta chặt tay người cánh tay một đao, tay người hội đổ máu, người hội đau nhức, người hội hận ta. Đây chính là tiền căn hậu quả. Tỷ như, người ăn cơm vào bụng bên trong, sau cùng thực vật tiêu hóa, liền sẽ muốn đi ị. Nhưng người không ăn, người sẽ chết đói. Lại tỷ như, người sau khi chết, mỗi người thân thể đều sẽ mục nát rơi. Mà người linh hồn, làm theo sẽ rời đi nhục thể. Linh hồn cần nhục thể tẩm bổ, không có tẩm bổ liền sẽ tự mình khô kiệt, từ đó tiêu tán. Ngươi là có thần linh người đã từng linh hồn xuất khiếu qua, nếu ngươi không tin, có thể thử một chút linh hồn thời gian dài xuất khiếu, không có thân thể lại là cảm giác gì. Cho nên, ngươi nói ngươi sau khi chết hội thượng thiên quốc, quả thực cũng là hoang đường cực độ. La Quân nói ra, thứ nhất, thiên quốc như thế nào trên 9 tầng trời sinh tồn? Dựa vào nguyên tố chi lực đem công trình kiến trúc nâng lên sao? Ngươi để cho các ngươi hiện tại giáo thần thử nhìn một chút, nhìn nàng có thể hay không thời gian dài đem vương cung cho nắm trên không trung. Mà lại đây không phải có bệnh sao? Làm gì không tìm một chỗ đem công trình kiến trúc để dưới đất? Thứ hai, trên 9 tầng trời không khí mỏng manh, khí áp lớn như vậy, người làm sao nhận được? Thứ ba, nếu như mỗi cái tín đồ sau khi chết đều có thể thượng thiên quốc, lúc đó tại nhiều năm như vậy, thư không địa chỉ đồ nên có bao nhiêu? Cái này cỡ nào đại thiên nước? Người chết như thổi đèn rút sáp. La Quân nói ra, địa cầu tại trong vũ trụ nhỏ bé như hạt bụi hạt cát, người trên địa cầu đồng dạng là trần ai xa hạt một y hệt. Cho nên, vũ trụ lớn như vậy, ai sẽ để ý tới cái này một hạt nhỏ đều nhìn không gặp nhân loại chết sống. Ta lại nói như vậy, người cảm thấy một con kiến nhỏ sẽ có tử sinh đi tới đi lui sao? Nhân loại ở địa cầu bên trong, tại trong vũ trụ so con kiến phải lớn sao? Phê Y Kê Lua sắc mặt trắng bệch, hắn nói ra, chẳng lẽ thiên quốc thật không tồn tại? Thiên quốc dựa vào cái gì muốn tồn tại? Tồn tại ở nơi nào? Đã tồn tại, vì cái gì từ trước tới giờ không gặp có ngày nước dấu vết để lại? La Quân âm thanh nghiêm khắc sắc đứng lên, hắn nói ra, cái này căn bản là người thống trị thần dân một loại thủ đoạn. Phê Y Kê Lua, người đứng tại ngươi lập trường, nhìn lên trời nguyên đế nước quốc phương thống trị thần dân cái kia một bộ có phải hay không đặc biệt buồn cười? Phê Y Kê Lua nói ra, không sai, quốc phương nói chính hắn là vâng mệnh trời, chính là thiên tử. Cái này căn bản là một loại lừa gạt thủ đoạn, chỉ có những ngu dân đó mới sẽ tin tưởng. Quốc phương tại trong mắt chúng ta, bất quá chỉ là cái người thống trị. La Quân nói ra, không tệ, ta đoán chừng quốc phương cùng những vương công đại thần đó xem các ngươi, càng thấy các ngươi giống như là một tên hề, bị giáo thần lấy đơn giản như vậy hoang môn đến lừa gạt các ngươi. Nhưng các ngươi từng cái đều tin tưởng không nghi ngờ. Chúng ta đều là trong thiên địa một quân cờ, làm gì qua cười người khác. La Quân lớn nhất rồi nói ra. Phê Y Kê Lua lắc đầu, nói ra, ta cần phải suy nghĩ thật kỹ. La Quân nói ra, tốt, ta cũng nói đến thế thôi. Ta nói nhiều như vậy, không phải là muốn ngươi hiểu chung với ta, cũng không phải muốn mê hoặc ngươi. Chỉ là muốn ngươi trân quý cái mạng này, bởi vì ngươi một khi chết, thì không có cái gì. Mà lại, ta tin tưởng giáo hoàng sẽ không vì ngươi chảy một giọt nước mắt. Ngươi tại nàng sinh mệnh, căn bản là nàng đều không nhớ được tồn tại. Cho nên, cái này thành bản ngươi có thể tính toán. Vì nàng mà chết, ngươi đáng giá không? Hắn đón đến, tiếp tục nói, mà ta sở dĩ phải nói cho ngươi những này, cũng không phải là bởi vì ta nhân từ, vĩ đại, mà là bởi vì ta biết mệnh rất lợi hại chân quý, ta cũng chỉ có một cái mạng. Cho nên ta muốn liều mạng sống. Còn sống, Phê Y Kê Lua thì thào thì thầm. Duẫn Nhi ở một bên không khỏi bội phục La Quân tri thức uyên bác. Đa Luân Tư nhưng cũng vô cùng tràn đầy cảm xúc, hắn đột nhiên nói với La Quân, đã ngươi muốn liều mạng còn sống, lúc trước ngươi tại sao muốn lựa chọn cái này con đường chết tới cứu ta? Phê Y Kê Lua liền cũng liền nhìn về phía La Quân. La Quân nao nao, nói ra, đây là cá nhân ta giá trị quan, ta cùng Duẫn Nhi mệnh là ngươi cứu. Ta tuy nhiên sợ chết, nhưng ta nhất định phải cứu ngươi. Bởi vì, ta cảm thấy cho dù là chết, chuyện này cũng đáng. Hắn đón đến, nói, như vậy Phê Y Kê Lua, ngươi cần muốn cân nhắc chính là, vì giáo thần, thần giáo mà chết, đáng giá không? Ta nói nhiều như vậy, đầu tiên muốn ngươi minh bạch chết rất lợi hại đáng sợ, chết thành bản rất cao. Thiên quốc là hư giả, giáo thần cũng bất quá là như quốc vương một dạng người thống trị. Ta để ngươi minh bạch sự tình hết thảy bản chất, lại để cho ngươi cảm thấy có đáng giá hay không? Nếu như ngươi còn cảm thấy đáng giá,
như vậy ta tự nhiên muốn tôn trọng ngươi lựa chọn. Phê Y Kê Lua thật sâu nhìn La Quân liếc một chút, hắn nói ra, cảm ơn ngươi cho ta quyền lựa chọn cùng biết rõ nói ra chân tướng quyền lợi. La Quân mỉm cười, nói ra, ta cũng là vì chính chúng ta. Phê Y Kê Lua ngay sau đó cũng thì không nói thêm lời. Một đêm này, liền không nói thêm lời. Một hàng bốn người vẫn là ngay tại trong lều vải nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, Phê Y Kê Lua bỗng nhiên ngồi xuống, hắn rất lợi hại đột ngột nói ra, ta đã nghĩ kỹ. La Quân cùng Đa Luân Tư cũng ngồi xuống. La Quân nói ra, người quyết định là. Phê Y Kê Lua nói ra, ta không thể chết, cũng không muốn chết. Vì còn sống, ta hội đem hết toàn lực giúp đỡ bọn ngươi. Còn về sau, ta chưa nghĩ ra muốn làm sao qua. Phản bội thần giáo, thiên hạ to lớn, chỉ sợ thật đúng là khó có dung thân chỗ. La Quân nói ra, nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể dẫn ngươi đi chủ thế giới. Nơi đó là một cái so sánh bình đẳng, công chính thế giới. Chí ít, ngươi nếu muốn bình tĩnh, vẫn là có thể đạt được. Mà lại, ta có thể cho ngươi tại chủ thế giới đầy đủ tiền tài, để ngươi chu du các nơi. Phê Y Kê Lua nhãn tình sáng lên, nói ra, thật có thể dạng này. Chúng ta bất quá là giao dịch, nếu ta có thể còn sống, những này hồi báo là hẳn là. La Quân nói ra. Phê Y Kê Lua nói ra, vậy thì tốt, chúng ta quyết định như vậy. La Quân liền nói với Đa Luân Tư, người đem thuộc về Phê Y Kê Lua tin tức phù chú trả lại cho hắn đi. Vạn nhất giáo thần truyền lại tin tức gì, chúng ta nhưng lại không biết, vậy liền hỏng bét. Đa Luân Tư lại là có chút do dự, hắn nói ra, người thật hoàn toàn tin tưởng. La Quân nói ra, ta tin tưởng Phê Y Kê Lua tiên sinh vì sống sót chân thành. Đa Luân Tư ngay sau đó cũng thì không nói thêm lời. Hắn đem tin tức phù chú trả lại Phê Y Kê Lua, sau đó, mọi người rời giường ăn điểm tâm. Về sau liền tiếp tục lên đường. Lúc này chính là Phê Y Kê Lua dẫn đội. Phê Y Kê Lua ở trên đường nói ra, quen tin bọn họ đều là thuộc về ta người, mọi người lẫn nhau ở giữa, cũng không phải là quen thuộc như vậy. Cho nên, tại gặp được người về sau, các người tận lực cúi đầu. Dạng này liền sẽ không có vấn đề quá lớn. Cũng không cần đều cúi đầu, Duẫn Nhi tiểu thư cùng La Quân tiên sinh, các ngươi có thể hào phóng một số, bọn họ không tốt lắm nhận ra. Dù sao đội ngũ chúng ta bên trong cũng là có nữ nhân. Lớn nhất cần thiết phải chú ý cũng là Đa Luân Tư. Đa Luân Tư gật đầu, nói ra, cái này ta biết. La Quân nói ra, vậy sau này thân phận ta cũng là áo đen giáo chủ, quen tin. Phê Y Kê Lua mỉm cười, nói ra, không sai. Sau đó trong 3 ngày, hết thảy cũng rất thuận lợi. Mà giờ này khắc này, mọi người cách Thiên Lăng thì càng ngày càng gần. Khoảng cách Thiên Lăng còn có không đến 600 dặm lộ trình. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, phạm vi hội càng ngày càng hẹp. Tại Phê Y Kê Lua chỉ huy dưới, La Quân một đoàn người tiến trình nhanh rất nhiều. Trên đường gặp được mấy lần đồng dạng thần giáo nhân sĩ, nhưng đều không có nguy hiểm gì. Tất cả mọi người không có đi hoài nghi, cũng không có điều tra. Bất quá thì tại một ngày này, Phê Y Kê Lua thu đến giáo thần Lena Hoya truyền tin. Tất cả mọi người lập tức chạy tới Hoa Sen, trong vòng 2 ngày còn chưa đạt tới, chỗ lấy cực hình. Đây là một đạo nghiêm chỉ. Xem ra giáo thần đã phát điên, La Quân nói ra. Đa Luân Tư nói ra, Hoa Sen khoảng cách Thiên Lăng không đến 50 dặm, cái chỗ kia muốn đi Thiên Lăng phải qua chỗ. La Quân không khỏi ngạc nhiên nói, tuyết vực to lớn như thế, vẫn tồn tại cái gì phải qua chỗ. Liền xem như có vách núi, có cao sơn, chúng ta một dạng có thể bay quá khứ. Nếu là có hồ nước cũng đã kết băng. Nơi nào có quấn không mở đường để ý. Phê Y Kê Lua mở miệng, hắn nói ra, Hoa Sen là một đạo rãnh trời, trước kia là hồ nước. Về sau địa lý biến hóa, hồ này trên không trung bị đông cứng thành hàn băng, hình thành một đạo cầu. Hai bên là nơi hiểm yếu thâm uyên, cái này thâm uyên phương viên 30 dặm đều là như thế. Giáo thần sở dĩ ở nơi đó triệu tập mọi người, là bởi vì nàng biết, các ngươi quá khứ về sau, nếu là muốn bay, nhất định phải sử dụng ma pháp. Nhưng nàng thiết hạ ma pháp trận, hết thảy ma pháp nguyên tố điều động đều trong lòng nàng. Cho nên, một khi các ngươi muốn lách qua nàng, sử dụng ma pháp phi hành. Như vậy, các ngươi ngay lập tức sẽ bị phát giác. La Quân cùng Đa Luân Tư nghe vậy không khỏi âm thầm líu lưỡi. Đây thật là khiến người ta khó mà phòng bị a. Nếu là không có mang lên Đa Luân Tư. Chính mình mấy người muốn thật tự cho là thông minh, như vậy thì muốn ngã nhào một cái.
bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, La Quân cảm giác đến tự mình một người bay xuống có lẽ vẫn được. Nhưng nếu phải mang theo hai người, đó cũng là quá sức. Dù sao, đó là cái rất đại nạn đề. Phê Y Kê Lua sau đó hỏi La Quân, nói ra, người dưới mắt đánh tính là cái gì? La Quân nói ra, chúng ta như không qua đi, thế tất liền sẽ bại lộ, đúng hay không? Phê Y Kê Lua nói ra, không sai, giáo thần nếu là tĩnh tâm xem xét, nàng vẫn là hội phát giác không thích hợp. Chúng ta một khi không đi, thì sẽ trở thành chúng mũi tên chi. La Quân nói ra, chúng ta nếu là một mực không qua đi, giáo thần ma pháp trận có thể chống đỡ bao lâu? Phê Y Kê Lua nói ra, ít nhất là 10 ngày. La Quân trầm ngâm nói, nếu là một mực đang tuyết vực bên trong chơi trốn tìm, đúng là có thể nhiều chi chống đỡ một chút thời gian. Nhưng là, dưới mắt chúng ta theo tới, có càng đại cơ hội lừa dối quá quan. Một mực đang tuyết vực bên trong chơi trốn tìm, lấy giáo thần năng lực, chỉ sợ sớm muộn sẽ tìm được chúng ta. Đã như vậy, ta cảm thấy vẫn là muốn mạo hiểm thử một lần. Đa Luân Tư nói ra, không sai. Mà lại La Quân ngươi đừng quên, Lan Si sắp ấp trứng đi ra. Đến lúc đó chúng ta mang Lan Si, vậy thì càng thêm dễ thấy. Ta cảm thấy chúng ta nhất định phải mạo hiểm thử một lần. La Quân gật gật đầu, nói ra, không sai, ta ngược lại thật ra đem Lan Si cái này một gốc giả cấp quên. Xem ra chúng ta nhất định phải chạy tới. Ngay sau đó, cũng cứ như vậy định ra tới. Duẫn Nhi đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Thế là tiếp đó, lại là hai ngày hành quân gấp. Rốt cục tại hai ngày sau đó, mọi người đến đúng giờ hoa sen. Hoa sen giống như một đầu thiên cung bên trên cầu nối, liên tiếp đồ, vật hai đầu vách núi. Hoa sen chính là hồ nước hình thành, cho nên rất là rộng lớn. Thoạt nhìn như là to lớn trượt băng trận. Tại cái kia hoa sen bên trên, còn có lui tới người khác miệng. Mà thần giáo các tinh anh cũng kém không nhiều đều đã đạt tới. Phê Y Kê Lua để La Quân ba người trước đợi ở một bên, hắn thì đi hướng giáo thần phục mệnh. La Quân ba người liền ở một bên nói chuyện phiếm, mọi người lẫn nhau ở giữa, thực cũng sẽ không rất lợi hại khách sáo đến nói chuyện phiếm, trừ phi là quen biết. Cho nên La Quân ba người cũng là bình an vô sự. Giáo thần Lena Hoya vẫn là trong xe ngựa. Hỏa Long Câu Y nguyên uy phong. Thần tôn ở trên, Phê Y Kê Lua hướng ngài phục mệnh, Phê Y Kê Lua trung khí 10 phần nói ra. Lena Hoya thản nhiên nói, không cần hỏi, người cũng không có cái gì phát hiện đúng hay không. Thuộc hạ hổ thẹn, Phê Y Kê Lua nói ra. Lena Hoya nói ra, nơi đây cách Thiên Lăng rất gần, chúng ta truy tra nhiều ngày như vậy, chắc hẳn đã kinh động Thiên Lăng một số lão ma. Bản tôn để cho các người đến, một là muốn các người ma pháp sư trợ bản tôn bày xuống ma pháp đại trận, hai là trấn nhiếp những ngu xuẩn đó ngu xuẩn muốn động lão ma nhóm. Vâng, thần tôn, Phê Y Kê Lua nói ra. Trận pháp đã thành, người mang theo thủ hạ người qua Bắc Đẩu phương vị trông coi đi, người thủ Bắc Đẩu, hiểu chưa? Lena Hoya nói ra. Thuộc hạ minh bạch, Phê Y Kê Lua nói ra. Về sau, Phê Y Kê Lua liền hướng Lena Hoya cáo từ, sau đó thì mang La Quân ba người giữ vững Bắc Đẩu phương vị. Về phần như thế nào thủ, thực cũng là Phê Y Kê Lua khoanh chân ngồi ở giữa, lấy ma pháp đến thôi động Bắc Đẩu phương vị trận pháp. La Quân ba người làm theo vây quanh Phê Y Kê Lua, vì Phê Y Kê Lua hộ pháp. Sở hữu đến đưa tin thần giáo các tinh anh đều các tổ chức, giữ gìn cái này cự đại ma pháp trận. Đối với giáo thần tới nói, nàng có quá nhiều bất đắc dĩ. Nàng tuy nhiên có mọi loại thần thông, nhưng lại chỉ có thể sử dụng cái này đần biện pháp đến ngăn cản La Quân tiến Thiên Lăng. Bởi vì 10 ngày lộ trình, đầy đủ Trần Dương tiến vào Thiên Lăng. Nàng chỉ có bất đắc dĩ đến cái này hoa sen rãnh trời đến thiết hạ ma pháp cự trận. Như thế, mới có thể bảo đảm La Quân không tiến Thiên Lăng. Chỉ cần La Quân chưa tiến Thiên Lăng, giáo thần không coi là thua, thì còn có gỡ vốn cơ hội. Đối với giáo thần tới nói, đó là không quản nỗ lực đại giới cỡ nào, nàng đều nhất định muốn giết La Quân cho thống khoái. Tốt a, nói đúng ra. Đang dậy thần tâm bên trong, Đa Luân Tư thực cho tới bây giờ đều không trọng yếu bực nào. Chỉ bất quá, nàng không nghĩ nàng chỗ làm sự tình bị Đa Luân Tư truyền đi. Nhưng đối với La Quân, cái kia chính là khắc cốt hận. Loại này hận tựa như là một người tại chính mình trong phòng luôn luôn bị một con ruồi tra tấn, nhưng nàng cũng là giết không được con ruồi này, cái này thật sự là khiến người ta phát điên tới cực điểm A. Giáo thần tâm lý thực sợ nhất chính là, vạn nhất La Quân bọn họ biết nơi này tình huống. Căn bản thì không ngày nữa lăng đâu. Như vậy giáo thần liền sẽ rất lợi hại xấu hổ,
nàng là đệ nhất giáo thần, không có khả năng vĩnh viễn thủ tại chỗ này a. Nếu như La Quân không đến, giáo thần tiếp tục đuổi tra, như vậy lại là một trận đánh giằng co. Như vậy đối với La Quân bọn họ tới nói, xác thực là có thể vẫn tại tuyết vực bên trong chơi đùa, chơi chơi trốn tìm. Bất quá, loại này chơi trốn tìm thủy chung là có phong hiểm, không thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. La Quân hiện tại trưởng khống phê kê lua cái này hữu hiệu quân cờ, hắn thì muốn mượn con cờ này, thành công giấu giếm. Lại thêm, bây giờ La Quân đến Đa Luân Tư nhắc nhở. Lan Si ấp trứng sau khi ra ngoài, xác thực liền thành một cái vấn đề lớn. Giáo thần cũng không biết có Lan Si tồn tại. Mà Lan Si là long tộc, một con rồng cùng nhân loại là có khác nhau rất lớn. Đến lúc đó, vạn nhất giáo thần dùng chiếu rõ hư không bản sự, tại đông đảo điểm đen bên trong phát hiện chân long chi khí đâu. Bây giờ song phương đều có riêng phần mình khó xử. La Quân bây giờ còn có càng đại nạn hơn chỗ, cái kia chính là dưới mắt đã lăn lộn đến giáo thần mí mắt xuống tới. Nơi này là nguy hiểm nhất, cũng là an toàn nhất. Nhưng Lan Si còn có một ngày cũng sẽ ấp trứng đi ra. Mọi người giới tu di còn có về sau đoạt đám giáo chủ chữ vật giới chỉ, đều không thích hợp để người sống ở bên trong ở. Cho nên, trong một ngày này, La Quân nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này, sau đó tiến vào thiên lăng. Đây đối với La Quân tới nói là một cái cự đại khảo nghiệm. Phê Y Kê Lua lúc trước cũng cân nhắc qua vấn đề này, ý hắn là duy trì ma pháp trận cũng cần mọi người thay phiên nghỉ ngơi. Chờ thay phiên lúc nghỉ ngơi đợi, lại nhìn đúng thời cơ, lặng lẽ hướng lên trời lăng mà đi. Bởi vì cái này hoa sen rãnh trời bên trong tuy nhiên thiết trí cự đại ma pháp trận, nhưng là còn có lui tới người đi đường phải đi qua. Có người muốn tiến vào thiên lăng, có người muốn ra thiên lăng. Giáo thần ở chỗ này, cũng không thể quá bá đạo. Bởi vì một khi bá đạo, liền sẽ khiêu khích đối phương bắn ngược. Sự tình làm lớn, thì sẽ khiến thiên lăng người phản cảm. Thiên lăng bên trong ác ôn nhóm tuy nhiên lẫn nhau ở giữa đều là không giảng tình nghĩa, nhưng là, người dạy thần dẫn một đám người tới cửa đến dương oai, vậy cái này bầy lão ma nhóm, ác ôn nhóm liền sẽ khó chịu. Xét thấy còn có người đến người đi, cho nên, La Quân bọn họ tiến vào thiên lăng cũng sẽ không quá dễ thấy. Đang dạy thần trong nhận thức biết, hoa sen rãnh trời hậu phương là một cái không cần qua kiểm tra địa phương, nơi đó là giáo thần bất cần nhất địa phương. Một khi vượt qua hoa sen rãnh trời, chúng ta liền đem áo choàng cởi xuống, sau đó chậm chậm hướng lên trời lăng mà đi. La Quân nói ra, cái quan điểm này mọi người là tán thành, bởi vì một khi đến hậu phương, như còn ăn mặc giáo chủ áo choàng, vậy liền sẽ rất dị thường. Đó là cái rất lợi hại mạo hiểm kế hoạch. Một khi mọi người thành công từ giáo thần mí mắt dưới lần nữa trốn vào thiên lăng, như vậy cái này lại chẳng khác gì là La Quân dùng bàn chân hung hăng đánh vào giáo thần trên mặt. Đối với giáo thần tới nói cũng là cực lớn vũ nhục. So với một lần trước vô cùng nhục nhã còn nghiêm trọng hơn. Không khỏi hiển nhiên, La Quân sẽ không đi cân nhắc giáo thần tâm lý cảm thụ. Dù sao ngươi dạy thần mới chỉ là chịu nhục, ca ca đó là vài phút liền sẽ bị ngươi xử lý a. Đến tối thời điểm, Phê Y Kê Lua đại chủ giáo rốt cục cảm nhận được cố hết sức. Ma pháp này trận đại bộ phận năng lượng là từ giáo thần để duy trì, nhưng là đám giáo chủ, các trưởng lão cũng nỗ lực rất lớn nỗ lực. Lúc này, Phê Y Kê Lua đại chủ giáo rốt cục được cho phép nghỉ ngơi. La Quân mấy người liền theo Phê Y Kê Lua đại chủ giáo tại hoa sen rãnh trời dựa vào sau địa phương ngồi xuống ăn cơm. Tất cả mọi người là đem hoa sen rãnh trời bốn phía chiếm cứ, có là đang dạy thần hậu phương, có tại phía trước, cái này không có có gì đáng kinh ngạc. Lúc này, đổi lại nghỉ ngơi người đều là mệt mỏi. Mọi người có đang nấu cơm, có đang dùng cơm, dù sao đều không khoảng không quản người khác. Đương nhiên, hoa sen rãnh trời vẫn là có thần giáo tinh anh đang kiểm tra qua lại người đi đường. Trong ngoài ngoài cùng sở hữu ba đạo nghiêm mật cửa khẩu. Phê Y Kê Lua gặp thời cơ không sai biệt lắm, liền dẫn La Quân ba người hướng lên trời lăng phương hướng mà đi. Lúc này, trừ Duẫn Nhi biểu hiện được có chút khẩn trương bên ngoài, La Quân cùng Đa Luân Tư còn có Phê Y Kê Lua đều là thong dong. Mặc dù bọn hắn tâm cũng là khẩn trương đến trái tim đều muốn nhảy ra. Nhưng bọn hắn tâm lý tố chất hiển nhiên là vô cùng quá cứng. Sau cùng, Phê Y Kê Lua đi vào tầng cuối cùng cửa khẩu. Cửa khẩu trước, 10 tên thần giáo tinh anh tại trông coi. Phê Y Kê Lua trong nhận thức một người, người kia là Hồng Y chủ giáo, gọi là Lâm Mộc. Phê Y Kê Lua mang theo La Quân ba người tới Lâm Mộc trước mặt. Lâm Mộc lập tức tôn kính nói, đại chủ giáo tốt. Phê Y Kê Lua mỉm cười, nói ra,
chúng ta muốn qua bên kia đi dạo một vòng, có lẽ về sau lại không có cơ hội đi vào nơi này. Cần điều tra sao? La Quân cũng cười một tiếng, nói ra, chúng ta rất lợi hại, hoan nghênh các ngươi điều tra. Lâm Mộc không biết La Quân, nhưng là ở chỗ này, mọi người phần lớn cũng không quá nhận biết, cho nên cũng không kỳ quái. Lâm Mộc nhiều nhất chú ý là La Quân chính là áo đen giáo chủ áo choàng, cho nên hắn nói ra, đại chủ giáo, ngài nói giỡn, ngài đương nhiên không cần điều tra. Hắn sau khi nói xong, nhân tiện nói, mời đi. Phê Y Kê lùa một đoàn người liền thuận lợi thông qua Lâm Mộc cảng khẩu. Phải biết, 10 người này là phân tán đứng, lớn như vậy hoa sen rãnh trời, nhưng không có điều kiện chặt chẽ đứng đấy. Rời đi hoa sen rãnh trời, Phê Y Kê lùa 4 người không dám có chút chủ quan, bọn họ cũng không có đi xa. La Quân một đoàn người thì chứa 4 phía dạo chơi bộ dáng. Nếu như chúng ta một mực không quay về, khẳng định sẽ khiến hoài nghi. Phê Y Kê lùa nói ra, bất quá lúc này, ta đoán chừng bọn họ cũng sắp thay ca. Một khi bọn họ thay ca thời điểm, thì lại không ai hội chú ý chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta cấp tốc đem áo choàng cởi, hướng bên trong đi. La Quân gật đầu, nói ra, xem ra thật sự là vận khí tốt. Phê Y Kê luôn nói ra, nếu như giáo thần có nghĩ đến các ngươi khả năng trà trộn vào đến, nàng khẳng định phải giao nhau thay ca. Bất quá nàng hiển nhiên không có chú ý tới tầng này. Lẫn nhau ở giữa thay ca, đều là không sai biệt lắm thời gian. Điểm này, ta sớm chú ý tới. Đại khái, đây cũng là từ nơi sâu xa thuộc về La Quân vận khí. Mặc kệ như thế nào, thời khắc này đều là muốn để người khẩn trương đến ngạt thở thời khắc. Chỉ cần có một cái nho nhỏ chỗ sơ suất, như vậy nghênh đón tất cả mọi người là tai họa ngập đầu. Nói câu không dễ nghe lời nói, giáo thần một cái ngón tay thì có thể xử lý một cái ma đạo sư. Thì La Quân cái này một nhóm người, vậy thì thật là trong nháy mắt liền có thể giết chết sự tình. Rốt cục, Lâm Mộc đám người này thay ca. Phê Y Kê lùa một đoàn người vẫn luôn tại chú ý. Lúc này, 4 người cấp tốc thu dậy bảo tiến giới tu di. Tiếp theo, 4 người thì phân tán ra đến, chậm chậm mà đi. 4 người quá dễ thấy. Phân tán đến, khiến người ta khó mà chú ý. Sau 10 phút, Phê Y Kê lùa 4 người rốt cục cách hoa sen rãnh trời có một khoảng cách. Lúc này, 4 người lại lần nữa hợp thành hợp lại cùng nhau. Ở chỗ này đã không nhìn thấy hoa sen rãnh trời. Chúng ta bây giờ còn có rất lớn nguy cơ, đó chính là chúng ta không thấy. Một khi giáo thần phát hiện chúng ta không thấy, cái kia nàng thì sẽ thông qua Lâm Mộc Hồng y chủ giáo nghĩ đến chúng ta đã trốn đến nơi đây. Nàng hội hỏa tốc đuổi theo. La Quân nói như vậy. Phê Y Kê lùa cũng là sắc mặt nặng nề, hắn nói ra, không sai. Nếu là giáo thần lại lấy đại thần thông, bay thẳng hướng thiên lăng cửa vào ngăn chặn đường đi của chúng ta, như vậy, hai bên thu lưới, chúng ta mọc cánh khó thoát. La Quân trầm giọng nói ra, giáo thần phát giác sau chuyện này, nàng nhất định sẽ giận không kềm được, lúc này, nàng càng thêm mất lý trí. Cho nên, nàng hội liều lĩnh qua ngăn chặn thiên lăng cửa vào. Đa Luân Tư nhíu mày, nói ra, cái kia chiếu ngươi nói như vậy, há không phải chúng ta vẫn là chết chắc. La Quân nói ra, hiện tại có hai đầu đường có thể đi, một là chúng ta toàn lực chạy tiến lên, không tiếc sử dụng ma pháp đến trợ lực đến thiên lăng. Làm như vậy cũng là đang cùng thời gian thi chạy, cực giáo thần lại ở nửa giờ thời gian bên trong không có phát hiện chúng ta rời đi. Nửa giờ hành quân gấp tăng thêm ma pháp trợ lực, là có thể đến thiên lăng. Thứ hai con đường chính là, chúng ta chia thành tốp nhỏ, hướng phía trước hành quân gấp 10 phút đồng hồ, sau đó thì chậm rãi hướng hoa sen rãnh trời mà đi. Làm cái gì vậy? Đa Luân Tư cùng Phê Y Kê lùa còn có Duẫn Nhi đều là cực không hiểu. La Quân nói ra, con đường thứ nhất, ta cảm thấy là tràn ngập nguy hiểm, có quá nhiều vận khí thành phần tồn tại. Thứ hai con đường, chúng ta trở về đi, đó là bởi vì giáo thần người hội trực giác tính truy tra hướng lên trời lăng phương hướng người. Bọn họ hội xem nhẹ ra thiên lăng người. Đa Luân Tư nói ra, có thể kể từ đó, chúng ta sở hữu nỗ lực không đều uổng phí. La Quân nói ra, người nghe ta nói. Giáo thần giận tím mặt về sau, nhất định sẽ qua thiên lăng cửa vào ngăn chặn chúng ta. Nàng tốc độ là chúng ta không dám tưởng tượng, 50 dặm đường, tới lui như điện. Nhưng là, nàng ở trên trời lăng cửa vào làm ra đại trận chiến đến, thế tất sẽ khiến lão ma nhóm chú ý. Chỉ cần nàng theo lão ma nhóm đấu, đó chính là chúng ta cơ hội. Nếu là lão ma nhóm đưa nàng bước đi, thiên lăng đại môn liền sẽ cho chúng ta rộng mở. Mà chúng ta một đường chạy gấp. Giáo thần sẽ dùng chiếu rõ hư không phát hiện dị thường.
Feike Lua nói ra, vẫn là không ổn. Không bằng như vậy đi, chúng ta chia thành tốp nhỏ, chậm chậm hướng phía trước mà đi. Nhưng là, chúng ta cũng đừng cách quá xa, dạng này thuận tiện hô ứng lẫn nhau. Tuyết này vực bên trong thực rất tốt ẩn núp, tùy tiện hướng tuyết bên trong một chôn, bọn họ sẽ rất khó phát hiện. Chúng ta mau chóng chạy tới Thiên Lăng. Nếu như lão ma nhóm đến, chúng ta vừa vặn thừa dịp lấy bọn hắn lẫn nhau quyết chiến lúc, thừa dịp loạn đi vào. Nói nhiều như vậy, vạn nhất lão ma nhóm không có kịp thời đến. Hoặc nói là đến lão ma năng lực không đủ, bị trực tiếp xử lý đâu. Đa Luân Tư nói ra. Cho nên nói, hai con đường đều có nguy hiểm rất lớn. La Quân nói như vậy. Đa Luân Tư nói ra, ta không quá tán thành thứ hai con đường, quá dày vò, mà lại ta cảm thấy chỗ bất chấp nguy hiểm lớn hơn. La Quân cũng không phải độc đoán tính cách, hắn nói ra, cho nên ta xách hai con đường, Feike Lua, người cảm thấy thế nào? Feike Lua trầm giọng nói ra, chia thành tốp nhỏ, toàn lực tiến lên, chạy tới Thiên Lăng. Chúng ta ở trên trời lăng cửa vào tụ hợp. Đa Luân Tư, người cứ nói đi. La Quân vừa nhìn về phía Đa Luân Tư. Đa Luân Tư gật đầu nói, có thể. La Quân lại mắt nhìn Duẫn Nhi, người thì sao? Mặc dù mọi người là đang thương lượng, nhưng là dưới chân một mực đang nhanh chóng tiến lên. Duẫn Nhi nói ra, ta có chút không đồng ý với ý kiến. Ngươi nói, La Quân nhãn tình sáng lên. Duẫn Nhi nói ra, ta cùng La Đại ca ngươi tổ một, Feike Lua tiên sinh cùng Đa Luân Tư tổ một. Mọi người thi triển ma pháp nhanh chóng tiến lên, dạng này hiệu suất hội cao rất nhiều. La Quân chúng người nhãn tình sáng lên, ngay sau đó mọi người thì không nói nhiều. Hết tốc độ tiến về phía trước. La Quân cùng Duẫn Nhi cùng một chỗ, hắn thi triển ra thổ nguyên tố bên trong xúc địa thành thốn. Đây là để mặt đất thổ nguyên tố nhấp nhô, một bước ở giữa khoảng cách đến 10 mét phía trên. Cái này giống như là tại đi thang máy một dạng, thang máy tại nhấp nhô, nhưng là người ở trong thang máy mặt toàn lực chạy, dạng này tốc độ dĩ nhiên chính là làm ít công to. Feike Lua là hỏa hệ ma pháp sư, hắn lại là sẽ không xúc địa thành thốn pháp thuật. Nhưng là hỏa hệ ma pháp bên trong cũng có để tốc độ tăng tốc ma pháp. Tỷ như để hỏa nguyên tố tại dưới chân nhấp nhô, cái này hỏa nguyên tố là thuộc về nhu hòa loại hình. Một bước tiến lên, cũng có thể đạt tới 5 mét khoảng cách. Nhưng là Feike Lua là không có La Quân nhanh. Mà lại, La Quân tinh thần lực vô cùng cường đại, kéo dài không dứt, hắn lại không chút nào hữu lực kiệt cảm giác. Song phương toàn lực tiến lên. Nửa giờ sau, hoa sen rãnh trời phía trên. Tam trưởng lão Cohen đến đây. Thần tôn, Feike Lua cùng dưới tay hắn giáo chủ mất tích tiếp cận một giờ. Cohen nói ra. Giáo thần giật nảy cả mình. Sau đó, nàng trong đầu điện quang thạch hỏa lóe lên, cái này là tương đương linh quang nhất thiểm. Giáo thần cũng không phải là đần độn, tương phản, nàng vô cùng khôn khéo. Lần này, nàng là bị La Quân tức giận vô cùng, cho nên mới không nghĩ tới đối phương khả năng trà trộn vào chính mình đội ngũ. Nhưng bây giờ, Cohen câu nói này nhắc nhở giáo thần. Dạy thần lập tức hỏi, Feike Lua thủ hạ có bao nhiêu giáo chủ? Có 3 cái, Cohen hồi đáp. Câu này nói vừa xong, Cohen lập tức liền cảm nhận được một cỗ ngập trời nộ khí từ trong xe ngựa truyền tới. Sau đó, xe ngựa kia màn xe bay ra ngoài, một đạo bóng trắng như điện lướt đi qua. Về sau, Cohen đã nhìn thấy giáo thần đã đứng trên không trung. Giáo thần bạch y tung bay, nàng bước ra một bước. Người đã tại ngoài ngàn mét, nàng bước ra hai bước, Cohen rốt cuộc nhìn không thấy giáo thần tung tích. Cohen không khỏi hít sâu một cái hàn khí, thần tôn như vậy thủ đoạn, đã là tránh thức thần linh. La Quân bọn người cái này lúc sau đã thuận lợi tiến vào Thiên Lăng bên trong. Khi tiến vào Thiên Lăng một sát na kia, La Quân bốn người có loại trở về từ cõi chết, đầu thai làm người cảm giác. Ngày đó Lăng chính là từ một tòa hàn băng thành tường chỗ hạng, cửa vào cổng thành cao mà bao quát. Dạng này trong suốt sáng long lanh thành thị chính là nhân gian kỳ tích. Cửa cũng không có thủ vệ, Thiên Lăng tới lui đều là tự do. Tức là tự do chi đô, cũng là tội ác chi đô, ở chỗ này, không có bất kỳ cái gì pháp chế, không có bất kỳ cái gì chính phủ. La Quân ba người tiến vào Thiên Lăng về sau, liền trông thấy Thiên Lăng bên trong bốn phía đều có công trình kiến trúc có là nhà đá, có là tòa nhà. Phía trước nhất là một đầu hồ nước cũng không có kết băng. Bên trong sóng nước lấp loáng, có phần giống như Yến Kinh Di Hỏa Viên bên trong Côn Minh Hồ. Gió thổi mặt hồ, hồ nước dậy nhăn. Cái kia bốn phía có dương liễu cúi xuống. Ngày này Lăng sinh tồn hoàn cảnh cũng không tính rất lợi hại ác liệt,
khí hậu so bên ngoài muốn tốt hơn nhiều. Rất có thể là có đại năng giả vận dụng tự thân năng lực cải biến nơi này khí hậu. La Quân bốn người tuy nhiên tiến vào Thiên Lăng, nhưng lại không dám khinh thường. Bởi vì chính mình bốn người này có thể đi vào Thiên Lăng, cái này cũng không có nghĩa là giáo thần vô pháp tiến vào Thiên Lăng a. Nàng một dạng có thể tiến quân thần tốc tiến đến giết người. Mà lại, giáo thần coi như ở trên trời lăng bên trong cũng là rất lợi hại cường đại tồn tại. Lúc này, La Quân bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại nguy cơ. Hắn trong lòng lập tức thì rất rõ ràng, giáo thần đã phát hiện, mà lại đã tại đường đi bên trên. Giáo thần chẳng mấy chốc sẽ đến. Phê Y Kê Lua cùng Đa Luân Tư còn có Duẫn Nhi cũng cảm nhận được loại nguy cơ này, bọn họ tướng nhìn nhau một cái, đều là thất sắc. Mặc vào dậy bào, La Quân lập tức hét lớn một tiếng. Sau đó, hắn nhìn phía trước có cái đài cao, hắn lập tức quát to, đi theo ta. Đa Luân Tư cả đám lại là không làm rõ ràng được La Quân đến đang dở trò quỷ gì, nhưng tất cả mọi người theo lời mà đi. La Quân một ngựa đi đầu, vọt lên đài cao. Đa Luân Tư, Phê Y Kê Lua, Duẫn Nhi đi theo nhảy lên qua. Bốn người đều là thần giáo dạy bào, nhìn cũng là thần giáo người không khác. Lúc này, La Quân nói với Phê Y Kê Lua, Phê Y Kê Lua, người sẽ sử dụng cấm chú sao? Phê Y Kê Lua nao nao, theo rồi nói ra, ta sẽ, nhưng là ta hiện tại tinh thần lực hao tổn có chút lợi hại, chỉ sợ không tốt lắm thi triển. La Quân nói ra, như không muốn chết, thì đem hết toàn lực thi triển cấm chú, người mục tiêu là đem Thiên Lăng thành tường hủy đi. Đây là muốn, Phê Y Kê Lua có chút không hiểu. Đa Luân Tư lại là nhãn tình sáng lên. La Quân không để ý đến Phê Y Kê Lua, mà chính là mặt hướng người qua lại con đường quá to, Thiên Lăng sở hữu con kiến hôi nghe, bây giờ ta thần giáo chi tôn giáo thần sắp đến, các ngươi sở hữu con kiến hôi, bao quát Thiên Sơn lão quái, Thiên Lăng lão tổ, còn có biên thành tam ma, hẳn các ngươi trong vòng 10 phút nhanh chóng đến đây hướng ta thần tôn quỳ bái, nếu không thần tôn nổi giận, định dạy các ngươi hôi phi yên diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. La Quân mắng to xong sau, lại nói, thần tôn ở trên, hôm nay Thiên Lăng, ắt gặp bị tiêu diệt. Phê Y Kê Lua lập tức liền minh bạch La Quân ý tứ, đây là muốn cấp tốc dẫn xuất lão ma tới đối phó giáo thần, đây là đang cho giáo thần kéo cửu hận a. Phê Y Kê Lua lập tức liền phát động cấm chú, hỏa vũ hồng liên. Hắn cấp tốc đọc chú ngữ. La Quân cũng lập tức thi triển ra ma pháp, hắn cấp tốc thi triển ra liệt hỏa thần kiếm lung tung ám sát một trận. Lúc này, La Quân đỏ mắt, gặp người thì giết. Phía dưới kia được mọi người đều không phải là lương thiện, có người trốn tránh. Có nhân đại mắng, có người đánh trả. La Quân càng là thi triển ra thủy hệ ma pháp bên trong thủy long chui. Một đầu thủy long bay ra, lắc đầu vẫy đuôi công kích Thiên Lăng thành cổng thành. Bộ dạng này, thật đúng là muốn hủy diệt Thiên Lăng thành. Phê Y Kê Lua hỏa vũ hồng liên rốt cục thi triển đi ra, ngón tay hắn hướng lên trời nhất chỉ, sau đó, cái kia bên trên bầu trời xuất hiện một mảnh to lớn hỏa vân. Hỏa vân theo Phê Y Kê Lua ma pháp phát động. Dần dần ngưng tụ thành một khỏa đại hỏa cầu. Phê Y Kê Lua lúc này râu tóc đều dựng, cửu cấp ma pháp sư đã là tiếp cận ma đạo sư tồn tại. Một khi hắn thi triển ra cấm chú đến, cái kia lực tổn thương là cực kỳ khủng bố. Hỏa cầu kia bên trong ẩn chứa cực kỳ cường đại năng lượng. Sau đó, hỏa cầu kia liền tại Phê Y Kê Lua khống chế phía dưới, hướng phía Thiên Lăng thành tường ầm vang vọt tới. Thiên Lăng thành tường tồn tại đã mấy trăm năm qua. Chưa bao giờ bị người phá hư qua. Nếu như Phê Y Kê Lua lần này thật đem Thiên Lăng thành tường hủy đi, cái kia Phê Y Kê Lua cũng coi là sáng tạo lịch sử người. Thật lớn mật, lại dám đem dã chơi đến Thiên Lăng trong thành tới. Lúc này, quát lạnh một tiếng bỗng nhiên truyền đến. Sau đó, xa như vậy chỗ một đạo hắc ảnh thoáng hiện. Tiếp theo, La Quân bọn người liền trông thấy thế thì hắc ảnh đã ra trong sân bây giờ. Hắc ảnh là cái hơn 60 tuổi lão giả. Lão giả một thân màu đen áo choàng, hắn khuôn mặt uy nghiêm cùng cực. Chỉ gặp hỏa cầu kia hướng phía Thiên Lăng thành tường đánh tới, lão giả quát to, âm dương đảo chuyển, càn khôn theo ta tâm, đóng băng. Hắn nhất chỉ hướng lên trời điểm ra, cái kia vây quanh hỏa cầu chung quanh thủy nguyên tố điên cuồng tụ tập, trong nháy mắt liền đem hỏa cầu đóng băng lại. Hỏa cầu tại đóng băng bên trong kịch liệt nhấp nhô, liền có muốn phá phong mà ra xu thế. Nhưng là lão giả lại cấp tốc thi triển ra mạnh đại tinh thần lực, tụ tập càng nhiều thủy nguyên tố đến đóng băng hỏa cầu. Đây cũng không phải lão giả vô năng, cũng không phải Phê Y Kê Lua quá lợi hại. Mà chính là, Phê Y Kê Lua cấm chú đã thi triển hoàn tất,
bực này uy lực tương đương khủng bố. Lão giả là muốn đem hỏa cầu sở hữu năng lượng phong bế, cái này cần càng lực lượng kinh khủng. Nửa ngày về sau, hỏa cầu kia rốt cục bị hoàn toàn đóng băng lại. Lão giả lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Liền cũng tại lúc này, xa như vậy nhất phương đạo bạch ảnh từ không trung đi tới. Nàng mới nhìn còn tại ngoài ngàn mét, một bước ở giữa thì đã đạt tới Thiên Lăng Thành, mà lại chuẩn xác đi vào giữa sân. La Quân lập tức linh cơ nhất động, hắn nửa quỳ xuống. Đa Luân Từ mấy người cũng là cơ linh người, lập tức đi theo nửa quỳ xuống. Thuộc hạ bái kiến thần tôn uy vũ, quét qua Thiên Lăng quần ma, xưng bá thiên hạ, vũ nội vô song. La Quân đem sở hữu mông ngựa đều chẳng biết xấu hổ chụp về phía giáo thần. Giáo thần vốn là đầy ngập phẫn nộ, nhưng lúc này, nàng lại bị tình huống này làm sững sờ. Liền cũng tại lúc này, lão giả kia mặt hướng giáo thần, nói, tốt một cái cuồng vọng Lena Hoi ha, lại muốn bình định Thiên Lăng. Ngươi thật sự cho rằng Thiên Lăng chính là Thiên Nguyên Đế Quốc, là từ ngươi có thể trưởng khống. Lena Hoi ha liền cũng liền nhìn về phía lão giả, nàng đôi mi thanh tú cau lại, nói, Thiên Sơn lão quái. Không sai, chính là ta, Thiên Sơn lão quái nói ra, Lena Hoi ha. Lão Phu đã liên hệ biên thành Tam Ma, Huyền Hoàng Thiên Tôn chờ bạn cũ. Hôm nay ngày này lăng, chúng ta để ngươi đến đi không được. Lena Hoi A ngơ ngẩn, nàng rất nhanh lại quét mắt một vòng La Quân bọn người. Nàng xem xét La Quân bọn người bộ dáng kia cùng nói tới. Nàng lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra. Đến giờ này khắc này, cái này đáng giận tiểu tặc còn tại tính kế chính mình. Lena Hoi A không khỏi hận đến nghiến răng, có thể nàng lại là như thế người tâm cao khí ngạo. Cho nên nàng cũng không có khả năng đến hướng lên trời sơn lão quái để giải thích. Liền cũng tại lúc này, phương xa bóng người thoáng hiện. Hết thảy bốn người cấp tốc đến đây. Thiên Lăng Thành thành khu bên trong cũng cứ như vậy lớn, một khi thông báo, mọi người tới vẫn là rất nhanh. Bình thường tranh đấu lẫn nhau lão ma nhóm, hiện tại thế nhưng là đồng lòng cực kỳ. Lena Hoi A, người cái này tiện nữ nhân, ở trên trời nguyên đế nước làm mưa làm gió quen. Hôm nay lại dám ngày nữa lăng dương oai, ngươi là không muốn sống. Cái kia Huyền Hoàng Thiên Tôn một thân trường bào màu tím, tiên khí tung bay mà đến. Biên thành Tam Ma lớn lên hình thù kỳ quái, chính là Tam huynh đệ. Bọn họ cười khằng khặc quái dị, nói ra, hôm nay chúng ta hợp lực đem nữ nhân này cầm, sau đó liền để nàng đến thay phiên phục thị chúng ta, ha ha. Cũng không biết cái này thần giáo chi chủ thần nữ đến cùng hắn mùi vị con gái đến có cái gì khác biệt a. Biên thành Tam Ma quả nhiên không hổ là lão ma, vừa nói cũng là hạ lưu mười phần. Lời nói này dáng vẻ lưu manh, lập tức liền làm tức giận Lena Hoi A. Nàng là cao quý vô thượng thần, chưa từng bị người như vậy thô lỗ nhục mạ qua. Thiên Lăng quả nhiên là lão ma căn cứ phương, chỉ là trong một chớp mắt, liền tụ tập biên thành Tam Ma, Thiên Sơn lão quái còn có Huyền Hoàng Thiên Tôn. Những này lão ma từng cái đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Lena Hoi A lúc này bị đông đảo lão ma vây quanh, sắc mặt nàng y nguyên bình tĩnh. Có thể La Quân lại biết, Lena Hoi A hiện tại nhất định đã tức điên. Nàng biết nàng đã bị La Quân sử dụng, nhưng nàng bây giờ lại khinh thường tại hướng đông đảo lão ma giải thích. Lão ma vũ nhục, La Quân sử dụng, đây đều là đang khiêu chiến Lena Hoi A lửa giận. Hôm nay, các ngươi đều phải chết, Lena Hoi A lạnh lùng nói ra. Khẩu khí thật là lớn, Thiên Sơn lão quái cười ha ha. Sau đó, hắn nhân tiện nói, thì để cho ta tới lĩnh giáo ngươi cái này tiện nữ nhân cao chiêu. Hắn sau khi nói xong, lập tức từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một cái sự vật. Vật kia sự tình lại là một cái trắng sáng như tuyết ngọc như ý. Cái này ngọc như ý chính là lợi hại tiên khí, bên trong đã thai nghén khí linh. Ngọc như ý chính là thu thập tuyết sơn hàn băng tinh phách luyện chế mà thành, lại bị địa sát chi hỏa thối luyện, uy lực là không thể tưởng tượng. Chỉ gặp Thiên Sơn lão quái đem ngọc như ý hướng Lena Hoi A nhất chỉ. Cái này ngọc như ý lập tức hóa thành một đoàn bạch quang bay bắn đi ra, trên không trung phát ra lóa mắt đến cực hạn quang mang. Trong chớp nhoáng này, ngọc như ý trở nên so giữa chữ ánh sáng mặt trời còn muốn chướng mắt. Sau đó, cái này đoàn bạch quang trên không trung nhấp nhô, bốn phía lập tức cũng liền gió dục mây vần. Tựa hồ trong nháy mắt này, bạch quang đem sở hữu nguyên tố chi lực đều hấp thu đi vào. Ngay sau đó, cái kia bạch quang thành vì một đạo kiếm quang. Đạo kiếm quang này dài đến 100 mét, đột nhiên hướng phía Lena Hoi A đỉnh đầu trẻ dọc mà đi. Lena Hoi A đứng yên trung ương, chỉ gặp cái kia thông thiên kiếm ánh sáng chém giết mà đến.
nàng lại là đột nhiên phất ống tay áo một cái kia đại trong tay áo, kinh phong bạo liệt. Phanh đến một tiếng, thông thiên kiếm ánh sáng bị Lena Hoya một tay áo vung bay ra ngoài. Sau đó, cái kia thông thiên kiếm ánh sáng trở lại như cũ thành ngọc như ý, bay trở về đến thiên sơn lão quái trên tay. Thiên sơn lão quái không khỏi thất sắc, hắn không nghĩ tới cái này giáo thần cư nhiên như thế cường hãn. Lena Hoya lạnh lùng nhìn về phía thiên sơn lão quái, sau đó, nàng ngón tay ngọc biến hóa, kết cái thủ ấn. Tiếp theo, thiên thiên ngọc chỉ hướng phía thiên sơn lão quái nhất chỉ. Theo nàng ngón tay ngọc phương hướng, khoảng không bên trong lập tức nguyên tố chi lực điên cuồng tuôn ra động. La Quân lập tức cũng cảm giác được không trung nguyên tố chi lực toàn bộ bị Lena Hoya triệu hoán quá khứ. Cái kia nguyên tố chi lực rất nhanh liền hình thành một đạo trắng noãn đại thủ ấn. Một chiêu này lại là nổi danh đường, gọi là ngũ hành đại thủ ấn. Ngũ hành nguyên tố chi lực bị dung hợp lại cùng nhau, hóa thành nắm bắt chi đại thủ ấn. Cái kia trắng noãn đại thủ ấn cấp tốc chụp vào thiên sơn lão quái, thiên sơn lão quái lập tức cảm thấy muốn tránh cũng không được, hắn giật nảy cả mình, lập tức lại đem ngọc như ý biến hóa. Cái kia ngọc như ý trong nháy mắt chia ra làm ba, hóa thành ba đạo ánh kiếm màu trắng mãnh liệt chém tới Lena Hoya ngũ hành đại thủ ấn. Giờ này khắc này, vừa thành tam ma, huyền hoàng thiên tôn lại không động thủ. Mấy cái này lão ma tuy nhiên cùng đi, nhưng bọn hắn cũng không phải là tề tâm hiệp lực. Biên thành tam ma cùng huyền hoàng thiên tôn gặp thiên sơn lão quái người đầu tiên xuất thủ, bọn họ vừa vặn mừng rỡ ở một bên xem náo nhiệt, cũng nhìn xem cái này Lena Hoya đến lợi hại tới trình độ nào. La Quân bên này, Phê Y Kê Lua lập tức nói ra, chúng ta đi thôi, cũng đừng xem náo nhiệt. Đây là thời cơ tốt nhất. Đa Luân Tư cùng Duẫn Nhi cũng là ý nghĩ này, bọn họ gặp La Quân nhìn tập trung tinh thần, tâm lý đều là sốt ruột. Ta dựa vào, người anh em này, ngươi là quên thân phận của mình à? Ngươi cho rằng ngươi là ở chỗ này xem náo nhiệt à? La Quân lại là trầm giọng nói ra, trước không vội mà đi, các ngươi không nhìn thấy giáo thần căn bản chưa xuất lực sao? Nếu như nàng phát giác được chúng ta đào tẩu, lập tức liền muốn vồ giết tới. Chúng ta phải đợi những này lão ma nhóm toàn bộ xuất thủ, hoàn toàn kiềm chế lại giáo thần lại đi. Hắn đón đến, còn nói thêm, bất quá, Đa Luân Tư, giống như những này lão ma nhóm cũng không có gì đặc biệt à, giống như đang dạy thần trước mặt căn bản không có sức hoàn thủ à. Đa Luân Tư có chút xấu hổ, nói ra, ta đối giáo thần cùng những này lão ma nhóm đều chưa quen thuộc à. Cũng chỉ là tin đồn. La Quân nhìn kỹ hiện trường, hắn cái gì cũng không nói. Lại nói lúc này, cái kia thiên sơn lão quái ngọc như ý hóa thành ba đạo như ý tinh quang, như ý tinh quang chính là hàn băng tinh phách, sắc bén cùng cực. Cái này ba đạo tinh quang trong nháy mắt thì chém giết tại ngũ hành đại thủ ấn bên trên, ngũ hành đại thủ ấn bị ba đạo tinh quang chém thành tứ đoạn. Bất quá lập tức, tứ đoạn thủ ấn lại hợp thành ngũ hành đại thủ ấn. Mắt thấy ngũ hành đại thủ ấn liền muốn đem thiên sơn lão quái vồ lấy. Thiên sơn lão quái chính là ma pháp cao thủ, thân thể lực lượng lại là nhỏ đáng thương. Hắn hoảng hốt phía dưới, vội vàng vận chuyển thủy nguyên tố, thi triển ra một đạo bàn nhược đóng băng tường đến ngăn cản ngũ hành đại thủ ấn. Ngũ hành đại thủ ấn chạm đến bàn nhược đóng băng trên tường, nhất thời ăn xẹp. Như vậy nhược băng phong tường cũng không phải bình thường ma pháp đóng băng tường, mà chính là ẩn chứa thiên sơn lão quái tinh thần ảo nghĩa, kiên cố vô cùng. Bất quá! Ngũ hành đại thủ ấn giống như có linh tính, trong nháy mắt hóa thành quyền đầu. Quyền đầu đập mạnh tại bàn nhược đóng băng trên tường, chỉ nhất quyền liền đem bàn nhược đóng băng tường oanh cái vỡ nát. Thiên sơn lão quái thì biết mình ngăn cản không nổi ngũ hành đại thủ ấn, hắn tại một sát na kia lập tức oa oa quái khiếu, huyền hoàng lão quái, vừa thành tam phong tử, mà mẹ nó cả nhà các ngươi nhanh lên xuất thủ a. Lão tử muốn là chết, các ngươi càng đánh không thắng cái này tiện nữ nhân. Ha ha. Huyền Hoàng Thiên Tôn cười ha ha, hắn nói ra, Lena Hoya, người cái này tiện nữ nhân quả nhiên có chút thủ đoạn. Nhìn bản hoàng điểm kim bút, hắn trong lúc nói chuyện, trong tay xuất hiện một chi cùng loại phán quan bút vũ khí, chỉ bất quá cái này phán quan bút tựa hồ là thuần hoàng kim chế tạo. Huyền Hoàng Thiên Tôn điểm kim bút nơi tay, hướng phía cái kia ngũ hành đại thủ ấn họa một vòng tròn. Trong chớp nhoáng này, ngũ hành đại thủ ấn bên ngoài thì xuất hiện một cái vầng sáng màu vàng óng vòng. Vầng sáng màu vàng óng vòng đem ngũ hành đại thủ ấn cầm cố lại, khiến cho không thể động đậy. Lena Hoya cười lạnh, nói ra, điêu trùng tiểu kỹ, coi là có thể vây khốn bản tôn đại thủ ấn. Huyền Hoàng Thiên Tôn không dám khinh thường, hắn hét lớn một tiếng, nói, mọi người cùng nhau xuất thủ, chu sát cái này tiện nữ nhân.
hắn tự nhiên biết bằng vào điểm kim bút âm dương vầng sáng là khốn không được ngũ hành đại thủ ấn. Huyền Hoàng Thiên Tôn cũng hoàn toàn ý thức được Lena Hoya lợi hại. Lena Hoya chỉ bằng một chiêu ngũ hành đại thủ ấn thì bước đến bọn hắn đều xuất hiện pháp bảo, lẫn nhau ở giữa thực lực thật sự là quá cách xa. Chúng ta đi mau, La Quân lập tức nói ra. Lúc này chính là lúc mấu chốt, La Quân biết sở hữu lão quái đều muốn xuất thủ. Liền xem như Lena Hoya cũng không thể phân thần. La Quân xoay người chạy, Đa Luân Tư, Phê Y Kê Lua, còn có Duẫn Nhi cùng theo một lúc chạy. Phen này phi nước đại, thế nhưng là chạy loạn cùng một chỗ, chính mình cũng không biết chính mình muốn đi đâu. Tại chạy trên đường, La Quân mấy người đã đem dậy bào cởi. 3 giờ sau, một đoàn người đã chạy ra 200 dặm bên ngoài, đi vào một cái hoang vu địa phương. Tại tuyết vực bên trong, tốc độ là không có cách nào nhanh, tuyết đọng quá sâu. Thiên Lăng trong thành lại là không có tuyết đọng, La Quân 4 người lại không giữ lại, cho nên tốc độ phá lệ nhanh. Cái này lúc sau đã là 5 giờ chiều, sắc trời ảm xuống dưới. Tuyết vực bên trong ban đêm đến rất nhanh, mà lại ban đêm thời gian rất dài. La Quân mấy người dừng lại, bọn họ nhìn khắp 4 phía, phát hiện nơi này là hoang vu gò núi, trên gò núi cũng không hề hoàn toàn bị tuyết đọng bao trùm, nhưng có nhiều chỗ cũng là có một ít tuyết đọng. Cái này trên gò núi phóng tầm mắt nhìn tới trụi lùi, không có bất kỳ cái gì rừng cây. Cũng không biết giáo thần cùng đám kia lão ma đến đánh thành cái dạng gì. Phê Y Kê Lua cùng Đa Luân Tư có chút tiếc nuối, bởi vì giáo thần cùng lão ma nhóm thế kỷ đại chiến chính là đến thời khắc mấu chốt nhất a. La Quân nói ra, ta nhìn không có gì lo lắng, những này lão ma nhóm căn bản thì theo giáo thần không phải một cái cấp bậc. Ta sợ nhìn nữa, giáo thần đem bọn hắn trực tiếp giải quyết, rảnh tay đối trả cho chúng ta. Vậy coi như không tốt lắm. Phê Y Kê Lua cùng Đa Luân Tư ánh mắt phức tạp, Đa Luân Tư nói ra, chúng ta một mực đem giáo thần thờ phụng như thần linh. Ta cũng biết giáo thần chính là thần thông quảng đại. Nhưng lại không nghĩ rằng, nàng tránh thức thần thông đã đến nước này. Ta lúc đầu coi là lão ma nhóm liên thủ chí ít có thể lấy chấn nhiếp giáo thần, hiện tại xem ra, hoàn toàn không được. Phê Y Kê Lua nói ra, Thiên Lăng nơi này nước rất sâu, mặt ngoài mấy cái này lão ma cũng không thể đại biểu Thiên Lăng thực lực. Mà lại, rất nhiều lão ma không thích Thiên Lăng trong thành phồn hoa. La Quân mắt nhìn 4 phía, hắn nói ra, Thiên Lăng thành đến lớn bao nhiêu? Nơi này lại là địa phương nào? Phê Y Kê Lua nói ra, Thiên Lăng là Thiên Lăng thành bất quá là Thiên Lăng một bộ phận. Mảnh này gò núi gọi là Thiên Tuyệt Lĩnh, Thiên Tuyệt Lĩnh hậu phương là Tử Hải, chết trong biển có rất nhiều hải đảo, trên hải đảo thần bí lão ma chiếm cứ. Còn có, nghe nói chết trong biển có một tòa Thiên Lăng bên trong ẩn chứa rất nhiều bí mật còn có một số đại thần thông giả lăng mộ. Thiên Lăng tên, bởi vậy mà đến. Bất quá. Tòa này Thiên Lăng đến ở nơi nào, còn không có ai biết. Nguyên lai còn có cái này một gốc giả, La Quân không khỏi cảm thấy chấn kinh. Đa Luân Tư nói ra, ta nhưng lại không biết Thiên Lăng bên trong còn có tầng này nguyên nhân. Phê Y Kê Lua cười nhạt một tiếng, nói ra, thánh điển bên trong bao hàm thế gian vạn vật, bất quá thánh điển mật mã rất khó phá giải. Ta cả đời này trừ thờ phụng giáo thần bên ngoài, hưng thịnh nhất thú cũng là nghiên cứu thánh điển chi vật. Ngày này lăng bí mật. Cũng là ta tại thánh điển bên trong tìm kiếm được. Duẫn Nhi một mực nhu thuận đứng tại La Quân bên người, cũng không nhiều lời nói. La Quân nói ra, dưới mắt chúng ta hẳn là tìm một chỗ trước dàn xếp lại, sau đó tốt dễ thương lượng bước kế tiếp đi như thế nào. Hắn đón đến, nói ra, ta ý nghĩ là, chúng ta nhất định phải tìm một chỗ có thể không bị người quấy rầy. Ta đối Long tộc ma pháp còn có thật nhiều cần nghiên cứu địa phương. Nếu như chờ ta tránh thức cường đại lên, chúng ta cũng không cần sợ cái kia giáo thần. Phê Y Kê Lua khẽ cười khổ, nói ra, tuy nhiên La Quân tiên sinh ngươi là kỳ tài ngút trời, nhưng là ngươi muốn trong thời gian ngắn vượt qua giáo thần, chỉ sợ chuyện này không có khả năng lắm. La Quân sờ mũi một cái, hắn thực vốn đang là rất có tự tin. Thế nhưng là tại nhìn thấy giáo thần xuất thủ về sau, hắn vẫn còn có chút phạm sợ a. Nữ nhân kia thủ đoạn, thật sự là quá thông thiên. Đa Luân Tư nói ra, nhưng là bất kể như thế nào, đây là chúng ta duy nhất phải bước đi. Chúng ta muốn thực lực cường đại, thuận tiện thu phục một số lão ma, cao thủ. Sau đó mới có thể quay về Thiên Nguyên Đế Quốc. Quay về Thiên Nguyên Đế Quốc, Phê Y Kê Lua không khỏi khẽ giật mình. La Quân cũng nhìn về phía Đa Luân Tư, hắn nói ra, nhìn không ra ngươi ra hỏa này vẫn là thời khắc nghĩ đến qua Thiên Nguyên Đế Quốc dương danh lập vạn a. Đa Luân Tư cười ha hả, nói ra,
ta là phản giáo mà ra, cái tội danh này mãi mãi cũng cõng lên người. Ta hy vọng có một ngày có thể đường đường chính chính. La Quân có thể lý giải Đa Luân Tư tâm tình, hắn liếc nhìn liếc một chút bốn phía, theo rồi nói ra, đại ẩn ẩn vu thế, chúng ta ở chỗ này chưa chắc có nhiều an toàn. Nhưng là Lan Si sắp ấp trứng, một khi đến Thiên Lăng trong thành, lại hội dẫn xuất quá nhiều phiền phức tới. Phê Y Kê luôn nói ra, vô luận là tại trong thành vẫn là ngày này tuyệt lĩnh bên trong, chỉ sợ Lan Si ấp trứng đều sẽ khiến oanh động. Chúng ta muốn có ngày yên tĩnh, đây chính là không rất dễ dàng. La Quân lúc này cẩn thận một suy tư, liền biết cái này thật đúng là một cái rất đại nạn đề. Thiên Lăng nơi này, lão ma đông đảo, Long tộc trước kia là vô cùng cường đại tồn tại, nhưng bây giờ, một con rồng đây chính là cái vật hy hãn. Trên thân rồng, vô luận lân phiến vẫn là long huyết, hoặc là long tinh vẫn là nội đan, đó cũng đều là đồ tốt. Long toàn thân cao thấp, cái kia đều là bảo bối. Lan Si xuất thế, đó còn là nhỏ yếu vô cùng, cho nên, Lan Si sẽ là một cái phiền toái rất lớn. La Quân những người này, dưới mắt nếu như muốn bình tĩnh, liền đem Lan Si vứt bỏ. Hoặc đem Lan Si hiến cho chết hải trung đảo tự bên trên lão ma, như thế liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chỉ bất quá, tất cả mọi người sẽ không có ý nghĩ này. Vô luận là Đa Luân Tư còn là La Quân, bọn họ cho dù chết, cái kia cũng sẽ không vứt bỏ Lan Si. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, có thể hay không dạng này, chúng ta đem bốn phía sở hữu nguyên tố bao phủ thành một tầng màng bảo hộ, sau đó bảo vệ Lan Si. Để Lan Si chân long chi khí không đến mức lan tràn ra ngoài, như thế liền có thể bảo đảm Lan Si không bị người khác phát hiện. Phê Y Kê lùa nhãn tình sáng lên, nói ra, đây là ý kiến hay. Đến lúc đó ta và ngươi thay phiên thi pháp, đem Lan Si chân long chi khí bảo vệ. La Quân nói ra, bất quá đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài, chúng ta không có khả năng vĩnh viễn dạng này giữ vững Lan Si. Đến muốn cái đầy đủ biện pháp. Phê Y Kê lùa trầm ngâm nói, cao minh trong chữ vật giới chỉ có thể có không khí lưu động, nhưng bây giờ chúng ta trên tay không có dạng này chữ vật giới chỉ. Hắn đón đến, nói ra, muốn để chữ vật giới chỉ có thể cho phép không khí lưu động, trừ phi là ma pháp tạo nghệ tinh xảo vô song, có thể thiết trí tịnh hóa ma pháp trận. Trước đó, La Quân một đám người mệt mỏi, còn không có cẩn thận suy nghĩ Lan Si vấn đề. Bây giờ Lan Si liền muốn ấp trứng đi ra, bọn họ không thể không đứng trước vấn đề này. La Quân lập tức hỏi Phê Kê Lua, nói ra, vậy ngươi có thể biết, tịnh hóa ma pháp trận như thế nào thiết trí? Phê Kê Lua nói ra, ta biết chúng chú ngữ pháp quyết, bất quá loại trận pháp này nhỏ nhắn phức tạp, liền xem như có chút ma đạo sư đều khó mà thành công. Cho nên, bình thường chữ vật giới chỉ đều thả không sống vật. Mà lại, chúng ta tịnh hóa ma pháp trận muốn càng thêm phức tạp, nhất định phải đem chân long chi khí luyện hóa hết, bài xuất qua tuần hoàn trong không khí là không thể có chân long chi khí. La Quân nói ra, mặc kệ như thế nào, đều phải thử một lần. Hắn nói vừa xong, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bởi vì giới tu di bên trong, long đản bắt đầu sinh ra vết nứt. Không tốt, Lan Si muốn ấp trứng đi ra, La Quân thất sắc nói ra. Phê Y Kê lùa biến sắc, hắn nói với Đa Luân Tư, ngươi cùng Duẫn Nhi tiểu thư nhanh lên chi dậy lều vải đến, sau đó ngươi ra ngoài trông coi, đừng cho ngoại nhân tới gần. Ta muốn thiết trí ma pháp bình chướng, không cho Lan Si chân long chi khí tiết lộ ra ngoài. Đa Luân Tư biết tình thế nghiêm trọng, hắn lập tức gật đầu. Đa Luân Tư cùng Duẫn Nhi cấp tốc đem lều vải chi tốt, về sau, Phê Y Kê Lua cấp tốc thi triển chân hỏa bình chướng. Chân hỏa bình chướng đem phạm vi bên trong sở hữu nguyên tố chi lực rút khô, dạng này liền lại đem Lan Si chân long chi khí vây ở bình chướng bên trong, như thế liền có thể bảo trụ Lan Si chân long chi khí không bị phát hiện. La Quân gặp Phê Y Kê Lua đã dọn xong chân hỏa bình chướng, hắn liền đem long đản từ giới tu di bên trong lấy ra để dưới đất. To lớn long đản trên thân, vỏ trứng vết nứt càng lúc càng lớn. Lúc này, cái kia vỏ trứng hoàn toàn vỡ vụn, sau đó, oa oa thét lên truyền tới. Thanh âm này, mẹ nó không giống như là long, mà giống như là tiểu gà trống a. La Quân nhìn chăm chú hướng giữa sân nhìn lại, hắn trông thấy Lan Si. Ngạch! La Quân nuốt ngụm nước bọt, cái kia Lan Si nhìn, giống như là một đầu không có lông trưởng thành chó, nàng toàn thân ướt sũng, sền sệt. Cả thân thể cuộn tròn rúc vào một chỗ, cũng chính là đầu có chút khác biệt, còn có thuộc về chính nó góc cạnh. Mặt khác nó móng vuốt muốn sắc nhọn một số. Lan Si sau đó thì đưa đầu ra, bốn phía xem chừng lấy. Nó mở to mắt, con mắt hiếu kỳ dò xét cái thế giới này. Mà lại,
nó trên đầu cái kia duy nhất vài sợi tóc vẫn là dán. Ta dựa vào, đây là Long A, tốt mẹ nó xấu A. La Quân tâm lý một mặt căm ghét. Phê Ike Lua cũng nhìn thấy Lan Si, hắn không khỏi cũng là khẽ cười khổ. Hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy chân Long A. Vẫn là mới ra thân thể chân Long. Bên ngoài Đa Luân Tư cùng Duẫn Nhi cũng không nhìn được tiến vào trong lều vải, bọn họ đều hiếu kỳ nhìn về phía Lan Si. Lan Si cũng tò mò nhìn về phía mọi người, sau đó, nó liền đứng lên. Nó đứng thẳng tư thế cùng tiểu cẩu là một dạng một dạng. Sau đó, nó đột nhiên thì nhào về phía Duẫn Nhi, miệng bên trong hô hào mẹ mụ, mụ mụ. Tốt a, quả nhiên là rất nghiêu bức long, vừa ra đời liền sẽ nói lời nói, hội hô mụ mụ. Có thể thực cái này cũng không kỳ quái, một con rồng thai nghén thời gian muốn trên trăm năm. Trăm năm thời gian bên trong, cái này tiểu long tại mẫu thể bên trong có thể học được rất nhiều việc. Duẫn Nhi lập tức liền giật mình, nàng vẫn là Vân Anh chưa gả cô nương a. Cái này tiểu lam tia như thế đánh tới, một bộ muốn tìm mụ mụ ú sữa mẹ bộ dáng, cái này khiến Duẫn Nhi làm sao không kinh hoàng. Có thể Duẫn Nhi cũng không biết nên như thế nào đến cự tuyệt Lan Si nhiệt tình. Lan Si đi vào Duẫn Nhi trước mặt, lập tức đem sền sệt đầu tại Duẫn Nhi trên tay cọ, còn lè lưỡi đến Duẫn Nhi tay, miệng bên trong không ngừng hô hào mụ mụ. Tiểu gia hỏa này, ta dựa vào, thật sự là theo tiểu cậu có thể liều một trận. Duẫn Nhi nhất thời liền bị Lan Si chỗ hòa tan, nàng sờ lấy Lan Si đầu, nói ra, tốt, tiểu lam tia thật ngoan. La Quân cùng Đa Luân Tư ở một bên nhìn buồn cười. Đồng thời, La Quân cảm giác được theo Lan Si xuất thân. Trong không khí quả nhiên xuất hiện nồng đậm chân long chi khí. Lan Si chính là long, nàng phát tán mùi vị, chỗ phun ra khí thể thì là chân long chi khí. Ở chỗ này, cũng không phải là nói chân long chi khí là nghiêu bức dường nào khí tức. Mà chính là, Lan Si cũng là long A, long phun ra khí thì là chân long chi khí. Tỷ như, người phát tán khí tức cũng là nhân khí A. Người tụ tập cùng một chỗ, cũng gọi người khí. Long tụ tập cùng một chỗ. Cái kia chính là chân long chi khí. Chỉ bất quá, long tộc xác thực toàn thân là bảo bối, cái này chân long chi khí phát tán ra, rất có thể liền sẽ bị một số phụ cận lão ma nhóm cảm ứng được. Lão ma nhóm một khi đến, vậy còn không đem cái này không hề có lực hoàn thủ tiểu lam tia chộp tới ăn vào sữa A. Giờ này khắc này, Phê Y Kê luôn đem sở hữu chân long chi khí dùng hỏa nguyên tố luyện hóa. Tuần hoàn tiến đến không khí còn có tuần hoàn ra ngoài không khí đều là đi qua xử lý. Kể từ đó mới có thể cam đoan chân long chi khí không tiết lộ ra ngoài. La Quân hỏi Phê Y Kê Lua, nói ra, còn kiên trì được đến sao? Hắn nhìn ra Phê Y Kê Lua sắc mặt đã không phải là rất tốt. Phê Y Kê Lua hôm nay chỗ tiêu hao tinh thần lực thật sự là quá kịch liệt, từ trợ giúp giáo thần đến chiếm cứ bắt đầu phương vị ma pháp trận, càng về sau thi triển hỏa vũ hồng liên dẫn xuất lão ma nhóm, cho tới bây giờ, hắn đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Phê Y Kê Lua khẽ cười khổ. Nói ra, thật có chút chống đỡ không nổi. La Quân nói ra, vừa vặn, Phê Y Kê Lua, ta đến thiết trí ma pháp bình chướng, ngươi thuận tiện đến nói cho ta biết, như thế nào thiết trí tịnh hóa ma pháp trận. Chúng ta nhất định phải hảo hảo xử lý thích đáng Lan Si. Mà lại, nếu như đem chữ vật giới chỉ tịnh hóa ma pháp trận thiết trí tốt, chúng ta có thể cho Duẫn Nhi cùng Lan Si đều trốn vào trong giới chỉ. Đến tối, chúng ta thả một người trực ban, còn lại người trốn vào trong giới chỉ. Dạng này thì an toàn nhiều. Phê Y Kê Lua cười khổ nói, ý nghĩ này thật không tệ, nhưng là ta vẫn còn muốn nói, tuy nhiên ngươi là thiên túng kỳ tài, nhưng tịnh hóa ma pháp trận thiết trí là phi thường khó. Ma pháp trận này không phải nói cần phải có cao ma pháp thu vì, mà chính là bên trong rất nhiều tinh xảo thiết kế làm cho không người nào có thể qua tham phá. Tịnh hóa ma pháp trận thực chất tác dụng cũng không lớn, cho nên rất nhiều đại thần thông giả căn bản lười nhác làm vật này. Hắn đón đến. Nói ra, thực có lẽ không phải bọn họ lười làm, mà chính là sợ không làm được mất mặt. Đồng thời, đã từng có cái ngũ cấp ma pháp sư thành công thiết trí ra tịnh hóa ma pháp trận. Cho nên trận pháp này thiết trí cùng tu vi cao thâm cũng không có bao nhiêu quan hệ. La Quân mỉm cười, nói ra, để cho ta thử một chút đi. Phê Y Kê Lua gật gật đầu. Sau đó, La Quân liền trước nhẹ nhàng linh hoạt thi triển ra một cái đóng băng bình chướng thuật. Hắn thi triển ra. Nhẹ nhàng cùng cực, trước lấy thủy nguyên tố đem còn lại nguyên tố chi lực chen làm, sau đó lại tại trung ương trận pháp thiết trí ra một cái tuần hoàn tịnh hóa cơ chế. Cũng chính là sử dụng thủy nguyên tố đem chân long chi khí hút vào, sau đó những này thủy nguyên tố chậm rãi bám vào đóng băng bình chướng bên trên. Đồng thời,
ngoại lai không khí tuần hoàn tiến vào. Không khí chẳng khác gì là chỉ có vào chứ không có ra, thở ra qua khí thải cùng chân long chi khí đều bị thủy nguyên tố hấp thu. Những này ẩn chứa chân long chi khí thủy nguyên tố hóa thành hàn băng đóng băng lại, như thế khí thể sẽ không tiết ra ngoài. La Quân trận pháp này thật không phải thường phức tạp, bất quá La Quân hiểu thấu đáo bên trong nguyên lý, cho nên nhìn dễ dàng. Tựa như là một cái tại phê kê lua nhìn rất khó phức tạp phương trình bị La Quân dễ như trở bàn tay giải quyết. Phê kê lua không khỏi líu lưỡi, ánh mắt hắn tỏa sáng, nói ra, có lẽ cái này phức tạp tịnh hóa ma pháp trận, La Quân tiên sinh người thật có thể thiết trí đây. La Quân cười một tiếng, phê kê lua tại thiết trí chân hỏa bình chứng lúc, không dám phân thần. La Quân lúc này lại là thành thạo, hắn đồng thời đưa tay hướng phê kê lua nhất chỉ. Lập tức đem tại phê kê lua trong đầu dấu ấn tinh thần hút ra tới. Phê kê lua nao nao, sau đó trong mắt lóe lên vui mừng. La Quân nói ra, phê kê lua, về sau chúng ta cũng là một cái trong chiến hào huynh đệ. Ngươi nếu là nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ, chúng ta hoan nghênh. Ngươi như muốn ly khai, ta cũng không miễn cưỡng, mình a hết thảy lấy tự do là điều kiện tiên quyết, lấy trí thú hợp nhau vì mục đích. Phê kê lua cười cười, nói ra. La Quân tiên sinh, người cũng là lão hồ ly a. Ta hiện tại trừ theo mọi người ôm thành một đoàn, cái kia còn có khác đường sống sao? La Quân cười ha ha, nói ra, vậy cũng đúng có, người đem chúng ta toàn bộ lặng lẽ xử lý, sau đó mang bọn ta thi thể trở về chỉ giáo thần, đó là một cái công lớn. Phê Kê lua sắc mặt nhất thời cổ quái, hắn nói ra, lặp đi lặp lại, loại tiểu nhân này hành động, ta sao lại làm? La Quân cười một tiếng, nói. Bất quá là chỉ đùa một chút, Phê Kê Lua, ngươi chớ để ý. Phê Kê Lua thở phào, nói ra, cái này trò đùa có thể không tốt đẹp gì cười. Bất quá La Quân lời nói này cũng làm cho Đa Luân Tư có chút không rét mà run. Hắn lúc đầu cũng cảm thấy cho Phê Kê Lua giải trừ dấu ấn tinh thần thật là tốt. Nhưng La Quân cái này tư duy a, thật sự là chuyển quá nhanh, lập tức liền có thể thay Phê Kê Lua muốn ra dạng này độc kế. La Quân vỗ xuống Đa Luân Tư bả vai, nói ra, ha ha, ngươi sợ cái gì? Nếu như ta thật đối Phê Kê Lua tiên sinh không yên lòng, ta cũng sẽ không nói ra câu nói này, càng sẽ không giải khai dấu ấn tinh thần. Ta là cảm thấy, chúng ta cùng một chỗ kinh lịch lần này sinh tử, cái kia chính là sinh tử huynh đệ. Huynh đệ sinh tử ở giữa, liền muốn cởi mở, không có chút nào khúc mắc. Phê Kê Lua hơi hơi cảm động, hắn cũng có chút kích động, nói ra, tốt, tốt, tốt. Ta Phê Kê Lua sống gần nửa đời, đến bây giờ mới có loại tránh thức còn sống cảm giác, ta cũng có huynh đệ. Hắn lời nói này tuyệt đối là phát ra từ phế phủ. Đa Luân Tư cũng liền tránh thức thở phào, hắn nói với Phê Kê Lua, ngượng ngùng, Phê Kê Lua đại ca, ta đem ngươi cho hiểu sai. Phê Kê Lua khoát khoát tay, nói ra, không có việc gì, ta hội dùng hành động để chứng minh, các ngươi đều không có tín nhiệm sai ta. Xuân Nhi ở một bên lại là ngọt ngọt ngào. Nàng cũng là ái La Quân dạng này nhân cách mị lực. Có thể cho người bên cạnh cam nguyện vì hắn đi chết. Bất quá Duẫn Nhi hiện tại cũng rất phiền não, cái kia chính là Tiểu Lam Tia lại muốn tìm nàng cho ú sữa. Duẫn Nhi liên tục tránh né, Lan Si nhiều lần không thể được xính, sau cùng nước mắt rưng rưng đứng lên. Cái này có thể lại để cho Duẫn Nhi đau lòng hỏng, rơi vào đường cùng chỉ có đem ngón tay phóng tới Lan Si miệng bên trong. Lan Si lúc này mới khoái lạc hút lấy. Bất quá điều này hiển nhiên là chỉ ngọn không chỉ gốc biện pháp, nhưng thì trước mắt mà nói, mọi người cũng không có sữa có thể cho Lan Si đến chắc bụng. Nhưng mà, dưới mắt khẩn yếu nhất vẫn là thiết trí tịnh hóa ma pháp trận, như thế mới có thể bảo chứng Lan Si chân long chi khí không bị tiết lộ. Phê Kê Lua ngay sau đó bắt đầu cùng La Quân giảng giải tịnh hóa ma pháp trận thiết trí. Cái này tịnh hóa ma pháp trận, nói như thế nào đây? Thiết trí đứng lên tựa như là tại đánh tạo một khung máy bay phức tạp như vậy. Bàn điều khiển công năng, động cơ công năng chờ chút. Đương nhiên, cũng không phải là nói bên trong thật muốn động cơ cùng bàn điều khiển. Chỉ nói là, thật có phức tạp như vậy. Cái này bên trong thiết trí tiểu ma pháp trận đạt tới 108 cái. Rất nhiều tiểu ma pháp trận tạo thành một cái đại ma pháp trận. Mà lại, muốn lẫn nhau ở giữa như máy xay gió xoay tròn, không đến mức để sụp đổ. Tựa như là tinh vi bánh răng, một vòng chụp một vòng, hơi không cẩn thận. Toàn bộ đại ma pháp trận đều sẽ đổ sụp. Cái này là khó khăn nhất một điểm. La Quân tại 2 giờ về sau, hoàn toàn giải tịnh hóa ma pháp trận thiết trí phương pháp. Hắn nói với Phê Kê Lua, người bây giờ nghỉ ngơi đến thế nào?
Phê Y Kê Lua gật gật đầu, nói ra, ta có thể tới trèo chống bình chướng. La Quân nói ra, vậy thì tốt, ta đến thiết trí tịnh hóa ma pháp trận. Ngươi đến trèo chống bình chướng. Xuân Nhi làm theo nói với Đa Luân Tư đại ca, ngươi làm điểm sữa dê đi ra, dùng hỏa phù làm nóng một chút, Lan Si đói. Đa Luân Tư gật gật đầu. Phê Y Kê Lua nói ra, tốt, không có vấn đề. Bất quá chúng ta dưới mắt còn có cái hạch tâm vấn đề, đó chính là ngươi đến có một khỏa ma pháp tinh thạch đến trèo chống ma pháp trận chuyển động A. La Quân vỗ vỗ đầu, nói ra, ta dựa vào, kém chút quên cái này. Hắn đứng lên, nói ra, vậy thì tốt, ta qua tìm ma pháp tinh thạch, các ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Phê Y Kê Lua gật đầu, nói ra, được, bất quá ngươi cần tại trong vòng 3 canh giờ trở về, thời gian dài, ta khó mà. La Quân gật đầu. Đa Luân Tư tự nhiên là không thể đi, hắn còn cần bảo hộ mọi người. La Quân tâm lý còn có rất sâu lo lắng, hắn sợ những lão ma đó vô pháp ngăn cản giáo thần. Vạn nhất giáo thần còn tại thiên lăng bên trong, đó cũng là rất nguy hiểm sự tình. Cho nên, hắn cũng muốn qua thiên lăng thành xem rõ ngọn ngành. Ngay sau đó, hết thảy thương lượng định về sau, La Quân thì nhanh như điện chớp rời đi thiên tuyệt lĩnh. Lúc này, sắc trời đã tối, trên trời có một vòng lãnh nguyệt. La Quân thì triển ra xúc địa thành thốn ma pháp, tinh thần lực của hắn vẫn là rất lợi hại sung túc. Lúc này, La Quân không có Duẫn Nhi các nàng gánh vác, tốc độ của hắn vẫn là rất nhanh. Sau một tiếng, La Quân liền đạt tới Thiên Lăng Thành. Ban đêm Thiên Lăng Thành là đèn đuốc sáng trưng, La Quân thân ở bên trong có loại thời không thác loạn hoảng hốt cảm giác. Nơi này đèn đuốc toàn bộ đều là đến từ hỏa phù, còn có hỏa nguyên tố thiết trí ma pháp trận. Nhưng cái này cũng thắp sáng toàn bộ Thiên Lăng Thành. Một đi ngang qua, bên đường thương gia san sát nối tiếp nhau. Ở trên trời Lăng Thành có cái bất thành văn quy định, cái kia chính là thương hộ nhóm đều là người bình thường, không có ma pháp, cũng không phải cao thủ. Nhưng là thương nhân nhóm ở trên trời Lăng Thành, thậm chí là toàn bộ Thiên Lăng đều thụ nhất tôn trọng. Cũng không ai dám đi đoạt thương hộ nhóm đồ, vật. Nếu có người đoạt thương hộ tiền, như vậy thì sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Người người giết mà chu diệt đồ vô sỉ. Đây là bởi vì thiên lăng bên trong không có pháp chế, nhưng là lão ma nhóm, còn có những ác ôn đó nhóm đều phải mặc quần áo ăn cơm a. Các ngươi muốn là từng cái đến đoạt, cái kia còn có quỷ thương nhân nguyện ý đến làm ăn a. Không đoạt thương nhân, tôn trọng thương nhân, đây là thiên lăng chung nhận thức cùng quy định. Cũng chính bởi vì có dạng này quy định, như thế mới cam đoan thiên lăng thành phồn hoa. Ác ôn nhóm. Lão ma nhóm mua đồ đưa tiền đó còn là rất hào phóng. Bất quá, nếu như ngươi là cao thủ, là ma pháp sư, ngươi đi thương hộ bên trong mua đồ. Chỉ cần ngươi ra thương hộ cửa hàng, cái kia người khác liền có thể từ trên tay ngươi đoạt á. Không có bản sự, cái kia chính là sống được so chó cũng không bằng. Có ác ôn nhóm rơi vào đường cùng, đều qua cho các thương nhân làm thuê. Biết võ kỹ cùng biết ma pháp người, là không thể mở tiệm. Đây cũng là Thiên Lăng Thành quy củ. Ở trên trời Lăng Thành bên trong, còn có cái thương nhân bảo hộ hiệp hội. Cái này thương nhân bảo hộ hiệp hội chính là Thiên Lăng bên trong, lợi hại nhất một vị lão ma tổ chức thành lập. Vị này lão ma đã lâu không xuất thế, nhưng là bởi vì trăm năm trước, hắn những này quy định cam đoan Thiên Lăng Thành phồn hoa. Bây giờ, thương nhân bảo hộ hiệp hội một mực nỗ lực hộ vệ lấy các thương nhân quyền lợi cùng tôn nghiêm. Vị này lợi hại lão ma gọi là Thiên Lăng Lão Tổ. Thiên Lăng Lão Tổ bây giờ chỉ ở trong truyền thuyết, lại không ở trên trời lăng xuất hiện. Lại nói lúc này, La Quân đi vào Thiên Lăng Thành trên đường cái, hắn nhìn thấy trong cửa hàng có bán y phục, có bán ngọc thạch, có bán hoa quả khô, còn có lương khô chờ chút. Mà lại, trong này, ma pháp tinh thạch là công khai bán. Phải biết, ở trên trời nguyên trong đế quốc, ma pháp tinh thạch là tuyệt đối hàng cấm. Người bình thường căn bản không thể nắm giữ. La Quân là tìm Đa Luân Tư cầm sở hữu tiền vàng, hết thảy còn có 9,500 tiền vàng. Hắn cũng không nghĩ nhiều, nhìn thấy một gian chuyên môn bán ma pháp tinh thạch cửa hàng. Ngay sau đó thì đi vào. Lão bản kia là cái trung niên nam tử, bà chủ cũng tại, còn có cái xinh đẹp tiểu nữ nhi. Nhìn, trung niên nam tử là chuẩn bị đóng cửa, bất quá hắn nhìn thấy có khách người tiến đến, vẫn là nhiệt tình chiêu đãi đứng lên. Khách nhân là muốn mua ma pháp tinh thạch sao? Lão bản nhiệt tình chào mời. La Quân gật gật đầu, hắn cười một tiếng, nói ra, phiền phức ngài giúp ta giới thiệu một chút. Lão bản nói ra, tốt, ngài đến xem chúng ta ma pháp này tinh thạch.
Từ ngũ đẳng phẩm đến nhất đẳng phẩm chúng ta nơi này đều có, thì nhìn ngài muốn cái kia giá vị. La Quân nhìn thật kỹ, hắn trước hết nhất thấy là ngũ đẳng phẩm. Ta giọt cái lão thiên, cái này ngũ đẳng phẩm là cái chơi đồ chơi, thô giáp đến không đành lòng tận mắt chứng kiến a. La Quân nhìn đều không hứng thú nhìn. Tứ đẳng phẩm hơi đỡ một ít, tam đẳng phẩm cũng là để La Quân không hài lòng. Thì cái kia nhị đẳng phẩm, La Quân cũng là không để vào mắt. Sau cùng nhất đẳng phẩm, cái kia tinh thạch mặt ngoài mới hiện ra trong suốt sáng long lanh tới. Liền lấy cái này lam sắc tinh thạch cho ta xem một chút. La Quân nói ra. Lúc này, bà chủ mang tiểu nữ hài vào bên trong phòng. Lão bản làm theo cười cầm lam tinh thạch, đồng thời nói với La Quân, khách nhân thật sự là tốt ánh mắt, đây là lam linh tinh thạch, độ tinh khiết đạt tới 70% đây. Mới 70, La Quân nói ra, ta trước kia có hai khỏa tinh thạch, đều là 100% độ tinh khiết a. Lão bản nao nao, nói ra, vậy cũng không đến, khách nhân ngài nói đây chính là cực phẩm tinh toàn a. Ngài có thể cho ta xem một chút, mở mang tầm mắt a. La Quân trong lòng nhất thời có cái phổ, hắn cười ha hả, nói ra, ta nói lúc trước có a, hiện tại ta nếu có, vậy liền không đến ngươi nơi này tới. Lão bản nhất thời thay La Quân cảm thấy vô cùng đáng tiếc, nói, làm sao lại không có. Một khỏa bị ta khi, còn có một khỏa bị ta ném. La Quân nói ra, ném, lão bản kém chút muốn đấm ngực dậm chân, sau đó, hắn nói ra, ngài tại sao muốn ném đâu. La Quân nói ra, cái này không nói cũng được, ngài cái này lam tinh bán thế nào a? Lão bản lại là chấp nhất hỏi, vậy ngài cái kia tinh thạch khi bao nhiêu tiền a? 1 vạn tiền vàng a, La Quân nói ra. Lão bản kém chút hôn mê, nói ra, đây chính là giá trị chỉ ít 3 vạn tiền vàng trở lên, vẫn là có tiền mà không mua được đồ tốt a. La Quân lại là không thể không biết đáng tiếc, hắn nói ra, dù sao đã không có. Lão bản, ngươi ra giá đi. 2 vạn 5, lão bản lập tức nói. Ta qua, La Quân bị kinh ngạc, nói ra, lão bản ngươi ăn cướp a. Lão bản nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, khách nhân, ta cái này nói với ngài là người trong nghề a. Ngài có thể đi xem hắn một chút cửa hàng, bọn họ nếu là so ta bán được thấp, vậy ta đây thì miễn phí tặng không cho ngài. La Quân nhất thời cảm thấy khó xử, hắn nói ra, lão bản a, ngươi cũng biết, ta liền cực phẩm tinh toàn cũng làm. Hiện trên tay thì 9,500 kim tệ, ngươi nhìn có thể hay không cho ta dàn xếp một chút. Về sau ta nghĩ biện pháp trả lại cho ngươi, ta hiện tại là thật có việc gấp. Lão bản lập tức liền thu lam tinh, hắn xuất ra cái kia ngũ đẳng phẩm đến, nói ra, cái này chỉ cần 8.000 kim tệ. Hắn đón đến, thật có lỗi cười một tiếng, nói ra, ngượng ngùng, bản điếm từ trước tới giờ không thiếu nợ. La Quân cái này đau đầu a, hắn nhìn cái kia ngũ đẳng phẩm, nói ra, cái đồ chơi này còn muốn 8.000 kim tệ. Lão bản nói ra, đều người nào được giá a. La Quân thở dài, nói ra, tính toán, ta lại đến nơi khác đi xem một chút. Hắn quay người liền chuẩn bị đi. Lão bản kia cũng không giữ lại. Bất quá La Quân đi mấy bước lại quay lại đến, thần thần bí bí hướng lão bản nói, lão bản, người nghe nói à, ngày hôm nay giống như chúng ta Thiên Lăng Thành ra một cọc chuyện lớn a. Lão bản ngực bên trong lập tức bát quái hỏa diễm thiêu đốt, hắn nói ra, người nói là mấy cái đại lão ma hợp lực chiến giáo thần sự tình a. La Quân muốn đánh nghe chính là cái này, hắn gật gật đầu, nói ra, đúng a. Người cũng nghe nói a. Lão bản nói ra, việc này sớm truyền khắp, ta cái kia có thể chưa nghe nói qua a. La Quân nói ra, cái kia về sau đến thế nào? Ta lúc ấy vội vàng có việc, cũng là trông thấy mấy cái đại lão ma bình thường nghiêu khí hống hống, nhưng là cái kia giáo thần đến, bọn họ hoàn toàn không có sức hoàn thủ a. Lão bản nói ra, này, đó cũng không phải là. Ta trước kia cảm thấy cái kia Huyền Hoàng Thiên Tôn cùng Thiên Sơn lão quái đều là cái nhân vật. Còn có bên kia thành tam ma, từng cái hoành hành đánh thẳng. Nhưng là... Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lão bản nói thần thái phi dương, hắn tiếp tục nói, nhưng là bọn họ cái này một nhóm người, một nhóm lớn lão gia môn gặp gỡ giáo thần. Ai nha, ta nghe nói giáo thần thế nhưng là cái nũng nịu mỹ nhân nhi, tiểu cô nương a. Bọn họ pháp bảo gì tuyệt chiêu đều sử dụng bên trên. Ngọc Như Ý, điểm kim bút, kim giao lệnh, thông thiên xích, từng cái cũng là phi phàm pháp bảo. Bọn họ toàn bộ cùng tiến lên, kết quả giáo thần cũng là tay không ứng đối, như cũ đem bọn hắn giết đến người ngã ngựa đổ. Ta nghe nói a, những pháp bảo kia đều bị giáo thần hủy,
mà lại Thiên Sơn lão quái cũng bị giáo thần tại chỗ giết. Biên thành tam ma cũng chết một cái, trọng thương một cái. Sau cùng nếu không phải ám hắc đại đế đến đây, những này lão ma từng cái đều phải chết a. Ám hắc đại đế, La Quân bị kinh ngạc, hiển nhiên, hắn không biết cái gì ám hắc đại đế a. Lão bản kỳ quái nói, ngươi liền ám hắc đại đế cũng không biết. La Quân thoảng qua xấu hổ, nói ra, thực không dám giấu giếm, ta là đào mệnh chạy trốn tới Thiên Lăng đến, đối với nơi này hết thảy cũng không lớn quen thuộc a. Lão bản liền cũng liền thoải mái, hắn cũng không có cảm thấy nhiều kỳ quái. Thiên Lăng nơi này, đó là cái gì kỳ quái người đều có thể nhìn thấy. Lão bản nói ra, ám hắc đại đế cũng là tu luyện hắc ám ma pháp một vị tuyệt đỉnh cao thủ. Hắn tại chúng ta Thiên Lăng là tiếng tăm lừng lẫy. Mà lại, ám hắc đại đế còn có một cái tiên khí cấp bậc pháp bảo, gọi là Thái Dương Thần Châm. Lần này, ám hắc đại đế xuất thủ cũng không đang dạy thần thủ bên trên chiếm được chỗ tốt. Nghe nói ám hắc đại đế cũng bị giáo thần gây thương tích. Cái kia sau đó thì sao? La Quân liền vội hỏi. Lão bản nói ra, giáo thần cũng bị ám hắc đại đế Thái Dương Thần Châm gây thương tích, sau cùng giáo thần bất đắc dĩ rời đi Thiên Lăng. Đại khái là giáo thần sợ hãi sẽ có càng nhiều lão ma tụ tập mà đến đây đi. La Quân hơi hơi thở phào, xác định giáo thần đã rời đi. Vậy bọn hắn tại ngày này lăng bên trong thì an toàn rất nhiều. La Quân lập tức nói, ám hắc đại đế thế mà có thể thương tổn được giáo thần, xem ra cái này ám hắc đại đế quả nhiên là không tầm thường a. Lão bản nói ra, ám hắc đại đế chính là tinh thông hắc ám ma pháp đệ nhất nhân, tự nhiên là không tầm thường. Bất quá, hắn cũng là thừa dịp sư lão ma đồng thời xuất động, chiếm cái tiện nghi, như thế mới miễn cưỡng thương tổn giáo thần. Mà lại, ám hắc đại đế sở thụ thương tổn càng nặng. Còn có, giáo thần lần này căn bản là không có xuất động pháp bảo, nếu là nàng xuất động nàng pháp bảo Nguyên Thủy Thánh Điển, ám hắc đại đế căn bản là không có cơ hội thương tổn nàng. La Quân nói ra, Nguyên Thủy Thánh Điển, đã giáo thần cũng có pháp bảo, nàng pháp bảo chắc hẳn bất phàm, cái kia giáo thần vì cái gì không sử dụng pháp bảo. Lão bản nói ra, khách nhân ngài là thật ngốc a. Nghe nói lần này giáo thần đi vào Thiên Lăng là vì truy sát mấy tên phản nghịch. Xa như vậy ở trên trời Nguyên Đế nước thần giáo bên trong, đã điều đại bộ phận tinh anh đến đây. Mà lại, Thiên Nguyên Đế quốc bên trong, thần giáo cùng hoàng thất đã có rất lớn hiềm khích. Giáo thần khẳng định là muốn đem Nguyên Thủy buổi lễ long trọng lưu cho thủ tịch trưởng lão đến trưởng khống toàn trường. Tại lúc khi tối hậu trọng yếu, giáo thần có thể dựa vào Nguyên Thủy Thánh Điển trong nháy mắt trở lại thần giáo bên trong. Cho nên, giáo thần căn bản liền không có mang Nguyên Thủy Thánh Điển tới a. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, hắn nói với lão bản tiếng cảm ơn, về sau liền rời đi cửa hàng. Đường đi vẫn là như thế sáng ngời, bất quá có thật nhiều cửa hàng đã bắt đầu đang lục tục đóng cửa. La Quân liền cũng đã biết, trên tay mình chút tiền ấy rất khó mua được tốt nhất tinh thạch. Hắn ngẫm lại, quyết định trước cho Lan Si mua chút sữa bò, bánh ngọt loại hình đồ, vật. Cái này cũng rất dễ bán, chuyển cái sừng, La Quân thì mua xong thức ăn. Nhưng lúc này, hắn lại muốn vì đến đó lấy tới tinh thạch mà làm khó. Xem ra, lúc này không có tiền cũng chỉ có hai con đường có thể chọn. Một là trực tiếp tìm người cướp bóc tinh thạch, hai là cướp bóc tiền tài, sau đó lại đi mua tinh thạch. Vô luận như thế nào là trốn không thoát một cái đoạt chữ. La Quân đời này làm qua không ít chuyện hoang đường, thật đúng là không có đường đường chính chính cướp bóc hơn người a. Hắn tại đầu đường lắc lư, nhìn lấy bốn phía người đến người đi, bắt đầu tìm kiếm lấy ra tay đối tượng. Tuy nhiên tâm lý có cái khảm, nhưng cũng không có càng dễ làm hơn phương pháp a. La Quân ngược lại không nghĩ tới muốn đi đoạt cửa hàng, bởi vì Phê Kê Lua đã nghiêm trọng đã thông báo, tuyệt đối không thể đoạt cửa hàng, không thể đánh cướp thương nhân. Bất quá đúng lúc này, cũng không biết là La Quân quá không may còn là La Quân may mắn. Phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, cũng là tiểu tử kia. Đừng để hắn chạy. La Quân ngẩng đầu nhìn lại, hắn nhìn ngay lập tức gặp một người quen. Người kia cũng là biên thành tam ma bên trong một cái, gọi là Kim Kiệt Thánh. La Quân trước đó liền hảo hảo quan sát mấy cái này lão ma, cho nên cũng liếc một chút thì nhận ra Kim Kiệt Thánh. Hắn không nghĩ tới là, gia hỏa này thế mà cũng đem chính mình nhận ra. Kim Kiệt Thánh là biên thành tam ma bên trong lão yêu, đại ca hắn chết, nhị ca trọng thương, mà hắn pháp bảo Kim Giao khiến cũng bị giáo thần chỗ hủy. Gia hỏa này hiện tại là ruột đều hủy xanh, không có việc gì qua trêu chọc cái kia bà nương làm chơi đâu. Kim Kiệt Thánh lúc này đi ra, tự nhiên là muốn vì bị thương nặng nhị ca đến tìm kiếm một mực rất thiếu dược tài.
hắn điều này gấp phát hỏa thời điểm, đột nhiên liền thấy tại đầu đường loạn lắc La Quân. Hắn đối La Quân ấn tượng quá sâu sắc, hắn cũng không ngốc, bây giờ thấy La Quân, lập tức liền minh bạch chính mình đám người này đều là bị La Quân cho sử dụng. Nguyên lai người căn bản cũng không phải là thần giáo người. Kim Kiệt Thánh trong nháy mắt ngăn lại La Quân đường đi, nói, Lena hoi à cái kia tiện nữ nhân muốn bắt cũng là người đúng hay không? Kim Kiệt Thánh cái này là muốn rách cả mí mắt, nhìn hằm hằm La Quân. La Quân xấu hổ cười một tiếng, hắn giả câm vờ điếc nói ra, ai nha, ta không biết ngươi đang nói cái gì nha. Ngươi nói chuyện ta một câu đều nghe không hiểu à, ta còn có việc, đi trước. Hắn quay người liền muốn chạy, dù sao vẫn là có chút tâm hỏng. Tuy nhiên lão ma nhóm đều không phải là người tốt lành gì, nhưng cũng là theo La Quân không oán không cừu. Những người này nói thật là bị La Quân hố không nhẹ. Muốn chạy, Kim Kiệt Thánh đại giận, chỗ của hắn chịu buông tha La Quân. Gấp trong lúc cấp bách, Kim Kiệt Thánh chiều La Quân nhất chỉ. Trong nháy mắt, một đạo thanh quang hiện lên. Lại là Kim Kiệt Thánh lại nhất pháp bảo bối, chính là Linh Lung Tác. Cái này Linh Lung Tác là rút ra thiên tàm ti, lại dùng hết nguyên tố tinh phách thối luyện. Chất liệu cứng cỏi vô cùng, có thể tự hành ngưng tụ quang nguyên tố, phát ra nóng rực năng lượng. Linh Lung Tác nhanh như thiểm điện, một khi đem người trói lại, vậy liền hội càng bó càng chặt. Người càng dãy giụa thì càng đau đớn, thậm chí là có thể sinh ra lết một dạng lực cắt nói. La Quân lập tức liền cảm giác Linh Lung Tác tập sát mà đến, lại là muốn đem hắn cuốn lấy. Hắn lập tức cảm nhận được Linh Lung Tác lợi hại. Tại cái này một cái chớp mắt, La Quân phản ứng cực nhanh, hắn trực tiếp hai tay đều xuất hiện, đem Linh Lung Tác bắt trên tay. Linh Lung Tác giống như một đầu lực đạo cự đại linh xà, không ngừng dãy giụa, đồng thời phát ra nóng hổi năng lượng tới. La Quân cảm giác được trong tay kỳ nóng vô cùng, lại có chút không cầm nổi. Bất quá bây giờ, La Quân cũng không phải trước kia gà mờ, hắn dứt khoát hai tay vận kình, mãnh liệt một vụ nổ kéo một cái. Hình xoắn ốc lực đạo bắn ra cuồng mãnh điện lưu, tiếp lấy La Quân lại xoắn một phát. Băng một tiếng. Cái này Linh Lung Tác thế mà liền bị La Quân băng đến đứt thành từng khúc, trở thành vật vô dụng. Cái này một cái chớp mắt, Kim Kiệt Thánh cũng là nhìn ngốc. Ta dựa vào gia hỏa này mạnh như vậy à? Nói đùa, La Quân hiện tại ma pháp tu vi khả năng còn không ra thế nào, nhưng là vũ kỹ tu vi, vậy tuyệt đối có thể tại mê thất đại lục bên trên xưng vương xưng bá à? Cái kia Kim Kiệt Thánh gặp Linh Lung Tác bị hủy, hắn cũng nghiêm túc, lập tức lại lần nữa thi triển ma pháp. Hắn là quang hệ ma pháp sư, cấp tốc hai tay kết pháp ấn, lại là một chiêu thần diễm huyền quang chém. Cái kia quang nguyên tố tại Kim Kiệt Thánh khống chế dưới, cấp tốc hình thành bốn cỗ sâu chuỗi lưỡi hái tử thần kim quang lóng lánh. Huyền quang như lưỡi đao mãnh liệt, tứ phía đều là vô cùng sắc bén. Đồng thời, huyền quang mãnh liệt xoay tròn, như long quyển phong một dạng, cấp tốc có thể đem phương viên trong phạm vi 10 thước đồ, vật quét thành phấn vụn. La Quân nhất thời ý thức được Kim Kiệt Thánh một chiêu này lợi hại, hắn không chút suy nghĩ, lập tức một chỉ điểm ra, thi triển ra đóng băng thuật. Từ La Quân ngón tay phía trước cấp tốc ngưng tụ ra một đạo thô đại hàn băng trụ, tiếp theo, La Quân đem hàn băng trụ điểm tiến thần diễm huyền quang chạm bên trong. Băng 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 băng, mảnh vụn bay tứ tung, sắc bén thần diễm huyền quang chạm trực tiếp bị hàn băng trụ xoắn đến phân mảnh, đương nhiên, La Quân hàn băng trụ cũng bị hủy. La Quân chiêu này hóa giải chi thuật tính toán là phi thường lợi hại. Hắn hàn băng trụ là rất lợi hại thô thiển ma pháp, mà Kim Kiệt Thánh thần diễm huyền quang chém mất cao minh vô cùng. Nhưng loại tình huống này tựa như là tại động cơ bên trong ném vào một cọng cỏ, sau cùng động cơ tự thiêu. Nguyên lý chính là cái này nguyên lý. La Quân trong nháy mắt phá giải thần diễm huyền quang chạm, tiếp lấy lại hướng Kim Kiệt Thánh nhất chỉ. Lập tức liền là liệt hỏa thần kiếm phát bắn xuyên qua. La Quân phát chiêu toàn bộ là thuấn phát, đối phó dậy Kim Kiệt Thánh loại này thân thể lực lượng yếu đuối ma pháp sư, đó là nhất sát một cái chuẩn. Đương nhiên Kim Kiệt Thánh cũng không phải ăn chay. Hắn lập tức vung tay lên, phát ra một đạo quang hệ ma pháp tường ngăn trở La Quân liệt hỏa thần kiếm. Phá, La Quân đột nhiên tiến lên, lấy thân thể làm hòn đá tảng, lão hùng tràng thụ trực tiếp đem ma pháp tường đụng nát. Sau đó, La Quân liền đến Kim Kiệt Thánh trước mặt. Răng rắc, La Quân không lưu tình chút nào nắm Kim Kiệt Thánh vị trí hiểm yếu, trực tiếp vận kình đem vị trí hiểm yếu bóp nát. Như là đã đến nước này, đó còn là thì giết đi. Đây chính là La Quân trong lòng nghĩ phương pháp, dù sao cửu oán đã kết xuống, cái kia còn có cái gì dễ nói. Kim Kiệt Thánh trực tiếp bị La Quân giết.
Chung quanh còn có thật nhiều vây xem người, nhưng không ai đối một màn này cảm thấy rất ngạc nhiên, tất cả mọi người rất lợi hại hờ hững. Loại chuyện này ở trên trời Lăng Thành bên trong thật sự là chuyện rất thường xảy ra. La Quân muốn đến nghĩ, liền tại Kim Kiệt Thánh thân bên trên tìm kiếm. Hắn rất nhanh liền gỡ xuống Kim Kiệt Thánh chữ vật giới chỉ. Sau đó, La Quân cũng không kịp kiểm tra chữ vật giới chỉ liền chuẩn bị rời đi. Dù sao loại này giết người về sau, còn bị người vây quanh cảm giác không tốt lắm à. La Quân đang định rời đi, cái kia hậu phương bỗng nhiên truyền tới một thanh âm. Các hạ giết người về sau, liền định lúc này rời đi sao? Cái thanh âm này lạnh lẽo vô cùng. La Quân quay đầu liền trông thấy người đến, chính là Huyền Hoàng Thiên Tôn. Cái này Huyền Hoàng Thiên Tôn năng lực cũng không phải Kim Kiệt Thánh có thể so sánh. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, giết người không đi, chẳng lẽ còn định cho hắn đền mạng hay sao? Huyền Hoàng Thiên Tôn sắc mặt băng hàn, hắn nói ra, biên thành Tam Ma tuy nhiên không tính là bằng hữu ta, nhưng lần này, ngươi lại là đem chúng ta mấy người toàn bộ sử dụng một trận. Hôm nay, ta như không giết ngươi, khó tiết mối hận trong lòng ta. La Quân liền cũng không nói nhảm nữa, nói ra, đã như vậy, vậy ngươi thì ra tay đi. Khá lắm cuồng vọng tiểu hậu sinh, đại khái ngươi cho rằng ta là Kim Kiệt Thánh mặt hàng này có thể so sánh với. Huyền Hoàng Thiên Tôn nói ra, nơi này rất nhiều không tiện, ngươi nhưng có gan đi theo ta. La Quân bốn phía dò xét liếc một chút, liền cũng biết ở chỗ này phô trương quá mức. Tâm hắn dưới thầm nghĩ, chuyện hôm nay đã vô pháp thiệt. Còn không bằng đi cùng đem sự tình giải quyết. Ngay sau đó, hắn liền rất là lưu manh nói ra, tốt, ngươi dẫn đường. Huyền Hoàng Thiên Tôn xoay người rời đi, tốc độ của hắn rất nhanh, lại là đạp mạnh chân, lăng không đứng vững, hướng phía bầu trời đi đến. Huyền Hoàng Thiên Tôn chính là quan hệ cùng thủy hệ song hệ ma pháp sư, hắn cái này đi lên thiên không, chính là đem thủy nguyên tố trên không trung tụ tập thành đá đặt chân, tiếp lấy lại lấy quang nguyên tố vì nâng lên khí, như thế thực hiện lăng không đứng vững điều kiện. La Quân không khỏi có chút mắt trợn tròn, chỗ của hắn hội lăng không đứng vững cao như vậy sâu ma pháp a. Huống chi, hắn coi như hội ma pháp này, cái kia cũng sẽ không thi triển. Chính mình cường hạng không phải ma pháp, mà chính là võ đạo tu vi. Muốn là bỏ qua võ đạo tu vi, chạy đến không trung, đây không phải là tìm tai vạ sao. Cho nên, La Quân thì đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Huyền Hoàng Thiên Tôn đi ra một đoạn, quay đầu trông thấy La Quân không đi. Hắn lập tức trở về thân thể đối mặt La Quân, cả giận nói, là sao không theo tới. La Quân nhún nhún vai, buông buông tay, bất đắc dĩ nói ra, ta không biết bay. Cái này lời vừa nói ra, nhất thời gây bốn phía ầm vang cười to. Bởi vì cái này tràng cảnh quả thực là có vẻ hơi buồn cười. Huyền Hoàng Thiên Tôn cũng chỉ im lặng, hắn rơi vào đường cùng, chỉ có rơi xuống đất mà đi. Huyền Hoàng Thiên Tôn triển khai xúc địa thành thốn pháp thuật, nhanh chóng thì đi ra ngoài. La Quân lần này vẫn là trung thực theo sau. Hai người rất nhanh liền rời đi phồn hoa đường đi. La Quân tâm lý rất rõ ràng, Phê Y Kê lua trèo trống không thời gian quá dài, chính mình nhất định phải nhanh mua xong tinh thạch chạy trở về. Hắn chả có một cái khác tầng mục đích, cái này Kim Kiệt Thánh trong chữ vật giới chỉ hẳn là có không ít tài vật, như vậy cái này Huyền Hoàng Thiên Tôn bảo bối khẳng định càng nhiều. Đã Huyền Hoàng Thiên Tôn trả thù đến cửa, vậy mình cũng không có cái gì hiếu khách khí. Hắn thật không có nhiều e ngại Huyền Hoàng Thiên Tôn. La Quân đối với mình võ đạo tu vi rất lợi hại tự tin, hắn tin tưởng lấy chính mình võ đạo tu vi tăng thêm ma pháp tu vi, đó còn là có rất mạnh trấn nhiếp lực. Đương nhiên, La Quân biết mình muốn là chống lại giáo thần, cái kia là tuyệt đối không đùa. Có thể càng làm cho La Quân có lòng tin là, hắn biết Huyền Hoàng Thiên Tôn đã không có pháp bảo điểm kim bút. Điểm này cây bút vàng là bị giáo thần hủy đi. Ra Thiên Lăng Thành, La Quân cùng Huyền Hoàng Thiên Tôn đi vào một chỗ bên cạnh hồ một bên. Cái kia hồ nước bốn phía cây liễu thành ấm, bất quá nơi này đen kịt một màu, ven đường cũng không có người đi đường. Gió bắc gào thét mà đến, rất là lạnh lẽo. Huyền Hoàng Thiên Tôn cùng La Quân đứng đối mặt nhau. Huyền Hoàng Thiên Tôn vốn là nghĩ đến hồ Trung ương cùng La Quân đến một trận đại chiến, như thế so sánh phù hợp hắn cao người thân phận. Bất quá lập tức, Huyền Hoàng Thiên Tôn cảm thấy gia hỏa này khả năng cũng đi không, thế là hắn từ bỏ ý nghĩ này. Huyền Hoàng Thiên Tôn tự nhiên cũng là nhìn ra La Quân là võ đạo tu vi cao thủ, hắn cùng La Quân không nói thêm nữa, đột nhiên thì xuất thủ. Xuất thủ không có dấu hiệu nào, chỉ gặp trong tay hắn xuất hiện một hạt màu đen hạt giống. Tiếp theo, Huyền Hoàng Thiên Tôn lại đưa tay chỉ cắt vỡ một đường vết rách,
đem máu tươi điểm tại màu đen hạt giống phía trên. Sau đó, màu đen hạt giống bên trên tách ra lóa mắt kim sắc quang mang tới. La Quân lập tức cảm nhận được khí tức nguy hiểm, liền biết không có thể để cái này Huyền Hoàng Thiên Tôn đem pháp thuật thi triển đi ra. Hắn lập tức nhấn một ngón tay, chính là liệt hỏa thần kiếm đã bắn giết qua qua. Đồng thời, La Quân lại thi triển ra càn khôn băng đống pháp thuật. Song trọng công kích. Cái này là La Quân tam bản phủ, đầu tiên là liệt hỏa thần kiếm, lại càn khôn băng đống, sau cùng võ đạo oanh sát. Bất quá lần này lại là ngoài ý muốn nổi lên, cái kia màu đen hạt giống cấp tốc xoanh ra vạn trượng quang mang bên trong mang theo huyết sắc. Đồng thời, quang mang này vô cùng biến hóa, sau cùng thế mà biến thành nhất tôn đại kim đỉnh. Cái này đại kim đỉnh khoảng chừng một cái nhà cỡ như vậy, thì như vậy trực tiếp đem La Quân che đậy ở bên trong. La Quân liệt hỏa thần kiếm liền chém giết tại đại kim trên đỉnh mặt, phanh phanh phanh. Lộng lẫy tia lửa bắn ra đến, liệt hỏa thần kiếm cấp tốc biến mất. Mà cái kia càn khôn băng đống pháp thuật cũng bị giam cầm ở đại kim trong đỉnh. La Quân nhất thời thất sắc, cái này đại kim đỉnh bao phủ biến hóa khó lường, hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng, đã tại kim trong đỉnh. Đây là tốc độ ánh sáng. Người tốc độ thủy chung vô pháp cùng tốc độ ánh sáng bằng được. La Quân trong lòng liền cũng biết không ổn, hắn lập tức hai tay ngưng tụ ra vô cùng thủy nguyên tố, cũng tụ tập thành hàn băng trụ, sau cùng thúc đẩy hàn băng trụ hướng phía kim đỉnh mặt phách tàn nhẫn đánh tới. Phanh phanh, kim đỉnh sừng sững bất động, mà hàn băng trụ lại bị va chạm thành phấn vụn. Cái này kim đỉnh kiên cố quả thực cũng là vượt quá ý người tài liệu. La Quân trong lòng hoảng hốt, lập tức lại lấy tự thân lực lượng mãnh liệt va đập tới. Cũng là lão hùng tràng thụ, vừa người đánh tới. Hắn tự thân lực lượng đạt tới 1.5000 cân, cái kia là tuyệt đối cường hãn. Nhưng là giờ phút này, kim đỉnh mặt vách đã là từ kim quang kia chuyển hóa thành thực chất đồng dạng tường đồng vách sắt, căn bản khó mà đánh xuyên. Mặc cho La Quân ma pháp cùng võ đạo song trọng công kích, cái này đại kim đỉnh đều là không nhúc nhích chút nào. Đồng thời, La Quân còn cảm nhận được kim trong đỉnh không khí cùng ma pháp nguyên tố đang nhanh chóng bị thu nạp đi. La Quân lại lần nữa biến sắc, hắn biết. Nếu là không khí cùng ma pháp nguyên tố hoàn toàn biến mất, mà ngoại giới không khí cùng ma pháp nguyên tố lại bị ngăn cách tại kim đỉnh bên ngoài, cái kia chính mình đó là một con đường chết. Lấy thổ nguyên tố độn địa phương pháp thoát đi đâu? La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn lập tức hướng mặt đất thi triển liệt địa thuật. Nhưng điều La Quân tuyệt vọng là, mặt đất kia cũng là một tầng kim sắc mặt vách. Bốn phía đều là kim sắc mặt vách, hoàn toàn không thể phá giải. Vô luận là không khí vẫn là ma pháp nguyên tố đều bị hoàn toàn ngăn cách. La Quân đã cảm giác được không khí kịch liệt mỏng manh. Hắn cho dù tu vi thông huyền, nhưng nếu là không có không khí, vậy cũng chỉ có thể là một con đường chết a. Đây là cái gì ma pháp, vẫn là pháp bảo gì? La Quân trong lòng cuồng loạn, hắn thế mà hoàn toàn nghĩ không ra phá giải chi pháp. Liền cũng tại lúc này, La Quân đột nhiên nghe được đến từ đỉnh đầu thanh âm. Cái kia Huyền Hoàng Thiên Tôn cười lạnh nói, ngươi tiểu tặc này, hôm nay rơi xuống ta máu này ma trùng tử chi bên trong, chính là mọc cánh khó thoát. La Quân cái này cũng liền thấy rõ ràng, hắn phát hiện mình ở bên trong cảm giác là thân ở kim trong đỉnh. Nhưng mà, chính mình giờ phút này cũng là bị Huyền Hoàng Thiên Tôn cầm trên tay. Hắn nhìn Huyền Hoàng Thiên Tôn lúc, liền cảm giác cái này Huyền Hoàng Thiên Tôn nguy nga như người khổng lồ. Mà chính mình lại là như vậy nhỏ bé. Vâng. Cái này Huyền Hoàng Thiên Tôn cầm trên tay cũng là viên kia màu đen hạt giống, ta bây giờ đang ở màu đen hạt giống bên trong. Cái này màu đen hạt giống chính là huyết ma hạt giống. Huyết ma hạt giống bên trong là một cái tiểu thế giới, cho nên, ta là bị vây ở bên trong thế giới nhỏ này. La Quân là thông minh tuyệt đỉnh người, trong nháy mắt liền muốn thấu bên trong then chốt. Có thể nghĩ thấu về nghĩ thấu, nhưng La Quân cũng không có cách nào thoát đi tiểu thế giới này a. Hắn không khỏi oa oa quái khiếu. Nói ra, Huyền Hoàng Thiên Tôn, người lão quái này có phải hay không ngốc? Đã có bực này pháp khí, là sao trước đó không cầm tới đối phó giáo thần? Huyền Hoàng Thiên Tôn nhất thời sắc mặt cổ quái, hắn lạnh hừ một tiếng, nói, bớt nói nhiều lời, máu này ma trùng tử bên trong không khí lập tức liền muốn bị rút khô, người tiểu tặc này liền chuẩn bị chịu chết đi. La Quân lập tức cũng liền minh bạch, hắn nói ra, huyết ma hạt giống căn bản khốn không được giáo thần. Ngươi là sợ nàng đưa ngươi huyết ma hạt giống cho hủy đúng hay không? Phải thì như thế nào? Huyền Hoàng Thiên Tôn có chút thẹn quá hóa giận, hắn nói ra, huyết ma hạt giống bên trong, ngũ hành âm dương, tự thành thế giới.
tuy nhiên khốn không được Lena Hoi à cái kia tiện nữ nhân, nhưng muốn vây khốn người tiểu tặc này lại là dễ như trở bàn tay. La Quân im miệng không nói, hắn biết mình lúc này cùng Huyền Hoàng Thiên Tôn cãi nhau là một chút tác dụng đều không có, mà lại sẽ nhanh hơn tiêu hao đáng thương không khí. Phải nói không tính tiêu hao, lúc này, La Quân biết rõ đạo không khí đã hoàn toàn không có. Còn tốt, La Quân từng tại nước tu luyện qua cùng hoang huyết khiếu, cũng chính là huyết hạch. Cho nên, tại không có không khí tình huống dưới, La Quân có thể bế khí nửa giờ, vậy cái này là hoàn toàn không có vấn đề. La Quân cũng không dám khinh thường, hắn thật sâu biết mình giờ phút này tình cảnh chính là trước đó chưa từng có sự nguy hiểm. Mà lại, mình nếu là chết ở chỗ này, nhiều như vậy Luân Tư, Lan Si, còn có Duẫn Nhi bọn họ tiền đồ cũng đem hung hiểm vô cùng. Một khi chân long chi khí tiết lộ, đó là một trận cự đại tai nạn. La Quân cũng không có tâm hoảng ý loạn, lúc này, hắn khoanh chân ngồi xuống qua, yên tĩnh nghĩ tới đối sách tới. Cái kia Huyền Hoàng Thiên Tôn nhìn lấy một màn này, thân thể không khỏi chấn động, chỉ cảm thấy cái này tiểu tặc mười phần cổ quái. Đến lúc này, chẳng những không tuyệt vọng, ngược lại là bình tĩnh như vậy. Hừ, Huyền Hoàng Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng, thầm nghĩ, huyết ma hạt giống bên trong tự thành tiểu thế giới, ngũ hành âm dương, tuần hoàn bất tức, cũng không tin người tiểu tặc này có biện pháp phá vỡ. La Quân thầm vận đại nhật nguyệt quyết, trong lòng hắn tiến vào vô cùng trong vắt. Lúc này, La Quân lập tức cảm nhận được bốn phía thật là không có bất kỳ cái gì không khí cùng ma pháp nguyên tố. Trong này khí áp rất mạnh, hắn có loại cảm giác kỳ diệu. Cái kia chính là mình phảng phất là tại đại hải thâm sử, mình bị vây ở một bộ bịt kín trong xe mặt chữ, vô pháp đột phá. Nhưng hắn có thể cảm nhận được ngoại giới sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Tiểu thế giới, ngũ hành âm dương, tuần hoàn bất tức. La Quân cũng đem Huyền Hoàng Thiên Tôn nói tới một mực nhớ kỹ. Thế giới bao la, tiểu thiên thế giới, nhân thể, chim sẻ, đều là có đạo lý giống vậy. Chính mình muốn rời khỏi máu này ma trùng tử, thì giống như là muốn từ mê thất đại lục bên trong trở lại thế giới bao la, căn bản liền không tìm được bất kỳ đột phá nào miệng. Khác biệt là, máu này ma trùng tử thế giới càng nhỏ hơn. Nhưng đột phá khẩu đến ở nơi nào đâu? Vẫn là có chỗ khác biệt. La Quân thầm nghĩ, từ mê thất đại lục trở lại thế giới bao la, chính mình là tìm không thấy dạng này mặt vách. Nhưng dưới mắt máu này ma trùng tử lại rất rõ ràng, chính mình chỉ cần đột phá mặt vách liền có thể ra ngoài. Nhưng mình lực lượng hoàn toàn không cách nào đột phá, cái kia muốn làm sao? La Quân nhắm mắt lại, lấy quang não chiếu rõ hư không. Hắn lập tức liền trông thấy phương viên ngàn mét tình huống, nơi này vẫn là tại trên bờ đê phía trên, cái kia bên cạnh là mặt hồ, mà lại gió bắc gào thét. Vậy bên ngoài ma pháp nguyên tố mãnh liệt. La Quân chỉ có thể cảm nhận được ma pháp nguyên tố mãnh liệt, tựa như là tại trong ly thủy tinh nhìn lấy bên ngoài thủy thế giới, căn bản tiếp xúc không đụng tới, cũng uống không đến. Thời gian từng giây từng phút đang trôi qua. Huyền Hoàng Thiên Tôn mắt lạnh nhìn La Quân. La Quân y nguyên ngồi xếp bằng, không nhúc nhích. Ta lực lượng, chung quy là chưa đủ. La Quân lúc này sinh ra dạng này một loại cảm ngộ. Ta hiện tại thân thể lực lượng hoàn toàn không cách nào đánh tan huyết ma hạt giống mặt vách. Ta duy nhất có thể trông cậy vào cũng là ma pháp nguyên tố. Ta duy nhất có thể trông cậy vào cũng là ma pháp nguyên tố. Ta tinh thông toàn hệ ma pháp, nhưng là mỗi một dạng đều không đủ tinh. Nếu như ta đem sở hữu ma pháp nguyên tố hóa thành một cỗ lực lượng đâu? La Quân lúc này ý nghĩ không thể nghi ngờ là to gan lớn mật. Vạn pháp giống nhau. Tuy nhiên ngoại giới ma pháp nguyên tố, mỗi một loại nguyên tố đều có tác dụng cùng sứ mệnh. Nhưng là ta lại có thể đem quang não bên trong ma pháp nguyên tố hòa làm một thể, kể từ đó, ta đối ma pháp triệu hoán lực liền sẽ mạnh rất nhiều. Có lẽ đây chính là ta sinh cơ. La Quân nghĩ tới đây, nhãn tình sáng lên. Hắn xưa nay đều là to gan lớn mật người, nghĩ đến liền muốn làm đến, cũng mặc kệ cử động lần này đến có bao nhiêu nguy hiểm. Ngay sau đó, La Quân liền vận chuyển lên quang não bên trong ma pháp nguyên tố. Hắn để sở hữu nguyên tố bắt đầu hỗn loạn dung hợp được. Không hề giống trước đó như thế các tổ chức. Quang nguyên tố cùng hỏa nguyên tố va chạm, hỏa nguyên tố cùng thủy nguyên tố va chạm. Nhưng những nguyên tố này đã không hoàn toàn là thuần túy nguyên tố, mà chính là nhiễm La Quân huyết nhục chi lực bản thể nguyên tố. Cho nên giữa bọn chúng là có cộng đồng tính. Mà lại, nước cùng hỏa cũng không phải là hoàn toàn không tan. Hai thứ này nguyên tố tại quang não bên trong là hai loại tinh thần lực, cũng không phải là thuần túy nước cùng hỏa. Sở hữu nguyên tố tại La Quân quang não bên trong bắt đầu xuất hiện hỗn loạn trạng thái,
tựa như là một nồi loạn cháo tại kịch liệt sôi trào lên. Loại tình huống này là vô cùng nguy hiểm, một là sở hữu nguyên tố chi lực dung thành hỗn loạn. Hai là La Quân quang não bên trong nguyên tố chi lực mất khống chế, sau cùng nổ rớt La Quân não vực. Một khi quang não nổ rớt, cái kia đó là một con đường chết. Nhưng giờ này khắc này, La Quân chỉ có tiếp tục đấu. Đây là hắn duy vừa chạy ra huyết ma hạt giống sinh lộ. Cũng không phải nói La Quân mỗi lần đều là vận khí tốt, trở về từ cõi chết. Mà chính là, hắn giỏi về tại nguy hiểm nhất tình huống dưới tìm tới sinh lộ. Hắn cái này nguyên tố chi lực toàn bộ tương dung cũng không phải là không có đạo lý có thể nói, vạn pháp giống nhau. Tựa như là sở hữu xe hơi động lực riêng phần mình khác biệt, phi cơ, tăng, máy bay chiến đấu các loại. Những vật này đều cần dùng đến giống nhau nguồn năng lượng. Nhưng những này nguồn năng lượng nhưng đều là không sai biệt lắm giống nhau. Cho nên La Quân cảm thấy, chính mình trong đầu hẳn là cùng loại nguồn năng lượng. Dùng một loại nguồn năng lượng qua khống chế sở hữu nguyên tố chi lực, đây mới là La Quân muốn. La Quân giờ này khắc này quang não bên trong, đã loạn không thể lại loạn. Thân thể của hắn tất cả đều là đỏ bừng một mảnh, trong lỗ mũi máu mũi ứa ra, trong lỗ tai, miệng bên trong cũng là máu tươi loạn tuôn. Bộ dạng này đã là thất khiếu chảy máu. Bởi vậy cũng có thể gặp, những nguyên tố này chi lực lẫn nhau tan cho La Quân mang đến bao lớn tra tấn. Cho tới bây giờ cũng không ai có thể đem 6 loại nguyên tố chi lực toàn bộ thu nạp vào trong não vực, La Quân là đệ nhất nhân. Mà lại, tại mê thất đại lục bên trong, càng là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem 6 loại nguyên tố chi lực như thế lẫn nhau dung hợp. La Quân hiện nay làm nhưng nói là xưa nay chưa từng có. Về phần kết quả cuối cùng lại là cái gì, La Quân cũng không biết. Huyền Hoàng Thiên Tôn nhìn lấy ngồi xếp bằng La Quân, hắn trông thấy La Quân dần dần bình tĩnh lại, giống như đã không có âm thanh. Huyền Hoàng Thiên Tôn thầm nghĩ, chẳng lẽ đã khí tuyệt. Ngay vào lúc này, La Quân khôi phục ý thức, hắn cảm giác được quang não bên trong đã không có bất luận cái gì nguyên tố chi lực, hiện ra là một mảnh thanh khí. Nguyên một đoàn thanh khí, cái này thanh khí trong suốt vô cùng, không có bất kỳ cái gì tạp chất. La Quân trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại minh ngộ tới. Hồng hoang sơ tích hỗn độn sinh, hỗn độn chi khí, chính mình quang não nội lực lượng hẳn là liền xem như hỗn độn chi khí. La Quân cảm giác được ở ngực buồn bực càng phát ra khó chịu, một mực không có có không khí bổ sung, hắn thủy chung bế tức cũng không được một cái biện pháp. Nhất định phải nhanh giải quyết máu này ma trùng tử. Nhưng muốn như thế nào giải quyết đâu? La Quân lúc này y nguyên không chút hoang mang, hắn thúc đẩy ra hỗn độn chi khí tới. Trong một chớp mắt, hỗn độn chi khí lan tràn đi ra. Cỗ này hỗn độn chi khí vô cùng cường đại, cấp tốc lan tràn đến kim đỉnh bốn phía. Hỗn độn chi khí lĩnh hội kim đỉnh, mặt phách. Rất nhanh, La Quân thì cảm nhận được ngũ hành âm dương tuần hoàn, sinh sôi không ngừng trận pháp nguyên lý. Máu này ma trùng tử bên trong bắt trước cũng là một cái tiểu lục đạo luân hồi, như thế tự thành một cái tiểu thế giới. Như vậy, muốn thế nào phá mất tiểu thế giới này đâu? Đúng. Ta đem cái này ngũ hành âm dương tuần hoàn khí tức toàn bộ dùng hỗn độn chi khí thu nạp, như thế, tiểu thế giới này liền vô pháp tạo thành. La Quân tâm niệm nhất động, lập tức thúc đẩy hỗn độn chi khí tiến vào quang não bên trong. Cái này hỗn độn chi khí so trước đó quang não lợi hại hơn quá nhiều, chúng nó vô cùng mẫn cảm, có thể cảm thụ hết thảy rất nhỏ đồ, vật tồn tại, bao quát ngũ hành âm dương tuần hoàn khí tức. Mà lại, cũng có thể thu nạp những khí tức này. Trước đó quang não cũng chỉ có thể riêng phần mình hấp thu những nguyên tố chi lực đó. La Quân liều mạng thu nạp ngũ hành âm dương tuần hoàn khí tức, chỉ một lúc sau, sở hữu khí tức đều bị La Quân hấp thu tiến quang não bên trong. Những khí tức này lại bị hỗn độn chi khí đồng hóa. Huyền Hoàng Thần Tôn đột nhiên đã nhìn thấy chính mình huyết ma hạt giống bắt đầu khô quắt đứng lên. Hắn nhất thời hãi nhiên thất sắc. Lúc này, La Quân đột nhiên vọt lên đến, hắn trực tiếp hai tay đem cái kia ảm đạm kim đỉnh mặt vách vỡ ra. Xông ra kim đỉnh. Cái này một cái chớp mắt, La Quân trước mắt khôi phục thư thái. Hắn lần nữa đứng tại Huyền Hoàng Thiên Tôn trước mặt. Mà Huyền Hoàng Thiên Tôn trong tay huyết ma hạt giống đã làm xẹp một mảnh, lại không cái gì hào quang. Thế mà phá huyết ma hạt giống, Huyền Hoàng Thiên Tôn mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin. Máu này ma trùng tử tự thành thế giới, bên trong lục đạo luân hồi, ngũ hành âm dương tuần hoàn vô cùng ảo diệu. Loại này tử chính là Huyền Hoàng Thiên Tôn từ thượng cổ huyết ma di tích bên trong tìm được, chính là hắn thần diệu nhất pháp bảo một trong. Không biết vây chết bao nhiêu lão ma cao thủ.
Trước đó, Huyền Hoàng Thiên Tôn là không dám dùng huyết ma hạt giống đến buồn ngủ giáo thần. Bởi vì hắn biết giáo thần lực lượng quá mức cường đại, mà lại, giáo thần tuyệt đối cũng có thể tham phá tiểu thế giới bí mật, từ đó phá vỡ kim đỉnh. Huyền Hoàng Thiên Tôn tuyệt đối cũng không nghĩ ra, La Quân thế mà cũng có thể tham phá tiểu thế giới bí mật. Tiểu thế giới này chính là huyết ma ảo diệu cùng lực lượng, La Quân lực lượng là tuyệt đối không phá nổi. Bất quá La Quân lại hiểu thấu đáo hỗn độn chi khí, từ nội bộ đem ngũ hành âm dương tuần hoàn chi khí hấp thu. Tiểu thế giới này trèo chống toàn bộ nhờ trận pháp cùng ngũ hành âm dương chi khí, La Quân đem này khí tức hấp thu hết, tiểu thế giới này cũng liền tự sụp đổ. Nguyên lý chính là cái này nguyên lý. Hảo tiểu tử, quả nhiên có chút môn đạo. Huyền Hoàng Thiên Tôn phản ứng cực nhanh, thấy huyết ma hạt giống bị phá, hắn lập tức dưới chân nhất động, trong nháy mắt thi triển xúc địa thành thốn pháp thuật rời khỏi ngoài trăm thước. Muốn chạy trốn, La Quân trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, đến giờ này khắc này, hắn cùng Huyền Hoàng Thiên Tôn đã tuyệt đối vô pháp thiện. Ngay sau đó, La Quân dưới chân nhất động, cấp tốc đuổi theo. 100 mét khoảng cách, phút chốc tức đến. Bất quá lúc này, Huyền Hoàng Thiên Tôn đã ra chiêu. Hai tay của hắn kết pháp ấn, sau đó hét lớn một tiếng, nói, vô cực kim quang theo ta tâm, diệt tiên kiếm xuất. Trong tay hắn một chỉ điểm ra, lại là từ trong chữ vật giới chỉ bắn ra một vệt kim quang. Đạo kim quang này chính là diệt tiên kiếm. Lấy diệt tiên kiếm làm dẫn, sau đó còn có Huyền Hoàng Thiên Tôn lấy quang hệ ma pháp tu luyện thần quang kiếm thuật. Cái kia diệt tiên kiếm tại quang nguyên tố khống chế dưới, trên không trung trong nháy mắt ném ra ngoài thiên đạo kiếm ảnh. Cái này một cái chớp mắt, quả nhiên là đao quang kiếm ảnh cùng nhau tích lũy giết mà đến. Mỗi một đạo kiếm quang đều là sắc bén vô cùng, khiến người ta khó lòng phòng bị. La Quân lần nữa cảm nhận được Huyền Hoàng Thiên Tôn lợi hại. Cái này Huyền Hoàng Thiên Tôn thành danh đã lâu, quả nhiên không phải kim kiệt thánh như thế mặt hàng có thể so sánh với. Nếu không phải lần này hắn điểm kim bút đã bị giáo thần chỗ hủy, La Quân biết mình cũng sớm đã chết. Cái này diệt tiên kiếm kiếm khí phá lệ sắc bén, La Quân khổ vì không có bất kỳ cái gì pháp bảo. Hắn tuy nhiên có phược long bao tay, nhưng dù cho bao tay nơi tay, cũng là nghiên cứu ngăn không được cái này rất nhiều kiếm quang. Diệt tiên kiếm tại quang hệ ma pháp khống chế dưới, tốc độ quá nhanh. So máy bay Boeing động cơ vận tốc quay nhanh hơn. La Quân trong nháy mắt rời khỏi ngoài trăm thước, nhưng diệt tiên kiếm lập tức đi sát đằng sau, như giỏi trong xương. La Quân tại trong nguy cơ, cấp tốc thi triển ma pháp triệu hồi ra mấy đạo hàn băng vách tường đến. Nhưng cái này diệt tiên kiếm thực sự quá lợi hại, quả thực cũng là thấy thần giết thần. Cái kia mấy đạo hàn băng vách tường bị diệt tiên kiếm trong nháy mắt vỡ nát. Tại địa phương này, trong không khí nhiều nhất cũng là thủy nguyên tố. Có thể La Quân hàn băng vách tường y nguyên vô pháp ngăn cản diệt tiên kiếm. La Quân trong lòng thầm hận, lập tức lại thi triển ra nát đất thuật. Mặt đất kia thổ nguyên tố lập tức phun trào, xuất hiện một cái vòng xoáy. La Quân nhảy vào vòng xoáy bên trong, cái này liền cũng là độn địa mà chạy. Nhưng là La Quân cũng vô pháp thoát ra quá xa, hắn tại hòa tan thổ nguyên tố bên trong cũng cảm nhận được đằng sau diệt tiên kiếm đi theo mà đến. La Quân vội vã nhảy ra thổ nguyên tố kiện hàng, trở về mặt đất bên trên. Hậu phương diệt tiên kiếm tiếp tục chém giết mà đến, đây là không giết chết La Quân quyết không bỏ qua. Không được, tiếp tục như vậy, hôm nay ta không chết không thể. La Quân biết diệt tiên kiếm mang đến nguy cơ không có chút nào thua kém vừa rồi huyết ma hạt giống. Cũng may La Quân thân pháp linh hoạt, võ đạo tu vi cường đại. Liên tục lấy ma pháp ngăn cản, tốc độ mau lẹ, như thế mới miễn cưỡng có thể tránh né diệt tiên kiếm phong mang. Ta sở hữu ma pháp, võ đạo tu vi chung vào một chỗ, đều không làm gì được cái này diệt tiên kiếm sao. La Quân tại trong nguy cơ, trong đầu chấn định vô cùng. Cái kia Huyền Hoàng Thiên Tôn tiếp tục điên cuồng khu động diệt tiên kiếm. Huyền Hoàng Thiên Tôn chính là ma pháp mọi người, hắn đem quang nguyên tố thi triển đến cực hạn. Cái kia diệt tiên kiếm vung vẩy ra vạn đạo kiếm quang, thoáng chốc ở giữa, kiếm ảnh đầy trời, như cuồng phong mưa to đánh giết tới. Lưỡi kiếm kia những nơi đi qua, đem cái kia liễu diệp, cây liễu chém phân mảnh. Một sát na này, La Quân đã muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Tựa hồ chờ đợi hắn thì chỉ có một con đường chết. Mà mẹ nó, La Quân trong chốc lát hai mắt huyết hồng, phẫn nộ bạo hống. Hắn sao cam tâm chết đi như thế, cái này một cái chớp mắt, hắn đại thánh đạo tràng lan tràn đi ra, hắn điên cuồng khu động hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí cuồng mãnh thu nạp hết thảy nguyên tố chi lực.
sở hữu nguyên tố chi lực đều bị La Quân hỗn độn chi khí thu nạp tới, sau cùng ở trước mặt hắn hình thành một đạo như dòng nước lũ đồng dạng lực lượng. Cỗ này dòng nước lũ bên trong bao hàm không gì sánh kịp phẫn nộ tâm tình, còn có đại thánh trong đạo trường bất khuất chi lực. Ầm ầm, dòng nước lũ chi lực cùng đầy trời kiếm quang oanh sát cùng một chỗ. Ầm ầm, trong nháy mắt, Diệt Tiên kiếm sở hữu kiếm quang tịch diệt xuống dưới. Cái kia Diệt Tiên kiếm tại dòng nước lũ bên trong bị rảo sát thành phấn vụn. La Quân dòng nước lũ chi lực cũng lập tức biến mất. Nhưng mặc kệ như thế nào, Diệt Tiên kiếm như vậy bị La Quân cho bài trừ. Cái kia Huyền Hoàng Thiên Tôn không thể tin nhìn lấy đây hết thảy, hắn cảm thấy cái này La Quân trên thân tràn ngập quá nhiều quỷ dị. Huyền Hoàng Thiên Tôn liên tiếp lui về phía sau, hắn quyết định không theo La Quân dây dưa tiếp. Người trẻ tuổi này quá không thể suy nghĩ. Phải biết vừa rồi hai cuộc chiến đấu, La Quân cùng Huyền Hoàng Thiên Tôn ở giữa là có bản chất khác nhau. Cái kia chính là, hai cuộc chiến đấu La Quân tuy nhiên đều là hiểm tượng hoàn sinh. Nhưng là, cái này nhưng là chính là cực trọng yếu, cái kia chính là La Quân vô dụng bất kỳ pháp bảo nào. Lấy tay không diệt huyết ma hạt giống cùng Diệt Tiên kiếm, năng lực như vậy đã để Huyền Hoàng Thiên Tôn cảm thấy không thể tưởng tượng. Bất quá lúc này, Huyền Hoàng Thiên Tôn muốn chạy trốn. La Quân nơi đó cho phép, hắn chả sợ Huyền Hoàng Thiên Tôn qua tụ tập một đám lão ma đến báo thù đây. Lại nói, chính mình còn không tìm được tinh thạch, cái này Huyền Hoàng Thiên Tôn nhìn bảo bối nhiều rất lợi hại a. Cho nên, La Quân cấp tốc đuổi theo. Cái này Huyền Hoàng Thiên Tôn ngược lại là thông minh, biết La Quân là cái không biết bay ra hỏa, lập tức thi triển lăng không hư không bản sự, đạp trên bầu trời bỏ chạy. La Quân sững sờ, hắn lúc này xác thực hơi lúng túng một chút. Cũng biết đồng dạng ma pháp chiêu thức đều đối phó không cái này Huyền Hoàng Thiên Tôn. Nếu như chờ hắn bay đi quá xa, vậy mình cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Gấp trong lúc cấp bách, La Quân chợt nhớ tới vừa rồi ứng đối Diệt Tiên kiếm chiêu số. Đó là một cỗ phẫn nộ, giống như nguyên tố chi lực đều có tâm tình mình. Bởi vậy, một chiêu kia phẫn nộ mới có thể bộc phát ra như thế bạo phát lực tới. Đem bên ngoài nguyên tố chi lực lấy hỗn độn chi khí cùng tâm tình dung hợp thành một cỗ lực lượng. Một người nếu là không tình cảm chút nào, lực lượng cùng khí huyết chi lực cũng sẽ yếu kém vô cùng. Nhưng nếu một người bị phẫn nộ hoặc là cảm động tâm tình lây, có thể bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng. Cũng tỉ như yếu tiểu mụ mụ vì cứu đặt ở xe hài tử, có thể đem xe nâng lên một dạng. Đó là không thể tưởng tượng lực lượng. Lưu lại đi, La Quân bạo giống một tiếng. Sở hữu phẫn nộ tâm tình tuôn ra, hướng phía cái kia hư giữa không trung Huyền Hoàng Thiên Tôn vung ra nhất quyền đến. Một quyền này phải gọi làm Thiên Lôi quyền ấn. Một quyền này vung ra, không trung nguyên tố chi lực cấp tốc dung hợp lại cùng nhau, không thể phá vỡ, giống như dòng nước lũ cuồn cuộn sụp đổ hướng phía Huyền Hoàng Thiên Tôn bóng lưng oanh sát mà đi. La Quân đã khóa chặt Huyền Hoàng Thiên Tôn, cho nên mặc kệ Huyền Hoàng Thiên Tôn chạy bao nhanh, nhưng cái này Thiên Lôi quyền ấn đều sẽ theo dõi mà đi. Cái kia Huyền Hoàng Thiên Tôn người trên không trung, lập tức liền cảm nhận được phía sau có một cỗ nổi giận tâm tình oanh sát mà đến. Cỗ này nổi giận tâm tình giống như huyền sông đại đê sụp đổ. Hắn không khỏi hãi nhiên thất sắc. Huyền Hoàng Thiên Tôn cấp tốc trở lại, lấy một đạo quang hệ ma pháp tường đến ngăn cản. Thiên Lôi quyền ấn trực tiếp đem ma pháp tường hủy diệt, tiếp lấy thì oanh sát tại Huyền Hoàng Thiên Tôn trên thân. Huyền Hoàng Thiên Tôn gấp trong lúc cấp bách, lấy ma pháp nguyên tố bao lấy toàn thân. Nhưng là, Thiên Lôi quyền ấn vẫn là đem Huyền Hoàng Thiên Tôn ma pháp nguyên tố tan rã. Một tiếng ầm vang, Huyền Hoàng Thiên Tôn trực tiếp liền bị một chiêu này Thiên Lôi quyền ấn oanh sát thành phấn vụn. La Quân cùng Thiên Lôi quyền ấn tâm ý tương liên, tại cái này một cái chớp mắt, hắn lập tức liền cảm nhận được Huyền Hoàng Thiên Tôn thân thể máu thịt bị oanh giết thành phấn vụn. Đồng thời, La Quân lại cảm nhận được Huyền Hoàng Thiên Tôn chữ vật giới chỉ còn có viên kia huyết ma hạt giống cũng đang bị quyền ấn vỡ nát. Thu, La Quân trong lòng nhất động, lập tức lấy hỗn độn chi khí đem cái này chữ vật giới chỉ cùng huyết ma hạt giống bao lấy. Chỉ một lúc sau, hư giữa không trung, hỗn độn chi khí liền đem chữ vật giới chỉ cùng huyết ma hạt giống vận chuyển đến La Quân trong tay. La Quân thu hai thứ này sự vật, cái này một cái chớp mắt, trong lòng của hắn đã đối nguyên tố chi lực có một loại minh ngộ. Hắn đột nhiên cảm thấy mình tại trong lúc vô hình, phảng phất cùng thần đế, Trung Hoa đại đế bọn họ như thế người một dạng. Có thể trưởng khống hư giữa không trung đều loại sức mạnh. Bất quá, La Quân trong lòng cũng minh bạch. Nguyên tố chi lực xác thực có quan hệ tốt trưởng khống rất nhiều.
bây giờ chính mình hỗn độn chi khí liền giống với Trung Hoa Đại Đế bọn họ trong óc tinh thần lực. Nếu là mình hỗn độn chi khí càng phát ra tăng trưởng, tương lai liền có thể phát huy ra càng thêm cường đại lực lượng tới. Chỉ là đáng tiếc, La Quân sau đó trong lòng một mảnh ảm đạm. Mình tại cái này mê thất đại lục bên trong thật là được trời ưu ái, ngắn ngủi một tháng thời gian liền có thể tu luyện tới Chu Sát lão ma cấp độ. Nhưng là tại chủ thế giới bên trong, chính mình lại không cách nào ngưng tụ chánh thức tinh thần lực. Tại mê thất đại lục bên trong cho dù có thể mạnh hơn giáo thần, thì tính sao? Tính toán, không đi nghĩ những thứ này. La Quân quyết định trước tính toán chiến quả, trong tay hắn nhiều hai cái chữ vật giới chỉ. Lập tức, La Quân cảm ứng chữ vật giới chỉ. Hắn tại biên thành Tam Ma Trung Kim Kiệt Thánh trong giới chỉ trước kiểm tra một phen. Cái kia trong giới chỉ có 2 vạn tiền vàng, rất nhiều lương khô, còn có một số phù chú, còn có mấy cái thô giáp tinh thạch. Loại này tinh thạch La Quân là chướng mắt, ngoài ra bên trong còn có một số tiểu pháp bảo bối loại hình đồ, vật. Những này pháp bảo cũng không nhiều lắm giá trị. La Quân lập tức tổng kết ra, cái này Kim Kiệt Thánh không tính là cái nghiêu bức lão ma. Mang theo đồ, vật theo người bình thường coi như không tệ, nhưng là tại La Quân trong mắt, thật sự là keo kiệt a. La Quân tiếp lấy lại nhìn Huyền Hoàng Thiên Tôn chữ vật giới chỉ. Cái này Huyền Hoàng Thiên Tôn chữ vật giới chỉ thì đại khí nhiều, bên trong tiền vàng thì có 200 vạn. Tìm tòi mắt quá khứ, khá lắm, cái kia tiền vàng theo một tòa kim sơn giống như. Mặt khác, La Quân còn tại trong giới chỉ tìm tới 10 cái cực phẩm tinh toản. Cái này cực phẩm tinh toản theo La Quân tại Mâu Tư trưởng lão nơi đó đoạt đến giống như đúc. Ha ha, đồ tốt, La Quân mừng rỡ không thôi. Sau đó, La Quân cũng thì không lại trì hoãn, bay thẳng đến Thiên Tuyệt Lĩnh mà đi. Hắn biết Phê Y Kê Lua khả năng nhịn không được. Một bên phi nước đại đồng thời, La Quân còn một bên đến xem xét Huyền Hoàng Thiên Tôn giới chỉ. Hắn tại trong giới chỉ còn tìm đến rất nhiều đồ tốt, tỉ như ngũ vị hương ngưng ánh sáng khăn. Cái này ngũ vị hương ngưng ánh sáng bạc chính là một món pháp bảo, một khi bị quang nguyên tố đổ đầy về sau, sẽ trở nên vô cùng lớn, có thể che đậy lại địch nhân ánh mắt. Huyền Hoàng Thiên Tôn là một mực không có cơ hội đối La Quân thi triển món pháp bảo này. Bên trong còn có một ngụm thanh phong kiếm mặc dù không có diệt tiên kiếm lợi hại như vậy, nhưng cũng tự có sắc bén. Cái này thanh phong kiếm bên trong còn có kiếm phách tinh hồn. La Quân không khỏi không cảm khái, Huyền Hoàng Thiên Tôn thật đúng là cái thành danh lão ma. Bên trong đồ, vật quá nhiều, cũng quá giàu có. Ở trong đó còn có thật nhiều tiểu pháp bảo bối. Bất quá Huyền Hoàng Thiên Tôn lớn nhất lấy làm tự hào pháp bảo vẫn là điểm kim bút, huyết ma hạt giống, diệt tiên kiếm. Đáng tiếc, 3 kiện pháp bảo cực phẩm lần này đều là chiết kích trầm xa. Tại sau một tiếng, La Quân rốt cục trở lại Thiên Tuyệt Lĩnh, cùng Phi Kê Lua bọn họ tụ hợp. Đa Luân Tư canh giữ ở phía ngoài lều, hắn nhìn thấy La Quân trở về, không khỏi đại hỉ, hỏi, thế nào? La Quân cười một tiếng, nói ra, yên tâm đi, hết thảy đều giải quyết. Hắn nói xong liền dẫn đầu tiến vào trong lều vải. Trong lều vải, Phi Kê Lua đang nỗ lực trèo trống. La Quân liền cấp tốc ngồi xếp bằng, thi triển trận pháp trợ giúp Phi Kê Lua đến trèo trống. Phê Y Kê Lua thu công về sau, thở phào một hơi. Hắn hướng La Quân cười khổ, nói ra, ta thân thể này là càng ngày càng không còn dùng được. La Quân mỉm cười, nói ra, ta trên đường trở về, thuận tiện đem cái này mấy cái tinh thạch tinh thần lực đồng hóa thành ta khí tức. Ngươi ăn một khỏa nhìn xem, nhìn có thể không thể trợ giúp ngươi khôi phục tinh thần lực. Hắn sau khi nói xong, liền lấy ra 3 khỏa cực phẩm tinh toản đưa cho Phê Y Kê Lua. Phê Y Kê Lua nhìn thấy cực phẩm tinh toản không khỏi thất sắc, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin hỏi La Quân, nói, đây là thượng phẩm tinh toản A, cực kỳ khó được, ngươi là từ đâu nhi lấy tới. La Quân cười một tiếng, nói ra, ngươi xem trước một chút, ngươi có thể hay không nuốt cái này cực phẩm tinh toản bồi bổ. Phê Y Kê Lua tiếp nhận 3 cái cực phẩm tinh toản, hắn cảm ứng một cái chớp mắt về sau, trên mặt lập tức lộ ra cuồng hỉ tới. Hắn kinh ngạc nói, trời ạ. Cái này tinh toản đã tiến hóa thành hỗn độn ngọc thạch, chính là ma pháp sư tốt nhất thuốc bổ A. Sau đó, Phê Y Kê Lua có chút run rẩy hỏi La Quân, nói, ta thật có thể ăn cái này tinh toản. La Quân trong lòng mừng thầm, tâm đạo quả nhiên chính mình khí tức đã trở thành hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí chính là hồng hoang sơ tích lực lượng, cho nên bất luận cái gì thuộc tính ma pháp sư đều có thể hấp thu. Hắn ngay sau đó nói với Phê Y Kê Lua, ngươi nhanh lên bồi bổ đi. Ta còn cần ngươi đến trèo chống trận pháp. Ta tốt đến chế tạo tịnh hóa ma pháp trận. Phê Y Kê Lua cuồng hỉ,
hắn lập tức thôn vệ một khỏa tinh thạch. Chỉ một lúc sau, Feike Lua sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tinh thần lực của hắn hoàn toàn khôi phục. La Quân lúc này cũng chú ý tới Tiểu Lam Tia đã tại Duẫn Nhi trong ngực ngủ. La Quân nhìn lấy Tiểu Lam Tia, thấy thế nào đều làm sao giống một con chó a. Duẫn Nhi đối La Quân cũng là bất đắc dĩ cười. Về sau, Feike Lua đến trèo chống chân hỏa bình chướng. Hắn hiện tại hoàn toàn khôi phục, người cũng liền nhẹ nhõm rất nhiều. La Quân tiếp lấy bắt đầu chế tạo tịnh hóa ma pháp trận, hắn tìm một cái tốt nhất tinh thạch, lại đem Huyền Hoàng Thiên Tôn tiền vàng toàn bộ chuyển qua mặt khác trong chữ vật giới chỉ. Huyền Hoàng Thiên Tôn chữ vật giới chỉ là lớn nhất, bên trong đủ có thể đủ cải tạo thành hai phòng ngủ một phòng khách. La Quân thiết trí tịnh hóa ma pháp trận trọn vẹn dùng một đêm. Cái này tịnh hóa ma pháp trận tuy nhiên rất lợi hại khó khăn, nhưng La Quân lại là cái khéo tay người. Tăng thêm hắn hỗn độn chi khí, có thể vạn pháp giống nhau, cho nên đều loại ma pháp trận thiết trí đều rất đơn giản. Sau một đêm, cái này mai chữ vật giới chỉ thì hoàn toàn chế tạo tốt. La Quân lập tức liền để Duẫn Nhi đem Lam Ti đái tiến trong giới chỉ. Sau đó, La Quân để Feike Lua triệt hồi chân hỏa bình chướng. Feike Lua ngưng thần xem xét trong giới chỉ tình huống, sau một hồi khá lâu, hắn không khỏi sợ hãi thán phục, nói, La Quân tiên sinh, ngươi thật sự là quá không nổi. Cái này tịnh hóa ma pháp trận thế mà thật bị ngươi luyện thành. La Quân không cảm giác được chân long chi khí tiết lộ, hắn liền cũng đã biết hết thảy đều là thành. Hắn hơi khẽ thở phào một cái. Sau đó, Đa Luân Tư cũng tiến lều vải. La Quân mời Đa Luân Tư tiến vào trong giới chỉ. Đa Luân Tư sau khi đi vào, cũng là vô hạn cảm thán. Về sau, Duẫn Nhi ngay tại trong giới chỉ cho Lan Si trải tốt giường, an trí Lan Si nằm ngủ. Lan Si uống sữa dê về sau, giấc ngủ rất tốt, một mực ở vào ngủ say bên trong. Duẫn Nhi tiếp lấy cũng liền ra giới chỉ. Kể từ đó, mọi người cũng đều thở phào một hơi. Dù sao, cái này mọi người thì đều nhẹ nhõm rất nhiều. La Quân cũng liền nói đến tối hôm qua kinh lịch, cùng giáo thần đi hướng. Mọi người nghe được giáo thần đã rời đi, liền đều thở phào. Nhưng bọn hắn nghe được La Quân đem Huyền Hoàng Thiên Tôn đều giết về sau, Feike Lua cùng Đa Luân Tư không khỏi trợn mắt hốc mồm. Chuyện này cũng liền không lại nói thêm, La Quân nói ra, tiếp đó, chúng ta phải đi Thiên Lăng trong thành đợi đi. Ta cảm thấy Thiên Lăng trong thành ngược lại tương đối an toàn một số. Ta cũng cần hảo hảo ổn định lại tâm thần lĩnh ngộ một ít gì đó. Feike Lua nói ra, La Quân người đã lĩnh ngộ được hỗn độn chi khí, tin tưởng đợi một thời gian, người nhất định có thể siêu việt giáo thần. Từ La Quân nhanh như vậy giết chết Huyền Hoàng Thiên Tôn, Feike Lua cùng Đa Luân Tư đối La Quân lòng tin càng phát ra tăng lớn. Mà lại, mọi người cũng đều lấy La Quân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Về sau, Duẫn Nhi liền cùng Đa Luân Tư còn có Feike Lua đều tiến vào trong chữ vật giới chỉ. La Quân biết Huyền Hoàng Thiên Tôn cái này mai chữ vật giới chỉ vô cùng chói mắt, bởi vậy hắn đem chữ vật giới chỉ thiếp thân giấu đi. Sau đó, La Quân chạy tới Thiên Lăng Thành. Đến Thiên Lăng Thành lúc, đã là đêm khuya. Thiên Lăng Thành ban đêm đèn đuốc sáng trưng. La Quân bây giờ trong tay tài sản không tính toán, cho nên hắn liền tìm một nhà xa hoa nhất lữ điếm ở lại. Nhà này lữ điếm hết thảy có 8 tầng, từ bên ngoài nhìn chính là trắng lóa như tuyết sắc, giống như cung điện. Cái này lữ điếm tại chủ thế giới bên trong thì tương đương với là đại khách sạn. Cái này lữ điếm chế tạo, rất lợi hại hiển nhiên là có đại năng giả dựa vào ma pháp chi lực đến giúp đỡ hoàn thành. Không phải vậy lấy mê thất đại lục khoa học kỹ thuật, căn bản không có khả năng kiến tạo ra 8 tầng cao quán rượu. Nhà này lữ tên cửa hàng tự làm Thiên Lăng đại lữ điếm. La Quân sau khi đi vào, xuất ra tiền vàng mở tốt nhất một gian phòng. Cái này trong lữ điếm phục vụ rất là không tệ, La Quân cầm chìa khóa tiến vào phòng sau. Hắn phát hiện bộ này phòng rất lớn, có phòng ngủ, có khách sảnh, mặt đất trải kim ti tuyến thảm. Mặt vách bên trên treo rất nhiều danh họa, màn cửa cũng là phục cổ thức. La Quân tìm đến phục vụ viên, làm trên một bàn phong phú tử món ăn lên. Phục vụ viên kia vô cùng có chất làm, cũng không hỏi gì nhiều, liền đáp ứng một tiếng, theo sau xoay người rời đi. Nửa giờ sau, thức ăn thịnh soạn tất cả lên. La Quân đem mọi người từ trong giới chỉ kêu đi ra, vây quanh bàn ăn xoay uống rượu dùng bữa đứng lên. Lúc này, ngoài cửa sổ vừa vặn tuyết rơi, trong phòng lại là ấm áp như xuân, nơi này lối kiến trúc cùng không khí có chút cùng loại quốc ngoại lễ Giáng sinh. Mà lại, nơi này tửu đều thật là tốt rượu nho. Có thể nói,
Thiên Lăng Thành là một tòa tràn ngập giả tưởng sắc thái thành thị. Cái thành phố này có một loại kỳ quái trật tự, cái này trật tự có một loại ma lực. Có thể cho vô cùng yếu tiểu nhân ở cái này lý an tâm sinh tồn, cũng có thể an cư lạc nghiệp. Tỷ như phục vụ viên, tỷ như thương hộ. Không ai sẽ đến làm khó hắn nhóm. Thậm chí nơi này các cường giả đều sẽ tôn trọng bọn họ. Nhưng nơi này càng là cường giả thiên đường, ở cái địa phương này, cường giả có thể muốn làm gì thì làm, giết người phóng hỏa, vô sở cố kỵ. Đi ra ngoài liền có thể thành đạo tặc, nhưng tiến vào quán rượu về sau, liền thì trở lại văn minh thế giới bên trong. La Quân biết, nơi này không ai hội nhập thất đến cướp bóc. Đa Luân Tư cùng Phi Kê Lua sau khi cơm nước no nê, liền thì về phòng ngủ ngủ. Duẫn Nhi thì tại trong giới chỉ chiếu cố Lan Si. Lan Si sữa bò chuẩn bị rất nhiều. Bóng đêm tĩnh mịch xuống tới. La Quân cũng liền bắt đầu ngồi xếp bằng, thể ngộ cả ngày hôm nay thu hoạch. Hắn lấy trước ra cái viên kia huyết ma hạt giống. Cái này mai huyết ma hạt giống đã làm xẹp một mảnh. La Quân cấp tốc đem ngũ hành âm dương khí tức trả lại cho huyết ma hạt giống. Rất nhanh, cảnh tượng kỳ dị thì xuất hiện. Máu này ma trùng tử cấp tốc phồng lên đứng lên, lại khôi phục như cũ bộ dáng. La Quân tiếp lấy liền cảm ứng huyết ma hạt giống, hắn lần nữa cảm giác được huyết ma hạt giống rích chi diệu. Máu này ma trùng tử bên trong cấu tạo nhìn như đơn giản, nhưng ở ngũ hành âm dương chi khí tuần hoàn về sau, thì lập tức biến thành một cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới bích lũy không có kẽ hở. La Quân trong lòng nhất động, lập tức lấy hỗn độn chi khí cùng huyết ma hạt giống dung hợp lại cùng nhau. Trong nháy mắt, huyết ma hạt giống hết thảy đều xuất hiện tại La Quân trong não vực. Lúc đầu chỉ là hạt giống một kích cỡ tương đương, nhưng ở La Quân hỗn độn chi khí đột nhiên sau khi tiến vào, tiểu thế giới này đột nhiên biến hóa. La Quân trong lòng lại nhất động, bên trong tiểu thế giới xuất hiện một lối đi. Con đường này là Tân Hải thành phố quán ba một con đường. La Quân tâm tư lại cử động, quán ba trên đường nhất thời xe tới xe đi, biển người xuyên toa. Những này hết thảy đều là ảo ảnh, là La Quân tại tiểu thế giới này vải bố lót trong đưa ảo ảnh. Mà lại, La Quân tiếp tục hoàn thiện tiểu thế giới, hắn có thể rõ ràng đem U Linh quán ba bố trí đi ra, bên trong này ca chờ một chút, hết thảy đều là giống như đúc. Còn có, La Quân lại hình chiếu xuất hiện ở quầy ba trước bận rộn Đinh Hàm. Dưới mắt đây hết thảy, tựa như là Inception bên trong hết thảy. La Quân là cái tạo mộng người. Sức tưởng tượng là vô cùng. La Quân bỗng nhiên thu hồi tinh thần, trong tay hắn huyết ma hạt giống lại biến thành đơn thuần huyết ma hạt giống. Lúc này, hắn bắt đầu như có điều suy nghĩ đứng lên. Vừa rồi hết thảy là bởi vì huyết ma hạt giống bên trong tiểu thế giới liền có thể nói thành là một cái kỳ diệu tiểu thiên thế giới. Cái này tiểu thiên thế giới là trống không, cho nên có thể từ chính mình tư duy đến hàng dệt kim. Ta minh bạch, La Quân bỗng nhiên cười ra tiếng. Bên kia Đa Luân Tư cùng Phi Kê Lua bị La Quân giật mình. Hai người cấp tốc rời giường, tiến lên cùng một chỗ hỏi, làm sao? La Quân liền nói ra, thiên địa tứ phương vì vũ, từ xưa đến nay xưng trụ, hợp lại mới xưng vũ trụ, quá khứ, tương lai, hiện tại cũng tại vũ trụ này, người thế giới bên trong hình chiếu ra vô cùng vô lượng tiểu thiên thế giới, sinh đến cuối cùng chính là diệt, diệt đến cuối cùng chính là sinh. Giống như một cái thái cực, tuần hoàn bất tức, cái này mới là chân thực. Đa Luân Tư cùng Phi Kê Lua nhất thời cảm thấy không khỏi rượu. Đa Luân Tư nói ra, người đang nói cái gì? La Quân mỉm cười, nói, tới đi, để cho các ngươi thể hội một chút ta thế giới. Hắn sau khi nói xong, lập tức liền đem hỗn độn chi khí rót vào huyết ma hạt giống bên trong. Huyết ma hạt giống phát chỗ mờ mịt thanh khí. Cỗ này thanh khí trong nháy mắt liền đem Đa Luân Tư cùng Phi Kê Lua bao phủ lại. Đa Luân Tư cùng Phi Kê Lua lập tức liền cảm thấy mình đặt mình vào tại kỳ quái Tân Hải thành phố quán ba trên đường. Bọn họ nhìn lấy lui tới dòng xe cộ, dòng người, nhất thời cảm nhận được dùng mình. Chẳng lẽ là ảo giác? Đa Luân Tư thầm nghĩ, nhất định là ảo giác. Hắn đột nhiên duỗi tay nắm lấy trước mặt đi qua một cô gái. Nữ hài nhi kia quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Đa Luân Tư. Nữ hài nhi kia giật mình, đại khái là cảm thấy Đa Luân Tư cách ăn mặc quá mức quái dị. Cho nên hét lên một tiếng, xoay người chạy. Đây là có chuyện gì? Đa Luân Tư cùng Phi Kê Lua hai mặt nhìn nhau. La Quân sau đó thì thu hồi huyết ma hạt giống. Đa Luân Tư cùng Phi Kê Lua lần nữa mở mắt lúc, liền phát hiện tự thân vẫn là tại cái này trong phòng. Vừa rồi hết thảy đều là ảo giác đúng hay không? Đa Luân Tư hỏi. La Quân nói ra, thật thật giả giả, hư hư thực thực.
nếu quả thật xem thấu, hết thảy đều là hư huyễn. Ta vừa rồi cũng đã nói, hiện tại, quá khứ, vị lai đều là tại trong vũ trụ. Đến một cái kia mới là chân thực chính mình, người nào lại có thể nói rõ. Các ngươi tại ta bên trong tiểu thế giới, đồng dạng sẽ cảm giác rất lợi hại chân thực, đồng dạng sẽ có đau đớn. Các loại tin tức, năng lượng, trí nhớ, quá khứ, tương lai xen lẫn, đây chính là vô cùng bé thế giới. La Quân quét mắt một vòng còn có chút mê mang Đa Luân Tư cùng Phi Kê Lua, nói ra, thực ta hiện tại rất lợi hại hoài nghi, chúng ta chỗ tại mê thất đại lục cũng bất quá là chủ thế giới bên trong hình chiếu đi ra tiểu thế giới. Chúng ta cũng là sinh hoạt tại hư huyễn bên trong, bao quát toàn bộ các ngươi đều là hư huyễn. Mà ta, người hẳn là còn sống sót chủ thế giới nào đó chỗ an toàn. Là ta tinh thần tại ngao du nơi đây. Hư huyễn, Đa Luân Tư nói ra, ta có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình tồn tại, cảm nhận được ta tư tưởng, não vực đang biến hóa. Ta là chân thật tồn tại ta, làm sao có thể là hư huyễn? Phê Y Kê Lua cũng nói, không sai, chúng ta làm sao có thể là hư huyễn đâu. La Quân mỉm cười, nói ra, ta cũng bất quá là thuận miệng nói một chút, các ngươi cũng đừng quá để ý. Bất quá ta vẫn cảm thấy, cái thế giới này thực sự quá kỳ diệu, quá ảo diệu. Chúng ta người ở chính giữa, tựa như là trong nước biển triệu tỷ tỷ vi trùng một dạng như vậy không có ý nghĩa. Đa Luân Tư cùng Phi Kê Lua hai mặt nhìn nhau, bọn họ cảm thấy mình giống như cùng La Quân không phải một cái thế giới người. Loại này không phải một cái thế giới cảm giác cũng không phải là nói, bọn họ đến từ mê thất đại lục, La Quân đến từ chủ thế giới. Mà chính là loại kia cùng tiến lên học cảm giác, tất cả mọi người đang khổ cực học tập, phỏng đoán cái kia đạo nan giải phương trình. Nhưng là La Quân quái thai này đã đem so đạo này phương trình khó khăn gấp 10 lần đề mục đều đã tùy tiện giải quyết. Mọi người IQ căn bản không ở cùng một cấp bậc A. La Quân tại Đa Luân Tư cùng Phi Kê Lua trước mặt tựa như là loại kia siêu cấp thiên tài một y hệt. Trên thực tế, La Quân cũng tuyệt đối có thể được xưng là siêu cấp thiên tài. Hắn đi vào mê thất đại lục, cấp tốc lĩnh ngộ ra 6 loại nguyên tố chi lực, lại ngộ ra hỗn độn chi khí các loại. Tiếp theo, La Quân lại xử lý Huyền Hoàng Thiên Tôn. La Quân chính mình cũng cảm giác được chính mình đến mê thất đại lục. Tiến triển tựa hồ là quá nhanh. Hết thảy đều bị hắn như cá gặp nước. Đương nhiên, La Quân sẽ không vì vấn đề này mà xoắn suýt. Sau đó, La Quân liền để Đa Luân Tư cùng Phi Kê Lua đi nghỉ ngơi. Hắn tiếp tục bắt đầu cảm ngộ đứng lên. La Quân ngồi xếp bằng, hắn bắt đầu lấy hỗn độn chi khí điên cuồng hấp thu bốn phía sở hữu nguyên tố chi lực. 6 loại nguyên tố chi lực tiến vào quang não về sau, lập tức liền bị dung hợp thành hỗn độn chi khí. Đây là tinh thần lực bổ sung. La Quân quang não bắt đầu lớn mạnh, vừa nhắm mắt, trong não vực, cái kia quang não giống như 10 mét vuông đại quang cầu đồng dạng xoay chậm chậm. Bên trong hỗn độn chi khí sôi trào mãnh liệt. Những này hỗn độn chi khí chính là tinh khiết nhất khí tức. La Quân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quang não bên trong hỗn độn chi khí giống như hình xoắn ốc động cơ điên cuồng xoay tròn. Sau đó, bốn phía phương viên ngoài ngàn mét nguyên tố chi lực đều bị điều động. Loại cảm giác này là phi thường kỳ diệu. La Quân cảm thấy mình tựa như chung quanh hết thảy đều biến thành một tấm lưới này là Internet. Người tại xấu trong phòng, nhưng là hỗn độn chi khí có thể hóa thành tinh thần lực, ngao du đến hư không bên ngoài. La Quân cũng không biết, hắn dưới mắt tu luyện tốc độ khủng bố đến mức nào. Đây hết thảy biến hóa là người ngoài khó có thể tưởng tượng, cũng là mê thất đại lục bên trên gần như không tồn tại. Hỗn độn chi khí là kỳ diệu nhất tinh thần lực, trước mắt thôn phệ nguyên tố chi lực tựa như là một loại điên cuồng bồi bổ. La Quân tiếp lấy thì thúc đẩy ra một bộ phận hỗn độn chi khí, cỗ này hỗn độn chi khí ở trước mặt hắn bắt đầu ngưng tụ thủy nguyên tố, sau cùng thì hình thành một cái băng nhân. Băng nhân lấy La Quân hỗn độn chi khí làm khu động lực. Cái này băng nhân đánh dấu tiêu chuẩn chuẩn đứng tại La Quân trước mặt, không nhúc nhích. La Quân trong lòng nhất động, băng nhân lập tức liền ngồi xuống. La Quân lập tức cảm giác được mình cùng băng nhân trong não vực hỗn độn chi khí là chặt chẽ tương liên. Chỉ cần mình suy nghĩ nhất động, băng nhân thì có thể cảm nhận được. Qua, La Quân nói với băng nhân. Băng nhân đứng dậy, quay người thì nhảy ra cửa sổ. Cái kia băng nhân hướng 8 tầng dưới lầu nhanh chóng rơi xuống. La Quân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia băng nhân trong não vực hỗn độn chi khí cấp tốc hấp thu không trung thủy nguyên tố. Cái kia thủy nguyên tố tại băng nhân phía dưới ngưng tụ ra hàn băng chi khí, cỗ này hàn băng chi khí trên không trung hình thành đường.
băng nhân thì trên không trung bắt đầu lăng không đứng vững đứng lên. Cái kia băng nhân thì trên không trung, từng bước một hướng phía trước đi, trong nháy mắt đi ra ngoài ngàn mét. Hết thảy hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem. La Quân trước kia tại chủ thế giới bên trong vẫn không cảm giác được đến thế nào, chờ hắn đến mê thất đại lục, lĩnh ngộ tiểu thế giới ảo diệu về sau. Hắn dần dần cảm thấy, có lẽ nổi bồng bềnh giữa không trung nguyên tố chi lực, từ trường chi lực, phần tử chờ một chút đều là một loại nhao nhao hỗn loạn tin tức. Những tin tức này thì là nhân loại sau khi chết, linh hồn vỡ vụn chỗ sinh ra trôi nổi vật. Còn có những vi trùng đó, có lẽ cũng chính là những này vỡ vụn tin tức vật. Mà người sống, bất quá chỉ là mượn thể xác tới chỉnh lý lại một trận tin tức, minh bạch tự thân tồn tại. Thịt người thân thể là ngắn ngủi, chỉ có thể nội tin tức, tinh thần lực mới là trường tồn. Giờ này khắc này, là quần tâm ý cùng bên ngoài lăng không đứng vững băng nhân dung hợp lại cùng nhau. Cái kia băng nhân sau cùng an ổn rơi trên mặt đất, tiếp lấy liền nhìn bốn phía. Băng mắt người liền thành La Quân con mắt. Liệt hỏa thần kiếm, băng trong mắt người hàn mang bỗng nhiên phóng đại, một chỉ điểm ra, nhất thời bắn ra ba đạo liệt hỏa thần kiếm. Tuy nhiên băng nhân là thủy nguyên tố ngưng tụ mà thành, nhưng là băng nhân quang não chính là hỗn độn chi khí, cho nên liền giống như La Quân, có được khống chế toàn hệ ma pháp năng lực. Sau đó, La Quân lại để cho băng nhân tự động thôn phệ nguyên tố chi lực, cường đại băng nhân tự thân quang não. Hô! La Quân đột nhiên thở ra một hơi đến, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, cái này băng nhân há không phải liền là hư không nguyên thần sao? Lúc trước Trần Thiên Nhai, Trung Hoa Đại Đế bọn họ đều có thể có được hư không nguyên thần. Chính mình lúc ấy hâm mộ muốn chết, nhưng bây giờ, chính mình cũng có thể có được hư không nguyên thần. Tôn này hư không băng nhân nguyên thần bây giờ cũng có thể tự hành hấp thu năng lượng, nhưng cũng tiếc là, nó còn không có tư duy có thể tự hành vận chuyển sinh tồn. Nhưng nếu nó có chính mình tư duy, cái kia cũng không là một chuyện tốt. Rất có thể, tại nó có chính mình tư duy về sau, nó hội sinh ra ý nghĩ của mình. Giống như kẻ hủy diệt bên trong thiên võng một dạng. Sau đó, La Quân tán đi băng nhân, thu hồi hỗn độn chi khí. Lại nói giáo thần Lena Hoya bị ám hắc đại đế Thái Dương thần châm gây thương tích về sau, nàng cấp tốc ra Thiên Lăng Thành. Lena Hoya trở lại lập tức trên xe, nàng để sở hữu bộ đội cấp tốc chạy về Thiên Nguyên Đế Quốc Thánh Giáo Đường. Mà Lena Hoya tự thân làm theo trực tiếp lấy vô thượng đại pháp lực câu thông Nguyên Thủy Thánh Điển, từ hư giữa không trung xuyên toa, sau cùng tại trong vòng một phút trở lại Thánh Giáo Đường. Thiên Nguyên Đế Quốc, thủ đô Thiên Nguyên Thành bên trong trăng sáng sao thưa. Thánh giáo đường kiến trúc rộng rãi, xinh đẹp phi phàm. Mà tại thánh giáo đường thần nữ trong điện, yên tĩnh cùng cực. Thần nữ điện chung quanh không chỉ có tĩnh mịch, mà lại hắc ám. Lúc này, thần nữ trên điện phương trên bảo tọa, cái kia màu đen nguyên thủy thánh điển bắt đầu tản mát ra tia sáng chói mắt. Thánh điển tự động lật giấy, sau cùng lật đến bên trong một tờ thời điểm. Tờ kia trong mì xuất hiện một cánh cửa, trong môn quang mang lóa mắt, khiến người ta liền con mắt đều khó mà mở ra. Cũng đúng lúc này, Lena Hoya từ trong môn đi tới. Nàng một thân trắng như tuyết váy dài, màu da ngưng bạch, thì như họa trung tiên tử lầm rơi trần thế. Sau đó, cái kia thánh điển quang mang biến mất, Lena Hoya đem thánh điển cầm trong tay, nàng chính mình ngồi xếp bằng. Giờ phút này, nàng thần thái là bình tĩnh. Nàng chấp trưởng thần giáo, cũng không phải là không có loại người khôn ngoan, càng sẽ không hỉ nộ hiện ra sắc. Lần này, nàng tự mình trước đuổi theo giết La Quân nhất đẳng phản nghịch, đem thánh điển lưu tại thần nữ điện, vì cũng là có thể kịp thời trưởng khống thánh giáo đường tình huống. Lena Hoya hít sâu một hơi, nàng mắt nhìn lòng bàn tay. Lòng bàn tay bên trên còn có này Thái Dương thần châm lưu lại mảnh vết thương nhỏ. Thái Dương thần châm chính là lớn nhất hừng hực Thái Dương chân hỏa, có thể đem hết thảy năng lượng thiêu hủy. Lúc đầu thương thế kia nếu là đánh tại người khác trên thân, tại chỗ liền muốn tự thiêu mà chết. Mà Lena Hoya lại là dựa vào tự thân đại thần thông đem thương thế ngăn chặn. Giờ phút này, Lena Hoya quyền đầu siết chặt, đợi tại mở ra bàn tay thời điểm, tay kia bên trên vết thương đã biến mất. Lena Hoya thụ thương cũng không có quá nặng, nàng cũng không có quá đem ám hắc đại đế để vào mắt. Lần này tranh đấu, nếu không phải huyền hoàng thiên tôn điểm kim bút quá phiền phức, lại tăng thêm kim giao khiến rất nhiều pháp bảo liên hợp vây công. Trên tay nàng không có pháp bảo. Sau cùng mới bị ám hắc đại đế Thái Dương thần châm chiếm tiện nghi. Lena Hoya đem thánh điển lật ra, sau đó tìm tới bên trong một tờ, cái kia một tờ chỗ ghi chép là Nguyệt Nữ thần Quang Huy. Logo bên trong,
một người mặc áo giáp màu bạc nữ nhân tư thế hiên ngang. Nguyệt nữ thần, ngưng mâu, dậy. Lena Hoya thì triển ra vô thượng đại pháp lực tới. Nhất thời, một cỗ kim sắc quang mang quán chú tại logo bên trên cái kia áo giáp màu bạc nữ nhân trên người. Chỉ một lúc sau, logo quang mang đại hiển, giống như khoa huyễn điện ảnh bên trong một dạng, nữ tử kia lúc đầu chỉ là hình ảnh, nhưng đột nhiên liền thành thực chất. Ngưng mâu gặp qua thần tôn, nữ tử hướng phía Lena Hoya nửa quỳ đi xuống. Lena Hoya nhìn nguyệt nữ thần ngưng mâu liếc một chút, theo rồi nói ra, ngưng mâu, bản tôn đem nguyên thủy thánh điển giao cho ngươi, đồng thời cũng sẽ đem bản tôn vất vả luyện chế vô pháp nguyên thần phụ ở trên thân thể ngươi. Ngươi chuyến đi này, bản tôn muốn ngươi đem đa luân tư, phê y kê lùa còn có la quân cái này ba cái phản nghịch mang về. Nếu là mang không trở lại, đa luân tư, phê y kê lùa có thể làm trận chém giết. Còn cái kia la quân, nhất định muốn mang sống trở về, hiểu chưa? Vâng, thần tôn, ngưng mâu nói ra. Đi thôi, người đi thiên lăng thành về sau chuyện thứ nhất cũng là tìm thiên lăng lão tổ cháu trai, ngân y đợi. Lena Hoya nói ra, về sau chi tiết, bản tôn hội tùy thời cùng ngươi câu thông. Vâng, thần tôn, ngưng mâu nói ra. Lena Hoya ở trên trời lăng thành bên ngoài lúc trở về, nàng lấy đại pháp lực tại nguyên chỗ lưu lại tinh thần pháp lực. Bây giờ, ngưng mâu liền có thể bằng vào nguyên thủy thánh điển trực tiếp trở lại thiên lăng ngoài thành mặt. Nguyên thủy thánh điển tuy nhiên có xuyên toa hư không bản sự, nhưng cũng không phải là có thể bỗng dưng xuyên toa. Nhất định phải là tại xa xôi địa phương, có tương đồng tinh thần pháp lực làm dẫn đạo. Lena Hoya từ thánh giáo đường xuất phát lúc, nàng nguyên thủy thánh điển là tại giáo đường bên trong, cho nên nàng cũng không thể trực tiếp đạt đến thiên lăng. Mà bây giờ, Lena Hoya sở dĩ chính mình trở về, lại muốn ngưng mâu tiến đến. Đó là bởi vì nàng biết chính nàng ở trên trời lăng quá mức dễ thấy. Để ngưng mâu qua, vậy liền hội tốt hơn rất nhiều. Mà lại, dưới mắt ngưng mâu mang nguyên thủy thánh điển tiến đến, như vậy Lena Hoya tự thân liền muốn tọa trấn tại thánh trong giáo đường. Còn có một chút, ngưng mâu cầm nguyên thủy buổi lễ long trọng. Tại lúc khi tối hậu trọng yếu, Lena Hoya là có thể bằng vào nguyên thủy thánh điển xuyên toa đến thiên lăng qua. Ngưng mâu mang nguyên thủy thánh điển trực tiếp qua hướng thiên lăng. Trong bóng đêm, thiên lăng ngoài thành, quang mang lóe lên. Một thân áo giáp màu bạc ngưng mâu xuất hiện ngay tại chỗ. Sau đó, ngưng mâu liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng lên trời lăng trong thành bay đi. Nàng là không có thân thể tồn tại thần linh, cho nên phi thiên độn địa đều là vô sở cố kỵ. Lena Hoya có thể bằng vào nguyên thủy thánh điển suy đoán ra rất nhiều chuyện, nàng đã tìm được ngân y đợi vị trí. Nhưng là Lena Hoya lại không có cách nào qua tìm tới La Quân bọn người vị trí. Đơn giản là La Quân bọn người ở tại thiên lăng không có có danh tiếng, cũng không có cố định trụ chỗ. Cứ như vậy, Lena Hoya muốn bằng khoảng không tìm bọn hắn thì rất lợi hại khó khăn. Mà ngân y đợi thì khác biệt. Ngân y đợi chính là thiên lăng lão tổ cháu trai, ở trên trời lăng là hưởng dự nổi danh. Lena Hoya muốn tìm ngân y đợi thì đơn giản nhiều. Ngưng mâu cùng Lena Hoya là tùy thời câu thông, cho nên giờ phút này, ngưng mâu bay về phía mênh mông tử hải. Cái kia chết trên biển gió bắc gầm thét, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Ở trên biển vần quanh đông đảo hòn đảo bên trong, ngưng mâu chuẩn xác bay về phía bên trong một cái tiểu đảo. Một đêm này phá lệ dài rằng giặc. La Quân tại điên cuồng tu luyện, mà giáo thần đối với hắn một vòng tiến công mới lại đã bắt đầu. Ngưng mâu rơi vào hòn đảo nhỏ kia bên trên. Chỉ gặp hòn đảo nhỏ này bên trong tự thành động phủ, non xanh nước biếc vờn quanh, đẹp không sao tả xiết. Mà lại, tiểu đảo đèn đuốc sáng choang, còn có không ít thủ vệ đang nghiêm mật chấn giữ. Tại tiểu đảo trong động phủ, ti trúc không ngừng bên tai. Lại là bên trong chủ nhân đang trắng đêm cuồng hoan. Ngưng mâu hóa thành một đạo lưu quang bay vào qua. Trong động phủ, một tên thân thể mặc áo bạc nam tử trẻ tuổi trong ngực ôm hai tên mỹ tỷ. Hắn ăn bồ đào, uống vào mỹ tửu. Được không hài lòng. Mà trong động phủ ở giữa, mấy tên tỷ nữ đang nhảy hương diễm vũ khúc. Người nào, ngân y thanh niên lúc đầu buồn ngủ, đột nhiên trong mắt hiện ra sắc bén chi sắc. Ánh mắt của hắn như điện mang một dạng nhìn về phía bay vào được cái kia đạo lưu quang. Sau đó, ngân y thanh niên đại thủ nắm bắt, chỉ gặp theo hắn vung tay lên, một đạo rú bàn tay lớn màu trắng hướng lưu quang chộp tới. Lưu quang chính là ngưng mâu khôi phục nguyên hình. Đồng dạng cũng là vung tay lên. Phanh một tiếng, cái kia rú bàn tay lớn màu trắng liền bị ngưng mâu đánh giết thành phấn vụn. Ngân y thanh niên hơi kinh hãi, hắn lúc này cũng liền thấy rõ ràng người đến.
Ngân y thanh niên sau khi thấy rõ, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt dục vọng tới, ha ha, lại là một tôn thần linh. Tốt, tốt, bản hầu thích nhất cũng là thần linh. Người cái này mỹ nữ, mau tới bồi bản hầu chơi đùa. Ngưng mâu lạnh lùng nhìn về phía ngân y thanh niên. Cái này ngân y thanh niên cũng là ngân y đợi. Ngân y đợi cũng nhìn về phía ngưng mâu. Ngưng mâu nói ra, ta hôm nay tới đây, chính là phụng thần tôn chi mệnh tìm ngươi hợp tác. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta đuổi bắt phản nghịch, như vậy thần tôn tự có thâm tạ. Ngân y đợi nói ra, thần tôn, hắn đón đến, đột nhiên cười ha ha một tiếng, nói ra, thần tôn chớ không phải liền là cái kia giáo thần Lena Hoi à. Nàng cũng còn không biết xấu hổ đến đây, ngay cả ám hắc lão thất phu mấy người kia đều có thể thương tổn nàng, nàng cũng không cảm thấy ngại tự xưng thần tôn. Muốn chết, ngưng mâu trong mắt bỗng nhiên toát ra hàn quang tới. Lần này lại là giáo thần Lena Hoi à khống chế lại ngưng mâu thân thể. Lena Hoi à cái này mấy cái bị thật sự là nhận hết vô cùng nhục nhã, bây giờ ngay cả một cái ngân y đợi cũng tới giễu cợt nàng, cái này bảo nàng làm sao có thể nhẫn. Chỉ gặp giữa sân ngưng mâu đột nhiên hướng ngân y đợi nhấn một ngón tay. Lập tức, một tờ thánh điển bay ra, sau đó, ngân y đợi liền cảm giác mắt tối sầm lại. Ngân y đợi không thể nào phản kháng, hắn mở mắt ra đã nhìn thấy chính mình ở vào một cái trong lao tù. Cái này nhà tù bốn phía đều là hắc ám. Hắc đến nhìn không thấy bất luận cái gì ánh sáng. Cái kia nhà tù mặt phách kiên cố vô cùng, mà lại, lúc này nhà tù bắt đầu co vào, đè ép ngân y đợi. Ngân y đợi không khỏi giận tím mặt, nói, chỉ là mê huyễn pháp thuật, cũng muốn đến vổ bắt tại bản hầu. Hắn lập tức thi triển ra phản bản quy chân pháp thuật. Đây là để thần linh chiếu rõ hư không, khu phá bốn phía mê vụ. Trong một chớp mắt, cái kia thần linh soi sáng ra tia sáng chói mắt. Liền muốn đem cái này hắc ám nhà tù bắn mở. Ngân y đợi tinh thần lực là liền cái kia huyền hoàng thiên tôn cũng không thể bằng được, cho nên khi ngân y đợi thi triển phản bản quy chân thời điểm, hết thảy huyễn thuật đều là không chịu được hắn. Nhưng lúc này, màu đen nhà tù cũng không ngừng biến hóa. Sau cùng, quang mang thủy chung chưa từng đem màu đen nhà tù cho bắn mở. Ngân y hậu vừa kinh vừa sợ, trong nguy cấp, hắn đem chính mình pháp bảo tạo hóa ngọc toa lấy ra. Cái này tạo hóa ngọc toa chính là ngân y hậu gia gia thiên lăng lão tổ sở ban tặng, trung pháp trận tinh diệu, đồng thời có thượng cổ thánh hoàng tinh thần lạc ấn tồn tại. Tạo hóa ngọc toa tự thành tiểu thế giới. Liền tại cái này một cái chớp mắt, ngân y hậu cả người đột tiến tạo hóa ngọc toa bên trong. Sau đó, ngân y hậu xuất hiện sau lưng ngưng mâu. Cái kia vây khốn ngân y hậu một tờ thánh điển gọi là hắc ám kỷ luật. Mà ngân y hậu lại mượn nhờ tạo hóa ngọc toa xuyên toa ra hắc ám kỷ luật. Sau đó, ngân y hậu ngay lập tức đem tạo hóa ngọc toa hóa thành một ngụm dài ba xích ngọc kiếm, hắn đem ngọc kiếm hướng ngưng mâu nhất chỉ. Nhất thời, ngọc kiếm mang theo ngàn ánh kiếm tích lũy thẳng hướng ngưng mâu. Ngọc này kiếm bên trong ẩn chứa thượng cổ thánh hoàng tinh thần lạc ấn, một đạo kiếm khí chém giết liền có thể đối với người tạo thành vĩnh cửu thương tổn. Ngọc này kiếm cần phải so cái kia diệt tiên kiếm không biết phải lợi hại hơn bao nhiêu lần. Ngưng mâu đối mặt ngàn đạo kiếm quang, cả người nàng đều bị kiếm quang kiện hàng, tránh cũng không thể tránh. Bất quá lúc này, ngưng mâu tại trước mặt trực tiếp vẽ ra một cánh cửa. Môn kia kim quang lóng lánh, chính là nguyên thủy thánh điển bên trong chúng diệu chi môn. Chúng diệu chi môn bên trong lại có huyền diệu thế giới. Ngưng mâu tiến vào chúng diệu chi môn bên trong lập tức liền biến mất, mà cái kia ngọc kiếm cũng lập tức chém giết tiến chúng diệu chi môn. Bất quá sau một khắc, ngân y hậu cũng có chút trợn mắt hốc mồm. Bởi vì ngưng mâu từ trong cửa đi ra, mà hắn lại cùng ngọc kiếm mất đi liên hệ. Không thể không nói, những này pháp bảo lợi hại là để người đau đầu. Cho dù là ngưng mâu, còn có Lena Hoi à đối mặt loại này tạo hóa ngọc toa, nếu là không có pháp bảo tới, vậy cũng đau đầu hơn vô cùng. Bất quá dưới mắt, ngưng mâu có thánh điển nơi tay, nơi nào sẽ sợ hãi đạo này ngọc kiếm. Ta tạo hóa ngọc toa đâu? Ngân y hậu nhìn hằm hằm ngưng mâu. Ngưng mâu từ thánh điển bên trong lấy ra một đạo thanh long tác đến, nàng tương thanh long tác hướng phía ngân y hậu nhất chỉ. Nhất thời, một đầu thanh long gào thét mà ra, hướng phía ngân y hậu quấn quanh mà đi. Ngân y hậu vội vàng lấy đại băng đống thuật đến đóng băng thanh long tác. Vỡ ra, ngưng mâu lại một chỉ điểm ra, cấp tốc bắn ra một điểm thần mang, điểm này thần mang liền đem ngân y hậu đại băng đống thuật phá giải. Sau đó, thanh long tác đem ngân y hậu chăm chú trói lại. Ngân y hậu nhất thời không thể động đậy. Cái kia bốn phía tỷ nữ nhóm nhìn thấy loại tình huống này, không khỏi hãi nhiên thất sắc,
từng cái hướng về sau mặt tránh đi, loạn thành một bầy. Ngân y hậu nổi giận nói, thiện tì, buông ra bản hầu. Nếu là lại không buông ra, gia gia của ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Trò cười, Ngưng Mâu trong mắt hàn quang thoáng hiện, nói, Thiên Lăng lão tổ là cái thá gì, bản tôn nếu là đưa ngươi giết, Thiên Lăng lão tổ lại có thể làm khó dễ được ta. Ngân y hậu trong mắt rốt cục hiện lên một tia e ngại, hắn cũng coi là rốt cục kiến thức đến giáo thần lợi hại. Tôn thần này linh hiển nhưng không phải giáo thần chân thân, nhất tôn nguyên thần phân thân cũng là lợi hại như thế, vậy bản tôn nên kinh khủng bực nào. Ngân y hậu trong lòng cũng rõ ràng, bất kể nói thế nào, giáo thần tên tuổi thật đúng là không tại gia gia Thiên Lăng lão tổ phía dưới. Thậm chí, giáo thần tên tuổi là tại gia gia phía trên. Ngươi muốn hợp tác đúng hay không? Ngươi nói, ngươi muốn hợp tác thế nào? Ngân y hậu thái độ rốt cục mềm xuống dưới. Ngưng Mâu nói ra, ta muốn ngươi trợ giúp ta bắt ba người. Ba người này ngươi cũng cần phải rõ ràng, cũng là Đa Luân Tư, Phê Y Kê Lua, La Quân. Không phải có bốn người sao? Ngân y hậu hơi hơi kỳ quái hỏi. Ngưng Mâu nói ra, người thứ tư là nữ tử kia không hề có tác dụng, có thể tại chỗ giết chết. Ngân y hậu nói ra, người có bản lãnh như thế, chính mình liền có thể đi bắt, cần gì phải tìm ta. Ngưng Mâu nói ra, thứ nhất, ở trên trời lăng ngươi danh tiếng không tệ, ngươi so ta ăn mở. Thứ hai, ta cần dựa vào ngươi nhân mạch tìm đến bọn họ hạ lạc. Thứ ba, chuyện này không thể lại có bất kỳ sơ thất nào. Cho nên ngươi là ta lựa chọn tốt nhất. Ta còn có thể lại ra điều kiện sao? Ngân y hậu nói ra, ngươi muốn ta hỗ trợ, có thể. Nhưng là ta phải có ít chỗ tốt. Ngưng Mâu nói ra, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Ngân y hậu nói ra, phải nói, nguyên bản các ngươi thần tôn định cho ta chỗ tốt gì? Ngưng Mâu nói ra, nguyên bản định cũng là giúp ngươi tạo hóa ngọc toa hoàn thiện sau cùng một đạo vô cực kiếm quang, để ngươi tạo hóa ngọc toa có thể trong nháy mắt vạn pháp quy nhất, cũng có thể một hóa vạn vật. Ngân y hậu hô hấp lập tức dồn dập lên, hắn nói ra, ta sớm nghe nói thần tôn có được nguyên thủy thánh điển, có thể tạo hóa vạn vật. Bây giờ xem ra quả nhiên không giả. Tốt, chỉ cần thần tôn có thể giúp ta hoàn thiện tạo hóa ngọc toa, ta liền giúp ngươi hoàn thành việc này. Ngưng Mâu liền nói ra, vậy thì tốt, ngươi tạo hóa ngọc toa trả lại cho ngươi. Chỉ chờ được chuyện, lập tức giúp ngươi hoàn thiện sau cùng vô cực kiếm quang. Nàng sau khi nói xong, tâm niệm nhất động, lập tức. Chúng diệu chi môn bên trong liền bay ra ngàn đạo kiếm quang tới. Ngân y hậu lập tức liền cùng tạo hóa ngọc toa bắt được liên lạc, hắn cấp tốc khẽ vươn tay đem tạo hóa ngọc toa thu đến trong chữ vật giới chỉ. Vừa rồi ta tạo hóa ngọc toa đi nơi nào? Ngân y hậu hiếu kỳ hỏi Ngưng Mâu. Ngưng Mâu nói ra, chúng diệu chi môn đằng sau có vô cùng tiểu thế giới, nó bị vây ở bên trong tiểu thế giới về không được. Ngân y hậu âm thầm líu lưỡi, hắn nói ra, thần tôn nguyên thủy thánh điển quả nhiên lợi hại. Chỉ sợ liền xem như gia gia của ta Thiên Huyền La Bàn đều là không kịp nổi. Ngưng Mâu từ tốn nói, Thiên Huyền La Bàn chính là chế tạo quy tắc, mà Nguyên Thủy Thánh Điển lại là bao quát vạn vật, hai bản mỗi người mỗi vẻ. Đến ai có thể càng hơn một bậc, thì nhìn cầm bảo bối người tự thân công lực. Ngay sau đó, Ngưng Mâu liền cùng Ngân Y Hậu xác định hợp tác. Ngân Y Hậu hiện tại đối giáo thần Lena Hoi A nhiều một tầng kính sợ, hắn đối Ngưng Mâu cũng tất cung tất kính đứng lên. Ngươi dự định như thế nào tìm bọn hắn? Ngưng Mâu hỏi Ngân Y Hậu. Ngân Y Hậu nói ra, ngươi yên tâm, ta tự nhiên có ta phương pháp. Ngươi lại ở chỗ này đợi chờ ta 3 giờ sau, ta hội trở về nói cho ngươi tin tức tốt. Ngưng Mâu gật gật đầu, nói ra, cái kia tốt. Ngay sau đó, Ngân Y Hậu liền nâng tay lên bên trong tạo hóa ngọc toa, cả người hắn tiến vào ngọc toa. Tiếp theo trong nháy mắt, Ngân Y Hậu đã xuất hiện ở trên trời lăng thành bên trong. Ngân y hậu sau đó đi vào một gian màu đen bề ngoài cầm đồ phía trước, cái kia cầm đồ đại môn đóng chặt. Ngân y hậu gõ 3 lần môn, môn rất nhanh liền mở. Mở cửa là một tên khô gầy lão giả này sắc mặt vàng như nến, thân hình khom người. Hắn nhìn thấy Ngân y hậu về sau, lập tức nói, thiếu chủ nhân, ngài tốt. Ngân y hậu liền gật gật đầu, đi vào. Thiên Lăng trong thành, thế nhân phần lớn cũng không biết. Thiên Lăng lão tổ ở trên trời lăng thành bên trong thế mà còn có thật nhiều sinh ý. Riêng là bên trong còn có một chỗ gọi là thần cơ diệu doanh địa phương. Cái này thần cơ diệu doanh chính là giám thị Thiên Lăng phát sinh rất nhiều chuyện đều trốn không thoát thần cơ diệu doanh giám thị. Đây cũng là Thiên Lăng trong thành, ác ôn nhóm đều thủ quy củ nguyên nhân. Giờ phút này, Ngân y hậu tiến vào cũng là thần cơ diệu doanh một cái tiểu phân bộ.
đi vào bên trong về sau, Ngân Y Hậu trực tiếp đối lão giả kia nói ra, Phúc Bá, ta muốn hỏi ngươi một việc. Thiếu chủ nhân xin hỏi. Phúc Bá lập tức nói ra. Ngân Y Hậu đầu tiên là nhập tọa, hắn để Phúc Bá cũng ngồi. Sau đó mới lên tiếng, ta lại hỏi ngươi, hôm nay ban ngày phát sinh không ít chuyện, những này ngươi cũng rõ ràng a. Phúc Bá nói ra, thần cơ diệu doanh giám thị Thiên Lăng, tự nhiên là biết một số. Nhưng không biết thiếu chủ nhân chỉ là cụ thể cái kia một cọc sự tình. Ngân Y Hậu nói ra, giáo thần Lena Hoi A đến đây Thiên Lăng Thành là vì truy sát ba tên trọng phạm, người cũng đã biết, ba người kia qua nơi nào. Phúc Bá nói ra, hẳn là hết thảy bốn người, ngoài ra còn một đầu ấu long. Ngân Y Hậu bị kinh ngạc, ấu long, có ý tứ gì? Phúc Bá nói ra, căn cứ chúng ta chỗ cha, bốn người kia phân biệt gọi là La Quân, Phê Y Kê Lua, Đa Luân Tư. Nữ tử kia tương đối thần bí, tính danh khó mà điều tra ra. Bất quá bọn hắn trên thân một mực mang theo một đầu vừa ra đời ấu long. Ngươi chắc chắn chứ? Ngân Y Hậu hỏi. Phúc Bá nói ra, thuộc hạ xác định. Ngân Y Hậu trong mắt lóe ra một vòng thần quang đến, nói ra, ấu long có thể là thượng hạng thuốc bổ, không tệ, ha ha. Sau đó, Ngân Y Hậu còn nói thêm, cái kia ngươi cũng đã biết bọn họ hiện tại địa chỉ. Phúc Bá nói ra, đã điều tra ra. Ngân Y Hậu nói ra, rất tốt, ở đâu? Thiếu chủ nhân muốn làm gì? Phúc Bá bị kinh ngạc. Ngân Y Hậu nói ra, đây không phải ngươi hẳn là quan tâm. Phúc Bá nói ra, thiếu chủ nhân, hôm nay cái kia La Quân tay không tấc sắt đã chém giết Huyền Hoàng Thiên Tôn, kẻ này thân thể rất nhiều cổ quái. Thiếu chủ nhân không cần thiết không thể khinh địch. Ồ, Ngân Y Hậu bị kinh ngạc, hắn nói ra, người này có thể làm Lena Hoi A địch nhân, quả nhiên có chút bản sự. Hắn đón đến, nói ra, tốt. Ngươi thời khắc giám thị ở bọn họ, ta sẽ không dễ dàng động thủ. Phúc Bá nói ra, đúng. Ta tùy thời cùng các ngươi liên hệ. Ngân Y Hậu sau khi nói xong, liền rời đi thần cơ diệu doanh. Tử hải trên đảo nhỏ, Ngân Y Hậu lần nữa trở lại trong đảo. Ngưng Mâu một mực ngồi xếp bằng. Lúc này, bình minh sắp tới. Ngưng Mâu mở mắt ra hỏi Ngân Y Hậu nói, cha được thế nào? Ngân Y Hậu mỉm cười, nói ra. Không chỉ có cha ra bọn họ phương hướng, mà lại ta còn có vui mừng ngoài ý muốn. Ngưng Mâu nói, ồ. Ngân Y Hậu nói ra, trên người bọn họ có một con rồng, một đầu ấu long. Ngưng Mâu cũng là bị kinh ngạc. Nhất định là Clarissa cái kia tiện nữ nhân tiện trùng. Ngưng Mâu ngữ điệu biến, giọng nói phát lạnh. Rất lợi hại hiển nhiên, lúc này nói chuyện cũng là Lena Hoya. Clarissa, Ngân Y Hậu nói, chẳng lẽ ngươi nói là long thần? Ngưng Mâu nói ra, không sai. Ngân Y Hậu nói ra, cái kia ấu long là long thần hài tử. Ngưng Mâu nói ra, không sai. Nàng đón đến, quét mắt một vòng Ngân Y Hậu, nói ra, cái kia ấu long tại ta có tác dụng lớn, ngươi không thể đánh cái kia ấu long chủ ý. Ngân Y Hậu trong lòng nhất thời khó chịu, nhưng hắn vẫn là nói, được. Ngưng Mâu nói ra, ngươi cứ yên tâm, bản tôn tử sẽ không bạc đãi ngươi. Sau đó, Ngưng Mâu đứng lên, nói ra, như là đã biết được bọn họ vị trí, cái kia liền đi tìm bọn hắn. Ngân Y Hậu cũng cảm thấy việc này không nên chậm trễ, liền nói ra, tốt. Ngay sau đó, hai người liền trực tiếp xuyên toa tạo hóa ngọc toa, đi vào Thiên Lăng trong thành. Trời sáng choang, mặt trời mới mọc chiếu xạ ở trên trời Lăng Thành bên trong. Cái này nhàn nhạt tia nắng ban mai để Thiên Lăng Thành là xinh đẹp như vậy, có trên nóc nhà còn có một số tuyết đọng. La Quân tại lữ điếm trong phòng. Hắn đột nhiên mở to mắt. Một cỗ cảm giác nguy hiểm phiêu nổi lên trong lòng. La Quân lập tức nhảy dựng lên, hắn xông còn trong phòng ngủ say Đa Luân Tư cùng Phê Y Kê Lua nói ra, tranh thủ thời gian tiến trong chữ vật giới chỉ đến. Đa Luân Tư cùng Phê Y Kê Lua cấp tốc vọt lên đến, hai người gặp La Quân như vậy sốt ruột, liền cũng biết sự tình nghiêm trọng. Bất quá ngay tại hai người chuẩn bị tiến vào giới chỉ thời điểm, một đạo lưu quang hiện lên. Sau đó, Ngưng Mâu đã xuất hiện. Ngưng Mâu nơi đó làm cho Đa Luân Tư cùng Phê Y Kê Lua tiến vào trong chữ vật giới chỉ, nàng trực tiếp thì điểm ra một chiêu. Chính là Nguyên Thủy Thánh Điển bên trong Hắc Ám Kỷ Luật. Cái này Hắc Ám Kỷ Luật vừa ra, Phê Y Kê Lua cùng Đa Luân Tư liền cảm giác mắt tối sầm lại, rơi vào Hắc Ám trong lao tù. La Quân liền cũng liền gặp lóe lên chỉ gặp, Phê Y Kê Lua cùng Đa Luân Tư thế mà hư không tiêu thất. La Quân không khỏi quá sợ hãi, hắn cũng không nhận ra cái này Ngưng Mâu cùng Ngân Y Hậu. Nhưng có thể khẳng định là, hai người này đều là hướng về phía chính mình tới.
Các ngươi là ai? La Quân sau lùi lại mấy bước, cùng Ngưng Mâu cùng Ngân Y Hậu kéo dài khoảng cách. Lúc này, La Quân cũng không có tùy tiện động thủ. Bởi vì cái gọi là kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, Đa Luân Tư cùng Phi Kê Lua bị cái này Ngưng Mâu chỉ trong một chiêu lấy đi, hôm nay chính mình chỉ sợ là rất khó ứng đối. Ngưng Mâu trong mắt bắn ra hàn quang đến, liền cũng tại lúc này, Lena Hoya chiếm hữu đi ra. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, người cái này ti tiện phàm nhân, bản tôn nhất định phải để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngoá, là Lena Hoya. La Quân lập tức liền biết. Nữ nhân chết bầm này, đến trả thật nhanh. La Quân cảm thấy âm thầm gọi hỏng bét. Ngưng Mâu bên người Ngân Y Hậu liền trầm giọng nói ra, thần tôn, cái kia ấu long cùng nữ tử tất nhiên ngay tại hắn trong chữ vật giới chỉ. Lena Hoya từ tốn nói, rất tốt, người ưa thích nữ nhân. Nữ tử kia chính là cái này tặc tử tâm đầu nhục, chờ đuổi bắt về sau, liền đem nữ tử kia ban thưởng ngươi. Ha ha, đa tạ thần tôn, Ngân Y Hậu hoan hỉ nói ra. La Quân nghe xong lời này, nhất thời nổi giận, trong mắt của hắn tuôn ra hàn quang, cũng không nhiều lời, chỉ là lạnh hừ một tiếng. Sau đó, La Quân đem huyết ma hạt giống cầm trên tay. Trong tích tắc, nhất niệm nhất thế giới. Nhất thời, Ngưng Mâu cùng Ngân Y Hậu thì xuất hiện tại kỳ quái Tân Hải thành phố, quán ba giữa đường mặt. Không được, ta hiện tại còn cứu không Đa Luân Tư cùng Phi Kê Lua. La Quân thầm nghĩ, quân tử không ăn thiệt thòi trước mắt, ta nhất định phải lại tu luyện một thời gian mới được. Tin tưởng cái này giáo thần tại không có bắt lấy chính mình trước đó, là sẽ không dễ dàng tới giết Đa Luân Tư cùng Phi Kê Lua. Cái này một cái chớp mắt, La Quân cũng không có hiện ra huyết khí chi dũng. Mà chính là một xoay người bỏ chạy ra ngoài cửa sổ. Vừa ra qua, La Quân liền thi triển lăng không đứng vững bản sự, cứ như vậy ở trong hư không, liên đạp mấy bước về sau liền tại ngoài ngàn mét. Ngưng Mâu cùng Ngân Y Hậu bị vây ở huyết ma hạt giống bên trong tiểu thế giới. Thế giới này rất lợi hại cổ quái, Ngân Y Hậu nói với Ngưng Mâu. Ngưng Mâu cũng không có phá giải chi pháp, bất quá nàng cũng không thèm để ý, chỉ là lạnh hừ một tiếng, nói ra, đi. Sau đó, nàng liền trực tiếp mở ra chúng diệu chi môn. Ngưng Mâu cùng Ngân Y Hậu trực tiếp từ chúng diệu chi môn bên trong ra La Quân tiểu thế giới. Hai người tiếp lấy thì đuổi theo. La Quân trong tay huyết ma hạt giống bị phá trong nháy mắt, cái kia huyết ma hạt giống bản niệm biến ảo, liền tới đến La Quân trong tay. Thế mà nhanh như vậy thì đi ra, La Quân không khỏi thất sắc. Trong nháy mắt, phía trước lưu quang lóe lên. Cái kia Ngân Y Hậu đã thông qua tạo hóa ngọc toa đi vào La Quân trước mặt. Ngưng Mâu cũng ở hậu phương xuất hiện. Hư giữa không trung, Lam Thiên Bạch Vân, nhưng La Quân ba người này trên không trung lại giống như tại tầng mây về sau. Phía dưới thế giới người là nhìn không thấy. Gió bắc gào thét, quần áo phần phật. Ngân Y Hậu tại 10 mét bên ngoài, hắn cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, thúc thủ chịu trói đi, cũng miễn nhà ngươi ra ra ta nhiều khó khăn. La Quân một bước tiến lên trước, sau đó chính là mãnh liệt một chiêu cổn lôi quyền ấn oanh sát hướng Ngân Y Hậu mặt. La Quân xuất thủ nhanh như thiểm điện, đây là võ đạo tu vi cao siêu. Ngân Y Hậu không khỏi bị kinh ngạc, không có nghĩ tới tên này võ đạo tu vi cũng là như thế lợi hại. Trong nguy cơ, Ngân Y Hậu trốn vào tạo hóa ngọc toa bên trong. La Quân trước mặt không còn, hắn tiếp tục thoát đi. Cái kia Ngân Y Hậu rất nhanh lại từ La Quân hậu phương xuất hiện. Hắn đã có chút thẹn quá hóa giận, nói, tạo hóa vạn thiên, vô cực kiếm chém. Trong một chớp mắt, tạo hóa ngọc toa hóa thành một ngụm ngọc kiếm, giơ lên vạn đạo trắng bạc kiếm quang, trực tiếp đem La Quân bao phủ lại. Kiếm quang này gì thảm liệt sắc bén, trong nháy mắt có thể đem một tòa kiến trúc vật nghiền thành vỡ nát, tuyệt đối so với một cái cao bạo đạn uy lực đều lợi hại hơn. Cái kia Ngưng Mâu theo tới cũng là bị kinh ngạc, lạnh giọng nói ra, ai bảo ngươi giết hắn. Ngân Y Hậu cũng là cả kinh, hắn nói ra, vừa rồi nhất thời tức giận, ra tay không có phân tắc. Gia hỏa này cũng không đến mức bị ta một chiêu thì giết đi. Ngưng Mâu trầm giọng nói ra, người tạo hóa ngọc toa, kiếm quang có thượng cổ thánh hoàng tinh thần lạc ấn, hắn thân thể vô pháp bảo bối, làm sao có thể đầy đủ tới. Như vậy lúc này, La Quân đến sẽ như thế nào đâu? La Quân tại trong nguy cơ, lập tức lấy huyết ma hạt giống thúc đẩy sinh trưởng ra tiểu thế giới tới. Cái kia nghìn vạn đạo kiếm quang trốn vào bên trong tiểu thế giới, trong một chớp mắt liền đem bên trong tiểu thế giới dòng người dòng xe cộ rào thành phấn vụn. Sau đó, kiếm quang lại hướng phía La Quân truy sát mà đến, trực tiếp thì ra tiểu thế giới.
Một màn này để Ngân Y Hậu cùng Ngưng Mâu ngốc ngẩn ngơ, La Quân cũng là ngốc ngẩn ngơ. Tiểu thế giới có tiểu thế giới quy tắc, người ở chính giữa, bị quy tắc đã đề ra, khó mà tìm tới rời đi chi pháp. Có thể kiếm quang này là khóa chặt La Quân, cho nên trực tiếp mạnh mẽ đâm tới, không khỏi rượu thì đi ra. Không vì quy tắc đã đề ra chế. Kiếm quang lại lần nữa chạm giết tới. Cái kia Ngân Y Hậu liền muốn thu hồi ngọc kiếm, miễn cho thật đem La Quân cho giết. Ngưng Mâu ngăn lại Ngân Y Hậu, nói ra, chậm đã, xem trước một chút. Ngưng Mâu cảm thấy La Quân hẳn là sẽ không dễ dàng chết như vậy, nàng muốn nhìn một chút La Quân như thế nào hóa giải một chiêu này. La Quân lúc này nơi đó cảm giác không ra, cái này Ngân Y Hậu kiếm quang so diệt tiên kiếm lợi hại vô số lần. Hắn cũng không nhiều lời, sau đó bạo hống một tiếng, một chiêu thiên lôi quyền ấn hướng phía kiếm quang đánh tới. Nhất thời, trong không khí mây trắng còn có vô số thủy nguyên tố hội tụ thành một cỗ phẫn nộ dòng nước lũ, hướng phía kia kiếm quang rảo giết đi qua. Lẫn nhau rảo sát cùng một chỗ, chỉ một lúc sau, La Quân thiên lôi quyền ấn liền bị vỡ nát. Mà cái kia vạn thiên kiếm quang vẫn như cũ cường hãn, thì hướng phía La Quân rảo giết tới. Lít nha lít nhít, tựa như là châu chấu đột kích. Thoáng qua ở giữa, La Quân liền bị rảo sát thành phấn vụn. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, La Quân trong đầu linh quang nhất thiểm, hắn đột nhiên nghĩ đến ban đầu ở tài phán sở thời điểm. Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng tiền bối đã từng sử dụng một chiêu kia gọi là linh hồn lốc xoáy. Cái kia linh hồn lốc xoáy giống như vũ trụ hắc động, đem hết thảy pháp bảo toàn bộ xoắn nát. La Quân lúc này cũng là không lo được, hoàn toàn là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hắn tại bản thân không có pháp bảo tình huống dưới, muốn đối phó tạo hóa ngọc toa dạng này pháp bảo, xác thực là phi thường cố hết sức. Linh hồn lốc xoáy, La Quân bạo giống một tiếng, trong óc hắn hoàn toàn hiện ra cũng là hắc động thôn phệ. Trong một chớp mắt, hỗn độn chi khí cuồng mãnh tuôn ra động, chung quanh sở hữu nguyên tố chi lực lập tức ở La Quân trước mặt hình thành một cái cự đại hắc ám lốc xoáy. Cái này hắc ám lốc xoáy bên trong giống như băng đao sắc bén thủy nguyên tố, có thể hòa tan sắt thép hỏa diễm thần quang, cũng có cứng rắn như sắt thép thổ nguyên tố, còn có hòa tan hết thảy hắc ám nguyên tố, càng có quang nguyên tố. Quang nguyên tố làm cho cả linh hồn lốc xoáy thành làm một cái siêu cấp lò luyện. Sở hữu kiếm quang trong nháy mắt bị hấp thu đến linh hồn lốc xoáy bên trong. Hỏng bét, Ngân Y Hậu thấy mình ngọc kiếm bị hút đi vào, không khỏi bị kinh ngạc. Hắn muốn thu hồi ngọc kiếm, nhưng là ở đó mặt siêu cường hấp lực để hắn vô pháp đem vồ bắt đi ra. Ngưng Mâu cũng là bình tĩnh lại tâm thần, nàng nói ra, ngươi không cần lo lắng, một chiêu này hoàn toàn là thuần túy chiêu số, không có pháp bảo trợ giúp. Hắn không làm gì được ngươi pháp bảo. La Quân lập tức cũng liền phát hiện, tuy nhiên linh hồn lốc xoáy hút lại ngọc kiếm, nhưng lại vô pháp đem xoắn nát. Cái kia ngọc kiếm tựa như là tại ngọn núi hiểm trở bên trong, mặc cho dòng nước lũ trùng kích, nhưng lại sừng sững bất động. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, ngọc này kiếm sở dĩ như vậy lợi hại, chính là bởi vì bản thân thai nghén thượng cổ thánh hoàng tinh thần lạc ấn, cái kia tinh thần lạc ấn là không gì không phá. Mà ta linh hồn lốc xoáy vì cái gì không thể phá hủy ngọc kiếm? Là bởi vì ta tinh thần không đủ cường đại. Rất tốt, vậy ta thì cho ngươi thêm nạp liệu. La Quân trong lòng nhất động, sau đó, hắn đem tự thân võ đạo tinh thần, loại kia phá hủy hết thảy, dũng cảm tiến tới tinh thần toàn bộ rót vào linh hồn lốc xoáy bên trong. Trong một chớp mắt, linh hồn lốc xoáy liền có được chính mình tinh thần. Một cái dân tộc, mất đi tinh thần dân tộc. Đó là hủy diệt tính đả kích. Nhưng một cái dân tộc nếu như có được khảng khái bi ca, liều lĩnh tinh thần, như vậy dân tộc này chỗ bạo phát đi ra lực lượng là cực đáng sợ. Bởi vì cái gọi là ai binh tất thắng, nói cũng chính là cái đạo lý này. Oanh! La Quân hỗn độn chi khí, cùng võ đạo tinh thần dung hợp linh hồn lốc xoáy lực lượng, rốt cục răng rắc một tiếng, đem cái kia ngọc kiếm nứt ra ba đạo vết nứt. Thiên, Ngân Y Hậu lập tức liền phát giác được, hắn hãi nhiên thất sắc. Vãi cả linh hồn. Bận bịu nói với Ngưng Mâu, thần tôn, nhanh cứu ta pháp bảo a. Hắn ngang dọc thiên lăng, trừ muốn dựa vào gia gia thiên lăng lão tổ tên tuổi. Cái này tạo hóa ngọc toa cũng là hắn lớn nhất ỷ vào. Nếu như tạo hóa ngọc toa xảy ra vấn đề, vậy hắn cũng là muốn chết tâm đều có a. Ngưng Mâu cũng phát giác được không đúng, nàng không dám trì hoãn. Trong nội tâm nàng tự nhiên cũng biết, nếu là Ngân Y Hậu mất đi tạo hóa ngọc toa, như vậy nàng và Ngân Y Hậu liên minh sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn. Ngay sau đó, Ngưng Mâu đột nhiên vung tay lên, nhất thời,
tại cái kia linh hồn lốc xoáy bên trong xuất hiện một đạo trúng diệu chi môn. Cho ta nứt, La Quân bạo giống một tiếng, liền muốn đem cái này cường đại trúng diệu chi môn vỡ ra. Nhưng là, trúng diệu chi môn lại tại bạo trong mưa gió sừng sững bất động. Sở hữu năng lượng đều không thể tới gần trúng diệu chi môn. Mà lúc này, Ngưng Mâu một tay vung ra. Cái kia khoảng không bên trong lập tức xuất hiện một đạo rú bàn tay lớn màu trắng. Cái này rú bàn tay lớn màu trắng trong nháy mắt chui vào trúng diệu chi môn bên trong. Sau một khắc, rú bàn tay lớn màu trắng liền bắt ngọc kiếm đi ra. Ngân Y Hậu không khỏi đại hỉ, hắn tâm niệm nhất động, cái kia ngọc kiếm hóa thành tạo hóa ngọc toa, bay đến hắn trong chữ vật giới chỉ. Nhưng thực, tạo hóa ngọc toa đã nhận mãi mãi thương tổn. Bất quá bất kể như thế nào, có thể cứu trở về tạo hóa ngọc toa, cái này khiến Ngân Y Hậu cảm thấy đã là may mắn trong bất hạnh. Giờ này khắc này, Ngân Y Hậu không có tạo hóa ngọc toa, hắn chẳng khác nào là không có hàm răng lão hổ, không đủ gây sợ. La Quân lúc này dứt khoát cũng không hề chạy trốn, hắn tự nhiên cũng nhạy cảm phát giác được, Ngân Y Hậu đã không đủ gây sợ. Như vậy, hắn muốn nhìn, hôm nay chính mình có thể hay không xử lý cái này giáo thần nguyên thần, sau đó cứu trở về Phê Kê Lua cùng Đa Luân Tư. Ngân Y Hậu tuy nhiên cũng còn có hắn thần thông, nhưng là hắn lợi hại nhất, lớn nhất ỷ vào cũng là tạo hóa ngọc toa. Bây giờ tạo hóa ngọc toa bị hao tổn, hắn liền không muốn lại tham chiến. Lúc này, Ngân Y Hậu thì muốn nhìn một chút, vị này nổi tiếng thiên hạ thần tôn đến có thủ đoạn gì. La Quân đem Ngân Y Hậu đánh bại, hắn lúc này nội tâm lòng tự tin đạt được bành trướng. Cho nên giờ phút này, đối mặt vị này thần tôn giáo thần, hắn cũng muốn thử một chút, nhìn xem có thể hay không thắng. Trời xanh mây trắng, tia nắng ban mai vẩy chiếu. Bầu trời này là xinh đẹp như vậy. La Quân chân đạp Itegumo, cùng Ngưng Mâu đứng đối mặt nhau. Ngân Y Hậu trốn ở Ngưng Mâu đằng sau. Ngưng Mâu mắt lạnh nhìn La Quân, nàng nhưng cũng không phải nói nhiều người. Sau đó, sau một khắc Ngưng Mâu lập tức liền ra tay với La Quân. Chỉ gặp nàng làm vung tay lên, lập tức liền là ngũ hành đại thủ ấn vổ bắt hướng La Quân. Chiều này ngũ hành đại thủ ấn, La Quân hôm qua là được chứng kiến. Vô cùng lợi hại, rất nhiều pháp bảo đối mặt ngũ hành đại thủ ấn đều là không công mà lui. Giờ phút này, hư giữa không trung, ngũ hành nguyên tố chi lực dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo vô cùng lớn thủ ấn vổ bắt hướng La Quân. La Quân mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy tay này ấn giống như Thái Sơn đấu đá tới, lại che khuất bầu trời, khiến người ta không chỗ có thể trốn. La Quân cũng không nghĩ nhiều, hắn trực tiếp cũng là một chiêu thiên lôi quyền ấn đánh giết tới. Dòng nước lũ cuồn cuộn, hai cỗ lực lượng trên không trung kịch liệt lăn lộn, lôi đình oanh động, sau cùng liền rảo sát cùng một chỗ. Trong một chớp mắt, ngũ hành đại thủ ấn sụp đổ. Cái kia thiên lôi quyền ấn cũng bị triệt tiêu. Ngưng Mâu không khỏi hơi hơi thất sắc, dựa theo nàng lý giải, La Quân là không có cách nào phá giải nàng ngũ hành đại thủ ấn. Bởi vì cái này ngũ hành đại thủ ấn ẩn chứa thiên địa ngũ hành đạo để ý, là rất khó đánh tan. Nhưng Ngưng Mâu nghĩ không ra là, La Quân thiên lôi quyền ấn lại là đem ngũ hành nguyên tố bao quát ở chính giữa, mà lại nhiều một mực hắc ám nguyên tố, sau cùng hình thành hỗn độn chi khí. Bên trong thiên địa thuần chính nhất hỗn độn chi khí tự nhiên là có thể đem ngũ hành chi khí cho xé rách. Đây là tương sinh tương khắc đạo lý. Lúc đầu, lấy La Quân tu vi thật là khó mà khám phá Ngưng Mâu ngũ hành đại thủ ấn. Nhưng mà, hỗn độn chi khí lại là giúp La Quân đại ân,